Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 701 Bún Tàu. Chưởng quỷ kia đều không nghĩ tới lúc này còn có người đến bên này nhìn xem chính là người bên ngoài, mặt tôn quý khí chất cũng rất không bình thường. Đông gia đều không cách nào cùng trước mắt cô nương so. Chớ nói chi là kia một đôi song bào thai tiểu thiếu niên, nhìn xem liền tôn quý thông minh, xem xét cũng không phải là người bình thường tiểu thiếu gia. Chưởng quỷ rất nhiệt tình. Chưởng quỷ cũng không nghĩ đông gia đem cửa hàng cho đóng. Đông gia nếu đem khách sạn cho đóng, bọn hắn đều không có địa phương đi. Tiêu Nguyệt Giao nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện mặc dù trong tiệm không có người, nhưng trong khách sạn hoàn cảnh thu thập nhiều tốt, nhìn xem rất sạch sẽ. Tiêu Nguyệt Giao nói, ở trọ, hai gian phòng trên. Bao nhiêu tiền? Tiêu Nguyệt Giao tận lực không có trực tiếp hỏi giá cả, mà là trước nói ở trọ. Chưởng quỹ mà nói, nơi này ghi rõ giá cả, một gian phòng trên một ngày 100 văn tiền. Tiêu Nguyệt Giao trong lòng âm thầm gật đầu, giá cả rất công đạo cũng rất rẻ. Tiêu Nguyệt Giao giao một lượng bạc, trước ở năm ngày. Là, là, chưởng quỷ cái kia cao hứng, đây chính là một lượng bạc A. À. Mà lại nghe khách quý ý tứ, khả năng sẽ còn ở thêm. Đúng, trưởng quỷ nghe ngóng ngươi cái sự tình. Quý khách, xin mời ngài nói. Trưởng quỷ đối với tiêu nguyệt giao, rất hợp cung cung kính kính. Hắn đã cảm thấy nữ tử này nhất định phi thường lợi hại. Tiêu nguyệt giao lấy ra một cái ca cao quả đến cho trưởng quỷ nhìn nói, ngươi có thể thấy được qua loại vật này. Trưởng quỷ kia xem xét, thần sắc khẽ động, đây là quả hồng, hồng la sơn trên có rất nhiều dạng này quả hồng. Chỉ là quý khách, cái quả này vô dụng, không thể ăn, tất cả đều là hạt giống. Hương vị cũng rất quái lạ, chúng ta người địa phương cũng sẽ không ngắt lấy. Có ít người cảm thấy dạng này cây chiếm khó khăn, rất nhiều dạng này cây đều bị chặt sản khoái củi lửa đốt, trước kia khi còn bé trong sơn cốc rất nhiều, bây giờ cũng liền hồng la sơn trên có dạng này quả. Tiêu Nguyệt giao nghe xong, khóe miệng cũng nhịn không được kéo ra. Nhiều như vậy có thể làm chocolate quả A lại bị chặt. Chỉ là nghe, tiêu nguyệt giao đều do đau lòng. Cũng may còn có ca cao quả. Nguyên lai like người địa phương gọi quả hồng. Hồng La Sơn đi như thế nào? Từ nơi này tới trước La Gia Thôn, La Gia Thôn đằng sau kia một mảnh chính là Hồng La Sơn. Chẳng qua La Gia Thôn cách trong huyện đều có hơn 20 dặm, có chút xa còn có chút vắng vẻ, La Sơn thôn người đồng dạng đều không ra làng. Thực sự là từ làng đến trong huyện đường cũng không tốt đi, muốn trèo núi cũng phải qua một con sông tiêu nguyệt giao nghe hỏi đường sông sâu sao chưởng quỷ mà nói không sâu cũng liền chừng một mét chiều sâu nhưng đó là không phát nước sông thời điểm nếu là trời mưa to phát nước sông liền lên trướng lên không ai dám trải qua bên kia ngày thường không có việc gì tiêu nguyệt giao nhẹ gật đầu có cầu sao nào có cầu huyện lệnh không tu sao chưởng quỷ mà nói cái này làng nhiều lắm huyện lệnh cũng không quản được a à? sửa đường sửa cầu không dễ dàng như vậy tiêu nguyệt giao tỏ ra hiểu rõ quan viên nơi này khả năng đều không quá hành động mặc dù năm ngoái hoàng đế tuyển chọn một chút người tài cho trên triều đình bổ sung máu mới thế nhưng không cách nào bao trùm rất nhiều nơi có nhiều chỗ quan viên cũng không ức hiếp bách tính nhưng cũng không có gì hành động dạng này người vô công không qua tự nhiên cũng sẽ không bị tước đoạt chức quan cũng không thể nói dạng này quan viên có sai có vấn đề mà lại triều đình hộ bộ bạc có hạn trước đó bởi vì tiên hoàng làm đều tiêu xài không ít hoàng đế liền xem như muốn trị lý hảo các nơi cái kia cũng không phải một lần là xong sự tình hộ bộ cũng cần bạc bổ sung cái này hai ba năm hoàng đế đều giảm bớt thuế má nghỉ ngơi lấy lại sức quốc khố tự nhiên không phong mà lại trước đó đánh trận cũng cần bạc quân lương hoàng thượng một người cũng làm không được quá nhiều chuyện tiêu nguyệt giao nghe những cái này cũng biểu thị có ích tiêu nguyệt giao lại hỏi một chút sau đó liền dẫn tô lăng tô dương tiêu một còn có tiểu cúc lên lầu hai cái phòng trên phòng đúng quy đúng cũ, không có gì đặc biệt cũng không có gì không tốt, mặc dù trung thực cổ xưa, nhưng đệm giường tử màn cửa chờ đều rất sạch sẽ, gian phòng cũng không có mùi vị khác thường, chăn mền đều có ánh nắng hương vị, có thể thấy được thường xuyên phơi qua. Tiêu Nguyệt Giao trong lòng nhẹ gật đầu. Ban đêm nàng cùng tiểu cúc một gian, bên cạnh Tiêu vừa cùng tô lăng tô dương một gian phòng, ngay tại bên cạnh, có bất kỳ động tĩnh gì, Tiêu Nguyệt Giao đều sẽ nghe được. Mà lại lúc buổi tối, Tiêu Nguyệt Giao sẽ phóng xuất ra mấy sợi tinh thần lực ra tới che chở Tô Lăng Tô Dương. Một điểm có bất kỳ vấn đề, Tiêu Nguyệt Giao đều sẽ ngay lập tức phát hiện. Dạng này có thể bảo đảm an toàn. Đương nhiên Tiêu Một là ám vệ, lòng cảnh giác cũng sẽ rất cao. Chỉ là như vậy một cái vắng vẻ địa phương, Tiêu Nguyệt Giao cho rằng một loại cũng sẽ không có người nào tới. Nhưng vẫn là phải gìn giữ lấy lòng cảnh giác. Này sẽ mới nửa lần buổi trưa, đại bảo nhị bảo tự nhiên cũng không phiền hà, hai tiểu gia hỏa còn rất hưng phấn, đi vào tiêu nguyệt giao gian phòng nói, mẹ, chúng ta muốn đi ra ngoài nhìn xem sao. Tiêu nguyệt giao nhìn xem bọn hắn tinh lực tràn đầy một bộ dáng vẻ hưng phấn nói, các ngươi muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng nhìn một chút. Từng um ân. Lưỡng bảo dùng sức nghiêm túc gật đầu. Một bộ rất chờ mong dáng vẻ. Tiêu nguyệt giao nói, chúng ta trên đường tới các ngươi cũng nhìn thấy, con đường này bộ dáng gì, sao chúng ta tại liễu hà thôn ngay từ đầu thời điểm đều vắng vẻ. Không sợ, nhìn một chút, tốt viết du ký, Ừm ân, tiêu nguyệt giao buồn cười, nguyên lai like hai tiểu gia hỏa nghĩ viết du ký, vừa vặn tiêu nguyệt giao cũng nghĩ đến chỗ nhìn một chút, vừa vặn có thể xuống lầu nhìn một chút, được, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, ban đêm vừa lúc ở bên này ăn một bữa cơm, cứ như vậy tiêu nguyệt giao mang theo đại bảo nhị bảo xuống lầu đi dạo một vòng, kỳ thật bởi vì huyện nhìn xem tương đối lạc hậu, cho nên cũng không có gì tốt đi dạo, mà lại cả huyện tương đối nhỏ từ đầu này đều có thể đi đến bên kia, hơn một canh giờ liền có thể đi tới. Phiên chợ bên trên bán đồ vật chủng loại cũng không đầy đủ. Đương nhiên trong huyện cũng có một số người ăn mặc rất không tệ, dẫn theo rổ đi chọn mua đồ vật. Con đường liền bàn đá xanh đều không có, đều là đường đất, mấp mô đều không có sửa qua. Đường lớn bên trên một chút tiệm cơm đều là một chút cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, đều là một chút quyển vở nhỏ sinh ý. Lục tục ngo ngoe cũng có một số người ra vào trong tiệm. Tiêu Nguyệt Giao cũng không biết bên này đồ ăn hương vị như thế nào, nhìn xem đại bảo nhị bảo nói, chúng ta đi vào ăn tô mì đầu đi. Chí ít nóng hổi, mà lại mì sợi dù là hương vị rất bình thường cũng là có thế ăn. Nàng tiện tay mang theo đồ gia vị. Đương nhiên Tiêu Nguyệt Giao không gian bên trong tồn phóng rất nhiều thứ. Đương nhiên cũng là vì thể nghiệm nơi đó phong tục dân tình. Nếm thử nơi đó đồ ăn hương vị. Tiêu vừa cùng Tiểu Cúc cùng theo tiến đến, an tĩnh ở bên cạnh ngồi xuống tùy thời nhìn xem chung quanh, tốt bảo hộ chủ tử. Tiêu Nguyệt giao điểm năm bát mì. Rất nước dùng mì sợi, phía trên có một cây cây cải dầu, thêm trứng chần nước sôi. Tiêu Nguyệt giao ăn mì trước đầu. Chân chính ăn mì thời điểm, Tiêu Nguyệt giao thần sắc khẽ động. Liền Tô Dương nhìn xem cũng nhịn không được nói, bát mì này tốt mảnh a. À. Chủ quán cười nói, đây là chúng ta bên này tơ mỏng mặt, quý khách nếm thử hương vị như thế nào. Tiêu Nguyệt giao ăn một miếng, gật đầu nói, rất không tệ tay lau kỹ mặt hương vị mà lại đừng nhìn mảnh bắt đầu ăn cảm giác rất không tệ rất nước dùng mì sợi làm mùi vị không tệ chủ quán tay nghề không sai dạng này mặc hẳn là rất được hoan nghênh đi chủ quán cười nói chính là chúng ta nhà mình tay nghề cũng liền lui tới khách nhân đến nếm một bát người bên ngoài càng thích ăn mì dương xuân tiêu nguyệt giao cảm thấy cái này mì sợi chính là khoa học kỹ thuật thời đại bún tàu gọi bún tàu càng có mánh lới đây cũng là dùng cao gân mì sợi làm cho nên mới có thế kéo như thế mảnh, làm ra dạng này mặt tới. Muốn rất khảo nghiệm tay nghề. Thời đại này giao thông không phát đạt cũng không có internet, tự nhiên không thể đem một chút nơi đó đặc sắc đồ vật vận chuyển đến địa phương khác. Nhưng tiêu nguyệt giao cảm thấy những cái này bún tàu có thể trở thành nơi đó đặc sắc đồ ăn. Dù là mì sợi cũng có khác biệt loại phương pháp ăn. Chính là đại ca đại tẩu mở tiệm mì, thêm rất nhiều loại mì sợi, bao quát rộng mặt, nhưng không có dạng này mảnh mì sợi. Tô Dương cao hứng nói, mẹ, ăn ngon, cùng chúng ta trước kia nếm qua mì sợi không giống. Tô Lăng Tô Dương trong nhà nếm qua các loại mì sợi. Có đôi khi Tiêu Nguyệt Giao cũng sẽ mang theo bọn hắn đi đại ca đại tẩu tiệm mì ăn mì. Cho nên bọn hắn hưởng qua rất nhiều loại khẩu vị mì sợi, bao quát đi kinh thành cũng đi kinh thành từng cái tiệm mì nếm qua mặt. Nhưng đều không phải dạng này một loại hương vị. Tô Lăng Tô Dương nói ăn ngon, đó chính là thật ăn ngon. Chủ quán kia vốn đang rất khẩn trương, nhìn xem quý khách nói ăn ngon cũng lộ ra nụ cười tiêu nguyệt giao nhìn xem lão thái thái nói lão nhân gia các ngươi tay nghề không tệ chúng ta còn là lần đầu tiên ăn vào như thế mảnh mì sợi các ngươi làm nhiều ăn ngon cũng không biết là thế nào nghiên cứu ra được lão thái thái kia từ ái cười nói đều là từ tổ tiên truyền thừa tay nghề tổ tiên cứ như vậy làm lấy ăn chúng ta cũng làm như vậy lấy ăn về sau nghỉ nghỉ ngay tại trong huyện mở tiệm mì này sẽ người không nhiều cũng liền trời lạnh thời điểm đến tiệm mì ăn mì nhiều người. Chẳng qua ngược lại là có rất ít người bên ngoài đến chúng ta nơi này. Này sẽ trong tiệm không có người, lão thái thái cũng liền thích cùng tiêu nguyệt giao trò chuyện. Chủ yếu là cô nương này nhìn xem thật xinh đẹp, cùng vẽ lên tiên nữ tốt như vậy nhìn. Còn có nàng mang song bào thai nhi tử, cùng tuổi tác bên trên bé con đồng dạng, thật là tinh xảo. Chỉ là nhìn xem bọn hắn ăn mì ăn vui sướng, lão thái thái đều cảm thấy cao hứng cảm thấy mình làm mì sợi được công nhận, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Tiêu Nguyệt Giao nói, lão nhân gia, vậy các ngươi tổ tiên tay nghề liền rất tốt, vắt mì này làm ăn ngon, dù chỉ là nước dùng hương vị, đều cảm thấy phá lệ hương. Lão Thái Thái giải thích nói, thôn chúng ta bên trong người ăn mì cũng đều là ăn loại này mảnh mặt. Chẳng qua người khác nhau làm mì sợi, cảm giác vẫn có chút khác biệt. Nhu diện, thân đầu cũng đều có giảng cứu. Tiêu Nguyệt Giao nói, lão nhân gia, chỉ một mình ngươi mở tiệm sao? Lão Thái Thái nói, hiện tại nhi tử ta con dâu trong tiệm làm mì sợi, hôm nay nhi tử mang theo con dâu đi hắn nhạc phụ nhà, ta liền lưu lại trong tiệm. Chúng ta cái tiệm này mở mấy chục năm, truyền đến trên tay bọn họ, người địa phương A đều biết chúng ta cái này tiệm mì, trời lạnh thời điểm sẽ đến trong tiệm ăn một bát nóng hổi mì sợi, mì sợi không đủ có thể miễn phí thêm mặt. Tiêu Nguyệt Giao cảm thấy chân thực huệ. Như thế một bát bún tàu mới thập tam văn tiền, còn miễn phí thêm mặt bình thường đến nói, các ngươi bên này không đều ăn gạo sao? Mọi người cũng ăn mì, rất nhiều người đều thích ăn mặc, ăn một bát gạo đói nhanh, ăn một tô mì a, đệm bụng. Tiêu Nguyệt Giao gật đầu, xác thực như thế. Mì sợi ăn no rất đệm bụng. Cùng lão thái thái nói chuyện phím, có thể. Biết bên này kỳ thật giá hàng tiện nghi, sinh hoạt tiết tấu cũng chậm. Nhưng là xác thực lạc hậu, rất nhiều người cũng ở vào ăn không no trạng thái bên trong lão thái thái người một nhà mặc dù mở tiệm mì nhưng cũng chính là quyển vở nhỏ sinh ý cũng may cái tiệm này là bọn hắn nhà mình cửa hàng mặc dù nhỏ nhưng không cần giao tiền thuê nhà có thế nhẹ nhõm một điểm nhưng bọn hắn cũng không nỡ ăn dùng mì sợi cho khách hàng ăn chính bọn hắn không nỡ ăn loại này mặt trắng đại nhân không nỡ ăn mặt trắng mì sợi nhưng cho cháu trai ăn lão thái thái liền nghĩ về sau đem cửa hàng cho cháu trai con trai con dâu phụ sinh hai đứa con trai trong nhà cũng chỉ có một cái tiệm mì, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, chúng ta liền nghĩ nhiều kiếm một kiếm, nghĩ biện pháp lại có thế mua cái cửa hàng. Lão nhân gia, tôn tử của ngươi bao lớn A. Một cái 14 tuổi, một cái 12 tuổi. Lớn cháu trai mắt thấy cũng liền trưởng thành, cũng phải cấp cưới vợ, tiểu tôn tử chỉ chớp mắt cũng liền 15 tuổi. Lão thái thái nói dông dài lấy những cái này, có thể cảm giác được vì những cái này nhọc lòng, mấu chốt là bạc. Cũng là không nỡ ăn không nỡ dùng nhưng mì sợi một mực là như thế cái giá cả bọn hắn cũng không có ý định tăng giá cách lại có là trong huyện cứ như vậy cũng không cách nào tăng giá lão nhân gia cảm thấy tăng giá lương tâm cũng không qua được tiêu nguyệt giao nói các ngươi bên này cửa hàng dạng này một cái cửa hàng bao nhiêu tiền có thế mua lại ba bốn mươi lượng bạc đi tiêu nguyệt giao nghe xong giá cả dễ dàng như vậy sao nàng đều có chút nghĩ ở chỗ này mua cửa hàng nếu là bên này ca cao quả nhiều tiêu nguyệt giao liền định xây chocolate tác phường một khi muốn xây chocolate tác phường liền phải tại lân cận xây đã xây chocolate tác phường vậy thì nhất định phải sửa đường a cái này mất mô con đường đều không cách nào vận chuyển hàng hóa nơi khác thương hộ môn nếu tới nhập hàng con đường này đều không cách nào đi mà lại cứ như vậy một cái khách sạn rất nhỏ hai tầng lâu cộng lại đều không có mấy gian phòng phòng trên đều rất phổ thông cho nên tiêu nguyệt giao đều có một loại ý nghĩ đó chính là sửa đường Còn nhất định phải mở khách sạn Tiêu Nguyệt Giao nói Lão nhân gia thừa dịp lúc này phòng ở giá cả tiện nghi Tranh thủ thời gian mua cái cửa hàng Về sau có lẽ nam Diệp huyện nhiều người Cửa hàng giá cả đều trướng Nếu là xây chocolate tác phường Nàng còn dự định ở đây thiết cái chuyển phát nhanh trạm điểm Nàng còn muốn lấy đem cái này bún tàu đẩy ra đi Hương vị coi như không tệ Nàng đều muốn mang cho tô tuyết y ăn Lúc trở về mua một chút không có nấu mặt chạy không thời gian mang về cho tô tuyết y ăn. Còn có cũng muốn gửi một chút cho cha mẹ bọn hắn nếm thử. Lão Thái Thái đều sững sờ, nhiều năm như vậy đều không chút có người đến, về sau Nam Diệp huyện người sẽ thêm sao. Lão Thái Thái cũng không dám tin tưởng. Tiêu Nguyệt Giao nói, yên tâm đi, người sẽ thêm, cho nên vẫn là sớm mua cửa hàng tốt, về sau tăng giá lại mua liền không có lợi. Nhìn xem hiện tại Hà Châu, nhà kia cửa hàng giá cả đều lật gấp 2-3 lần. Nếu không phải tô tuyết y khống chế giá thị trường, giá cả sẽ còn quý hơn. Lão Thái Thái nhìn xem tiêu nguyệt giao, chẳng biết tại sao, liền không tự chủ được tin tưởng nàng. Cảm thấy cô nương này cùng thiên tiên đồng dạng đẹp, lời nàng nói nhất định là thật. Lão Thái Thái tâm thần khẽ động, nàng xác thực có thể cùng con trai con dâu phụ thương lượng một chút. Trong nhà nàng còn có hai cái kim vòng tay, có thể làm. Đa tạ cô nương. Vô luận như thế nào, lão nhân gia biết cô nương là thiện ý nhắc nhở. Ăn cơm no về sau, Tiêu Nguyệt giao hỏi, lão nhân gia, người nơi này có loại kia có sẵn tơ mỏng mặt sao, chính là phơi khô còn không có nấu. Có, có, ta quê quán trong viện đều phơi không ít. Dạng này mặt làm tốt về sau, bọn hắn đều trước phơi khô, tốt như vậy cất giữ. Chương 702, không có đơn giản như vậy. Lão Thái Thái không biết quý khách vì cái gì hỏi, nhưng nàng đều thành thật trả lời. Tại lão Thái Thái xem ra, quý khách liền cùng tiên nữ trên trời đẹp như thế, để nàng có một loại cảm giác không chân thật. Mà lại quý khách xem xét thân phận cứ như vậy tôn quý, hỏi cái gì, đương nhiên phải trả lời. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế tôn quý đẹp mắt nữ tử, cũng không chê các nàng, cùng với các nàng nói chuyện đều như thế để người có cảm giác thân thiết. Mà lại quý khách nói chuyện, còn có một loại làm cho người tin phục cảm giác. Lão Thái Thái chỉ coi tiêu nguyệt giao hiếu kỳ tơ mỏng mặt, lúc này tự nhiên cũng không nghĩ ra tiêu nguyệt giao muốn mua, còn cho Tây Tia mặt nghĩ cái tốt có mánh lới danh hiệu, muốn đánh ra danh tiếng tới. Nàng chỉ là cùng lãm nhảm việc nhà như thế cùng trước mắt quý khách nói chuyện. Lão thái thái đều là mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười từ ái. Tiêu Nguyệt Giao có thế nhìn ra, đây là thiện lương lão nhân gia. Mà lại nghe lão thái thái nói chuyện, con trai của nàng con dâu cũng hiếu thuận, hai cái cháu trai cũng chịu khó hiểu chuyện, cái này toàn gia rất không tệ. Lần này cũng là con dâu nàng phụ nhà mẹ để có chuyện, lão thái thái để bọn hắn đều đi qua hỗ trợ nhìn xem chủ yếu là ngày thường xác thực trong tiệm thông thả, lẽ tẻ mấy khách nhân, lão thái thái cũng đều có thế bận biểu tới. Tiêu Nguyệt giao ăn mì xong đầu, mang theo đại bảo nhị bảo lại bên đường đi dạo. Đại bảo mở miệng nói, mẹ, kia tiệm mì rất nhỏ, nhưng mặt ăn thật ngon, nơi này hoành thánh không biết có ăn ngon hay không. Đường lớn bên bờ này đường phố đều là một chút tiểu điếm, bán đều là đơn giản một chút đồ ăn. Tiêu Nguyệt giao nhìn một chút, chẳng những có tiệm mì có hoành thánh cửa hàng sủi cảo cửa hàng than viên cửa hàng còn có chân cơm canh thịt dê dê tạp canh chờ đều là đơn giản ăn uống trước đó tiêu nguyệt giao thậm chí nghĩ đến nơi này đồ ăn khả năng hương vị không nghĩ tới có đồ ăn không chút gia vị nhưng bản thân hương vị liền tốt xin mờ có lẽ tương đối tốt ăn ngày mai mang các ngươi nếm thử có đôi khi đồ ăn không nhất định hương liệu nhiều gia vị nhiều liền ăn ngon có một câu nói thế nào tựa như là nói như vậy cấp cao đồ ăn thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Các ngươi nhìn mì sợi, không có thêm bột hồ tiêu bột tiêu cây, canh đều là mì chay, nhưng mì sợi ăn ngon, liền để người cảm thấy rất kinh diễm. Nếu là khác đồ ăn cho dù tốt ăn, nơi này chính là cái bảo tàng địa phương nhỏ. Thích hợp khai phát. Chỉ cần giao thông tiện lợi, bên này có nơi đó đặc sắc một vài thứ, liền sẽ có thương nhân tới đây nhập hàng. Liền như là liễu hà thôn, lấy trước như vậy vắng vẻ, hiện tại các nơi lui tới thương hộ nhiều như vậy còn có một số ngoại bang người đều sẽ đi liễu hà thông mua đồ rất nhiều người ngay từ đầu là vì mua đồ theo mua quả ớt thịt muối mua son môi nhập hàng sau ra bên ngoài bán về sau phát hiện liễu hà thông thương nghiệp phiên chợ đồ vật nhiều rất nhiều đồ ăn đều là bên ngoài ăn không được mua không được rất nhiều người đều sẽ ở bên kia ăn quà vặt lại về sau bên kia đánh ra danh tiếng đến rất nhiều thương hộ đều sẽ mang theo thân nhân qua bên kia chơi nhấm nháp mỹ thực ngay tiếp theo trên trấn khách sạn đều bạo mãn. Rất nhiều người thậm chí đều tá túc tại trong làng. Người lui tới càng nhiều, phát triển kinh tế lại càng tốt, danh tiếng đánh đi ra về sau, đi liễu hà thôn bên kia nhìn một chút người cũng nhiều, liền cùng du lịch đồng dạng. Cho nên hiện tại liễu hà thôn cùng bắt liễu trấn phát triển rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra trước kia cái kia vắng vẻ quạng cu ẻ làng bộ dáng. Hiện tại liền kinh thành một chút người đều biết liễu hà thôn này thôn tử. Cho nên chỉ cần thật tốt khai phát, nơi này cũng có thế phát triển. Nhưng dưới mắt, Tiêu Nguyệt Giao cũng chỉ là nghĩ đến sửa đường xây chocolate tác phường mà thôi. Đi dạo, trời sắp tối thời điểm, con đường liền càng quạng cu ẻ hơn. Tiêu Nguyệt Giao liền mang theo mọi người về trên khách sạn lâu nghỉ ngơi. Chỉ là đến khi chạm vạn tối, cả huyện liền phi thường yên tĩnh. Trời tối đèn sáng gần như liền không có. Cũng liền Tiêu Nguyệt Giao gian phòng bên trong đèn sáng. Xin. Mờ. Đối tô lăng tô dương đến nói, này sẽ thời gian còn sớm, bọn hắn ngay tại tiêu nguyệt giao gian phòng bên trong đọc sách. mẹ, nơi này thật yên tĩnh a, à. quá an tĩnh, bọn hắn đều có chút không quen. tại hà châu, này sẽ chính là náo nhiệt nhất thời điểm, trên đường phố người đến người đi rất nhiều, mà lại bến tàu bên kia đều đèn đuốc sáng trưng. tô lăng tô dương mở ra gian phòng cửa sổ, nhìn ra phía ngoài đều là trăng sáng sao thưa, cả huyện bên trong rất an tĩnh. tiêu nguyệt giao nói, nơi này chính là như thế không phải địa phương nào đều cùng hà châu như thế đại khái cũng là mọi người quen thuộc ban đêm dạo phố ăn một chút gì đi ra ngoài chơi quen thuộc ban đêm chơi một chút lại ngủ tiếp tới đây khả năng không quá quen thuộc kỳ thật tiêu nguyệt giao ngay từ đầu xuyên qua đến liễu hà thôn vừa mới bắt đầu cũng không quen bởi vì thời đại này cùng khoa học kỹ thuật thời đại hoàn toàn không giống ban đêm không có máy tính tv internet còn phải sớm hơn ngủ nàng không quen về sau chậm rãi cũng quen thuộc thời đại này hoàn cảnh không khí đều rất tốt. Lại có là, về sau nàng phát hiện nguyên lai nàng từ lúc còn rất nhỏ chính là ở đây sinh hoạt, nàng chính là Nguyệt Giao. Tô Dương nói, trước kia liễu hà thôn cũng dạng này, về sau liền náo nhiệt. Nương tại cái này mở chocolate tác phường về sau, liền sẽ trở nên náo nhiệt. Tiêu Nguyệt Giao buồn cười nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng nương năng lực a nương cũng chuẩn bị chỉ là ở đây mở một cái chocolate tắt phường. Mà lại bên này ca cao quả cũng không biết có bao nhiêu nếu là thiếu cũng chỉ có thể xây một cái xưởng nhỏ tô lăng nói mẹ chocolate ăn ngon như vậy địa phương khác đều không có mọi người cũng đều sẽ không làm khẳng định sẽ có rất nhiều người đến mua chocolate nương thu ca cao quả cho mọi người tiền mọi người biết ca cao quả có thế kiếm tiền liền sẽ trồng ca cao cây ăn quả liền sẽ không chặt cây ca cao cây ăn quả về sau ca cao quả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều các phường cũng sẽ biến lớn tiêu nguyệt giao nghe gật đầu tán dương chúng ta đại bảo biết nhiều như vậy a à. hắn có thể hiểu những đạo lý này tiêu nguyệt giao nghe đều rất vui mừng đại bảo nhị bảo so với nàng nghĩ còn thông minh chúng ta liễu hà thôn chính là như vậy trước kia trứng vịt không đáng tiền thời điểm người trong thôn không thế nào nuôi vịt tử về sau nương giáo mọi người ướp trứng vịt muối còn thu trứng vịt ướp trứng muối trong thôn nuôi vịt tử cũng rất nhiều mỗi nhà đều có thể làm rất nhiều trứng vịt đâu đến mức kéo theo toàn cái vân châu trứng vịt cũng rất nhiều nơi khác các thương nhân đều đi làm thu trứng vịt muối rất nhiều lão nhân không có cách nào đi tắt phường làm việc nhưng nuôi điểm con vịt ướp gia vị điểm trứng vịt muối đều có thể kiếm tiền phụ cấp gia dụng mà lại bọn hắn còn biết nuôi vịt tử so nuôi gà nhẹ nhõm rất nhiều có nước sông lời nói sáng sớm đem con vịt ngỗng đuổi tới hồ sen bên trong hoặc là trong sông bọn chúng sẽ tự mình bắt cá ăn đến chạng vạn tối lại trở về đều không cần cho ăn cái gì ăn nhưng là gà muốn cho gà ăn ăn Tiêu Nguyệt Giao nghe bọn hắn, nghiêm túc gật đầu nói, xác thực chính là như vậy. Quả nhiên thực tiễn mới có thể để cho người tốt hơn minh bạch một chút đạo lý. Chỉ cho bọn hắn giảng kinh thương giảng kinh tế, bọn hắn kỳ thật chưa hẳn có thể hiểu. Nhưng nhiều quan sát nhìn nhiều, khả năng tổng kết một chút đạo lý. Cho nên nương nghe nói có thể nhưng quả thời điểm, không cần đi. Nhìn, liền quyết định xây cái ca cao quả tác phường. Chỉ cần mọi người biết ca cao quả đáng tiền, không cần chúng ta làm cái gì, liền có thể thu được ca cao quả chẳng qua tiêu nguyệt giao còn có ý định mua đất mua núi Khi hồng la sơn nương chuẩn bị mua lại cho nên muốn dùng ca cao quả xây tác phường chế tác chocolate tạm thời cũng sẽ không ra bên ngoài nói dạng này mua núi trong huyện giá cả khẳng định sẽ tiện nghi rất nhiều bởi vì đối người địa phương đến nói ca cao quả chính là quả hồng không có gì dùng tiêu nguyệt giao tại làm rất nhiều chuyện nhất là chuẩn bị mua đất mua núi xây tác phường thời điểm đều sẽ cùng đại bảo nhị bảo nói trong đó một chút ý nghĩ. Cũng sẽ cùng bọn hắn câu thông, gây nên bọn hắn suy nghĩ. Dạng này bọn hắn cũng có thể hiểu rõ càng nhiều tri thức cùng đạo lý. Có nhiều thứ là trong sách vở học không đến. Mà lại trong sách vở lý luận tri thức, nắm giữ cho dù tốt, không thành thật, chi tiết dẫm đạp để người ấn tượng khắc sâu. Tiêu Nguyệt Giao cùng đại bảo nhị bảo nói chuyện, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Nàng ngay tại vẽ dư đồ. Tại khoa học kỹ thuật thời đại, bất kỳ cái gì địa phương địa đồ đều kỹ càng vô cùng, tùy tiện đi một cái thành thị chơi, liền có thể mua được địa đồ. Dù là không mua đất đồ, trên điện thoại di động cũng có thể ra tìm đến kỹ càng địa đồ, kỹ càng vị trí. Nhưng ở thời đại này, không có địa đồ nói chuyện, đều là dư đồ, rất nhiều dư đồ trả không hết tích. Vẽ phương pháp không có khoa học kỹ thuật thời đại vẽ phương pháp tốt. Ví dụ như định tỷ lệ xích. Còn có định phương hướng, cùng ký hiệu đại biểu cái gì muốn nghiêm cẩn còn có đường mức độ dốc chờ. Nhìn như vậy lên liếc qua thấy ngay. Thời đại này dư đồ khang hiếm, nếu không hai nước tác chiến thời điểm, bản đồ địa hình trọng yếu như vậy. Nửa lần buổi trưa, đem toàn bộ huyện dạo qua một vòng, tiêu nguyệt giao trong đầu cũng hình thành bản đồ địa hình, nhớ kỹ, vừa vặn vẽ ra tới. Một ngày nào đó, toàn bộ đại yến triều toàn bộ địa đồ, đều có thể vẽ xong đúng. Ở thời đại này, ngược lại là không có địa lý nói chuyện đại bảo nhị bảo thì tại viết du ký hai người mặc dù kiến thức đồng dạng nhưng viết đồ vật cảm tưởng khẳng định không giống đợi viết xong một thiên về sau bọn hắn đưa cho tiêu nguyệt giao nhìn liền thấy tiêu nguyệt giao tại vẽ bản đồ lưỡng bảo hiếu kỳ tiến đến bên cạnh nhìn xem tiêu nguyệt giao xem bọn hắn cảm thấy hứng thú liền cho bọn hắn giảng giải kỹ nhiều không ép thân muốn học nương liền dạy các ngươi lưỡng bảo nghiêm túc gật đầu bọn hắn đương nhiên muốn học tiêu nguyệt giao trước cho bọn hắn giảng giải một chút kiến thức căn bản trước học được nhìn địa đồ minh bạch ghi rõ chính là cái gì lại học sẽ họa cũng may lưỡng bảo thông minh rất nhiều thứ một giảng bọn hắn liền minh bạch vẫn bận đến nửa đêm bọn hắn mới ngủ sau đó hai ngày tiêu nguyệt giao chính là mang đại bảo nhị bảo ra ngoài đi dạo quen thuộc hoàn cảnh hiểu rõ nơi đó một chút phong tục tập tục ngày này tiêu nguyệt giao chuẩn bị mang đại bảo nhị bảo đi hồng la sơn bên trên nhìn xem Đương nhiên tiêu nguyệt giao sớm để tiêu tìm tòi ra tốt đường sông địa hình. Nàng không có để tiểu cúc đi theo. Dạng này nàng mang đại bảo, tiêu một vùng nhị bảo, vận kinh công liền có thể bay qua đường sông. Không cần trong nước đi tới. Chỉ là bọn hắn trải qua y quán thời điểm, nghe được cổng tiếng khóc. Đương nhiên tiêu nguyệt giao cũng biết cả huyện bên trong cùng lân cận thôn trang, cũng chỉ có như thế một cái y quán. Đại phu, vang cầu ngươi, mau cứu ta đại ca. Khi đại phu thở dài nói, ta sẽ hết sức, đại ca ngươi tình huống này có chút nghiêm trọng, chảy máu quá nhiều, mà lại phát sốt hôn mê vài ngày, đều nhanh không có khí. Trên thân còn có rất nhiều vết thương. Thiếu nữ kia 15-16 tuổi dáng vẻ, khóc nói, nàng đây là bị người đánh, là bị quản sự đánh, đổ ra quản sự nói xấu ta đại ca trộm đồ vật, muốn để người đem hắn đánh chết, nếu không có người cho chúng ta mang hộ tin, đại ca khả năng đều. Ô ô! Thiếu nữ khóc dữ dội, cũng không dám nói xuống dưới bên cạnh một thiếu niên thấp giọng nói trước đừng khóc trước hết để cho đại phu cứu ngươi đại ca quan trọng nghe xong đổ gia tiêu nguyệt giao thần sắc giật giật căn cứ hai ngày này tìm hiểu tin tức cái này đổ gia thế nhưng là trong huyện nhà giàu ở tốt nhất trạch viện làm vật liệu gỗ sinh ý nghe nói cái này đổ gia còn cùng nơi đó tri huyện có chút quan hệ nguyên lai like cái này huyện thành nhỏ cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy cũng thế một loại càng là loại địa phương nhỏ này càng là giảng cứu nhân tình địa phương Đổ gia có thể đem sinh ý làm lớn, khẳng định cũng phải dựa vào tri huyện. Tri huyện lại không hành động, đó cũng là dân chúng địa phương trên đầu quan, cũng là không dám nắc tội. Tiêu Nguyệt Giao nghĩ nghĩ, vào xem nhìn. Khi đại phu lắc đầu nói, ngươi nhìn, thuốc đều uống không đi vào, các ngươi vẫn là chuẩn bị chuẩn bị đi. Đại phu nói còn tính là hàm xúc một chút, nhưng thiếu nữ kia cũng hiểu. Thiếu nữ kia khóc cầu đại phu. Tiêu Nguyệt Giao nói, ta đi thử một chút đi. Tiêu Nguyệt Giao đi qua, trực tiếp đâm ngân châm, sau đó lấy ra một hạt thuốc cho người ta nuốt vào. Động tác của nàng tốc độ rất nhanh, hoàn toàn để người phản ứng không kịp. Tại đại phu chấn kinh, thiếu nữ nước mắt treo ở trên mặt thời điểm, nàng đã đang giúp người thanh tẩy vết thương sức thuốc. Xoa thuốc địa phương máu đều đã cầm máu. Ngươi, ngươi là ai, làm sao có thể tùy ý cho bệnh nhân uống thuốc? Khi đại phu bất mãn nói. Tiêu Nguyệt Giao lạnh lùng nói, chính ngươi không có cách nào cứu người, chẳng lẽ còn không cho phép người bên ngoài cứu người bên cạnh thiếu nữ kia mặc dù chấn kinh nhưng không dám nói lời nào chỉ cần có thể cứu đại ca chính là nhà bọn hắn ân nhân nàng khiếp sợ nhìn xem đều không dám nói chuyện mà lại thiếu nữ nhìn trước mắt nữ tử chỉ cảm thấy trên người nàng quý khí mười phần dạng này người tuyệt đối không phải người bình thường dù là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa đều có một tia hy vọng ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem tâm đều đi theo nhất lên Chương 703, họ tiêu. Thiếu nữ cũng chính là la hà con mắt đều sưng đỏ. Bên cạnh thiếu niên im ắng bồi bạn, nhìn xem thiếu nữ đều mang lo lắng. Chẳng qua hắn cũng nghi hoặc, nữ tử trước mắt là ai. Nhưng hắn nhìn xem nữ tử này khí chất, liền bản năng cảm thấy nữ tử này nhất định có năng lực. Nếu không có năng lực, sẽ không tới cứu người. Hơn nữa còn là đại phu nói ra nói như vậy người. Tiêu Nguyệt giao căn bản mặc kệ người bên ngoài như thế nào, nàng nhanh chóng xử lý thương thế, bôi thuốc. Rất nhanh, liền đem người cho băng bó kỹ. Tốt, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, về nhà tỉnh dưỡng mấy ngày liền tốt. Đốt rất nhanh cũng liền lui. Cũng may tiêu nguyệt giao trước khi đến đều phối chế rất nhiều dự bị thuốc, cho nên có đất dụng vỏ. Thiếu nữ nghe xong lời nói này, cảm giác tâm đều sống tới, nàng vội vàng chạy tới nói, ta đại ca thật không có chuyện gì sao. Tiêu Nguyệt Giao nói, yên tâm đi, không có việc gì. Khi đại phu cũng ở vào không dám tin bên trong, làm sao có thể? Làm sao lại có tốt như vậy thuốc chữa thương, máu nhanh như vậy liền ngừng lại. Tiêu Nguyệt Giao nhìn xem kia đại phu nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, y thuật người tốt có rất nhiều, đừng giới hạn với mình tài nghệ y thuật thế giới bên trong. Tiêu Nguyệt Giao liền kém không nói cái này đại phu y thuật quá kém. Chẳng qua nghĩ cũng biết, dạng này địa phương nhỏ, có thế có cái y quán liền xem như không sai, mà lại mấy ngày nay căn cứ tìm hiểu tin tức cả huyện bao quát phía dưới làng cứ như vậy cái y quán. Y quán hết thảy cũng liền một cái đại phu hai cái học đồng. Cho nên vô luận mọi người đau đầu nhức ốc cái gì đều sẽ tới cái này y quán. Tiêu Nguyệt giao vốn cho rằng đại phu trình độ chí ít hẳn là còn có thể, bây giờ mới biết, đại phu này trình độ đến cùng bộ dáng gì. Về phần như thế chấn kinh sao? Chẳng qua Tiêu Nguyệt giao lúc này đại khái hiểu, toàn bộ đại yến triều chữa bệnh trình độ là cái dạng gì. Giờ khắc này, nàng đột nhiên đã cảm thấy cần thiết nhiều bồi dưỡng một chút có trình độ đại phu tài nghệ y thuật lợi hại liền có thể nhiều cứu một chút người cũng tỉ như trước mắt người này rõ ràng chính là vấn đề nhỏ đại phu vậy mà nói cứu không được để người chuẩn bị hậu sự quả thực để người không biết nói cái gì cho phải chẳng qua nàng cũng lý giải thời đại này cùng khoa học kỹ thuật thời đại không cách nào so sánh được thiếu nữ kia la hà đi lên nhìn một chút đều cảm giác nàng đại ca hô hấp hữu lực không giống trước đó như vậy bộ dáng yếu ớt nàng sờ sờ nàng đại ca đầu phát hiện nàng đại ca cái tráng cũng chẳng phải nóng hổi hạ sốt một chút nàng lập tức liền quỳ xuống đến đa tạ ân nhân cứu ta đại ca tính mạng tiêu nguyệt giao thấy thiếu nữ dáng vẻ vội vàng đưa nàng nâng đỡ nói người mau dậy đi ta cũng là trùng hợp đụng phải ta không thích người bên ngoài dạng này quỳ mau dậy đi thời đại này chính là như thế chẳng qua đến bây giờ tiêu nguyệt giao còn không có quen thuộc mà thôi chính nàng cảm thấy kỳ thật cũng không có làm cái gì nhưng la hà lại vô cùng cảm kích tiêu nguyệt giao ân nhân vậy chúng ta tiếp xuống cần làm cái gì tiêu nguyệt giao nói các ngươi đưa ngươi đại ca mang về nhà thật tốt điều dưỡng thân thể liền tốt mấy ngày liền không sao chẳng qua mấy ngày nay cũng phải cấp hắn uống thuốc ta lúc trước cho hắn ăn thuốc chỉ là cấp cứu thuốc ta mở phương thuốc đi đa tạ ân nhân đa tạ ân nhân chỉ là la hà trong tay cũng không có bốc thuốc bạc thiếu niên kia hỗ trợ trả tiền. Tiêu Nguyệt giao kê đơn thuốc phương cũng chỉ là phổ thông dược liệu phương thuốc, cũng là suy xét đến bên này người bình thường tình huống thực tế. Nếu là dược liệu quá đắt đỏ, tiêu tốn bạc cũng nhiều. Cho nên liền tận lực mở phổ thông dược liệu, vài ngày sau cũng sẽ tốt. Gió lớn tiểu thuyết Internet Đại phu bốc thuốc công phu, La Hà cùng Tiêu Nguyệt Giao nói chuyện, Tiêu Nguyệt Giao mới biết được bọn hắn vậy mà đến từ La Gia Thôn. Tiêu Nguyệt Giao thần sắc khẽ động nói, chúng ta vừa vặn muốn đi La Gia Thôn nhìn một chút. La Hà kích động nói, ân nhân có thể đi nhà chúng ta ở, chúng ta vừa vặn cũng có thể báo đáp một chút ân nhân. Tiêu Nguyệt Giao nói, ta họ tô, không cần ân nhân ân nhân dạng này gọi. Tiêu cái họ này quá đặc biệt, cho nên Tiêu Nguyệt Giao bên ngoài, vẫn là dựa theo trước kia tên gọi tô Nguyệt Giao. La Hà liền gọi tô tiểu thư. Thiếu niên kia gọi nhiếp phi bạch, cũng là 16 tuổi, nhìn xem thân thể cốt cách suy yếu, nhưng một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ. Đến thời điểm thiếu niên thuê một cổ xe bò, đi la gia thôn thời điểm, tiêu nguyệt giao để tiêu một đánh xe ngựa tới, cứ như vậy một đoàn người ngồi xe ngựa cùng một chỗ hướng la gia thôn đi đến. Nghe la hà, la gia thôn hết thảy cũng mới hơn 20 hộ người. Là cái thôn nhỏ. Làng cũng tương đối vắng vẻ bần hàng. Chẳng qua nàng sẽ theo sống, nàng theo sống tốt, cho nên trên trấn tú phường cũng nguyện ý mua nàng theo chiếc khăn tay loại hình, nàng cũng có thế lợi ích tiền phụ cấp gia dụng. Khi hôn mê bất tỉnh người là nàng đại ca. La Hà 16 tuổi, nàng đại ca 18 tuổi. La Hà vừa vặn cũng là la gia thôn nhà trưởng thôn. Về phần thiếu niên kia, chỉ là đem bọn hắn đưa một đoạn đường, liền trở về. Tiêu Nguyệt Giao có thể nhìn ra thiếu niên kia nhiếp vi bạch cùng La Hà quan hệ không tầm. Thường. Mà lại hai người trong mắt nhìn xem liền hữu tình dáng vẻ, chỉ là bọn hắn con mắt bên trong có thể khiến người ta nhìn ra, hành vi cử chỉ còn duy trì lễ tiết la hà nhìn xem tiêu nguyệt giao thần sắc dường như nghĩ giải thích cái gì nhưng cũng không tiện mở miệng tiêu nguyệt giao nói ngươi không cần cái gì đều nói với ta tiêu nguyệt giao biết thời đại này có nhiều chỗ đối nữ tử danh tiết nhìn so cái gì đều trọng yếu phàm là một hai câu cùng một cái nam tử dính líu quan hệ truyền đi liền sẽ bị người nghị luận la hà ngồi ở trên xe ngựa nói kỳ thật cũng không có gì không thể nói ta khi còn bé trong nhà đứng yên một mối hôn sự, về sau người kia đọc sách thành tú tài sau liền từ hôn, khi đó bị người các loại mắng, ta liền vụng trộm chạy đến, nghĩ đến nhảy sông. Tiêu Nguyệt giao nghe trong lòng giật mình, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy không ra. Không biết, khi đó tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, phía sau đều các loại thảo luận, mà lại ta đại tẩu còn cầm trong nhà tiền chạy, người khác đều phía sau nhục mạ, lúc ấy chỉ có thể trốn đi vụng trộm khóc. Chẳng qua là Nhiếp Phi Bạch đã cứu ta hắn đối với ta rất tốt giúp ta rất nhiều lần chỉ là tình cảnh của hắn cũng rất khó hắn đã làm có thể làm sự tình tiêu nguyệt giao thần sắc biến đổi ngươi đại tổ chạy cũng bởi vì ngươi la hà lắc đầu nói không phải bởi vì mẹ ta sinh bệnh cần xài bạc năm đó khô hạn trong đất lương thực cũng không có dài bao nhiêu đại tổ chịu không được liền đi nói lên cái này đến la hà nhịn không được lau nước mắt vì cho nương chữa bệnh bốc thuốc đại ca liền đi đổ phủ làm đứa ở đi vốn cho rằng đứa ở cùng trong phủ nô tài không giống, sẽ không bị ức hiếp, nào nghĩ tới bọn hắn vẫn là nói yếu nhân tính mạng liền phải người tính mạng, nói đánh là đánh. Ta đại ca trước kia không có gầy như vậy, ta đại ca rất có khí lực. Tiêu Nguyệt Giao trong lòng thở dài nói, yên tâm đi, sẽ tốt. Mặc dù La Hà nói đơn giản, nhưng Tiêu Nguyệt Giao biết ở trong đó tất nhiên không dễ dàng như vậy. Khi đổ phủ cường thế như vậy, các ngươi là đứa ở, cũng không phải trong phủ nô tài bọn hắn không được tùy ý đối các ngươi đánh giết. La Hà nói, huyện lệnh phu nhân họ đổ, cùng đổ phủ có quan hệ thân thích. Tiêu Nguyệt Giao gật đầu nói, nguyên lai dạng này, phía sau có huyện lệnh chỗ dựa. Chẳng qua ta nghe nói huyện lệnh cũng không có làm ức hiếp bách tính sự tình. La Hà nói, đó là bởi vì phía trên hoàng đế không cho phép, huyện chúng ta bên cạnh có cái huyện huyện lệnh bị cách chức, cho nên huyện lệnh liền bên ngoài quản tương đối nghiêm khắc. Nhưng giống như là đổ phủ người khi dễ người, kiểu gì cũng sẽ tìm một cái lý do chính đáng. Ta đại ca là đứa ở, đổ phủ không có tư cách đánh chết ta đại ca, nhưng bọn hắn vu hãm ta đại ca trộm đồ vật, liền xem như bẩm báo quan phủ, cũng không có chứng cứ, không có lý do. Tiêu Nguyệt Giao nói, bọn hắn nói ngươi đại ca trộm cái gì? La Hà khóc nói, nói là trộm một vị di nương trăm vàng, ta đại ca tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Tiêu Nguyệt Giao nhìn xem trên xe ngựa nằm La Xuyên, tự nhiên tin tưởng La Hà ở trong đó nhất định có cái gì lý do khác. Đỗ phủ dạng này trong gia tộc khẳng định cũng có tranh đấu. Có lẽ vừa vặn La Xuyên bị cuốn vào đi vào. Ta tin tưởng đại ca ngươi là vô tội. Ngươi cũng đừng thương tâm, đợi ngươi đại ca sau khi tỉnh lại liền biết là chuyện gì xảy ra. Yên tâm đi, đại ca ngươi sẽ không có chuyện gì. Ân. Ừ. Bọn hắn nói chuyện đi vào đầu kia bờ sông. La Hà cẩn thận đánh xe ngựa từ trong đó một chỗ đi qua, nơi này nước cạn xe ngựa có thể lội qua, không có việc gì. Qua sông đi không bao lâu, liền đến La Gia Thôn. Làng phần lớn đều là nhà gỗ, cùng phương Bắc làng kiến trúc không giống nhau lắm. La Hà một nhà cũng là nhà trưởng thôn, cho nên ở tại làng trước nhất đường phố đầu đông địa phương. Nhà gỗ rộng rãi. Mẹ, chúng ta trở về. Một cái thu thập sạch sẽ gọn gàng phụ nhân chậm rãi chống gậy chống đi ra. Hà Nhi trở về. La Hà trở ra cùng với nàng nương nói một lần làm sao tình huống kỳ thật la hà lúc đầu chỉ là đi trên trấn đưa đồ theo nào nghĩ tới biết được đại ca tin tức lúc này mới đi cứu nàng đại ca mang theo đi y quán bây giờ mang về phụ nhân sau khi nghe được cả người mặc dù khiếp sợ không thôi kém chút ngất đi nhưng nàng chống đỡ phụ nhân cũng phải cấp hạ nhẹ ấm quỳ xuống hạ nhẹ ấm ngăn lại nàng nói với nàng la xuyên không có việc gì thật tốt điều dưỡng liền tốt phụ nhân lúc này mới yên tâm phụ nhân nhẹ nhàng bôi một chút nước mắt đa tạ cô nương đa tạ cô nương cứu suy nhi. Tiêu Nguyệt Giao vừa mới ngăn lại phụ nhân thời điểm, đưa tay đụng vào phụ nhân thủ đoạn, phát hiện phụ nhân trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng cảm giác nàng đi đường nói chuyện, nhìn xem cũng không giống như là phổ thông nông hộ. Hơn nữa nhìn rất kiên cường rất có tính bền dẻo dáng vẻ. Thiếm không cần phải khách khí, cũng là trùng hợp nhìn thấy, tiện tay mà thôi mà thôi. Vừa vặn chúng ta tới La Gia Thôn cũng là có chút điểm sự tình, khả năng phiền phức muốn nhờ nơi này mấy ngày. Cô nương quá mức khách khí, ngươi có thế không chê ở nhờ trong nhà, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Phụ nhân xem xét nữ tử trước mắt, liền biết đây tuyệt đối không phải cô gái bình thường. Hàng huyên mấy câu sau. Tiêu Nguyệt Giao mở miệng nói, tiêu một, ngươi trước hỗ trợ đem người đem đến trong phòng, cẩn thận một chút. Phụ nhân nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiêu. Họ tiêu. La Hà cũng sững sờ, mẹ, cùng ngươi một cái họ A. À. Mẹ, sẽ không phải là ngươi trước kia thân nhân A. À. Nghe được lời nói này, tiêu nguyệt giao thần sắc cũng biến đổi. Tiêu. Tiêu cái họ này cũng không phải thường gặp. Tiêu nguyệt giao nói, thím, ngươi cũng họ tiêu sao. Thím hẳn không phải là người địa phương đi, không biết trước kia nhưng đến từ nơi đó. Thím yên tâm, chúng ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi này. Chương 704, Thân Thế Phụ nhân nghẹn ngào nước mắt tuôn đầy mặt, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì cảm xúc kích động, trong lúc nhất thời nói không ra lời nàng dường như lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện tới. Tiêu Nguyệt Giao nhìn xem phụ nhân dáng vẻ cũng là tâm thần khẽ động. Chẳng lẽ là đến từ bọn hắn Tiêu gia? Là phụ thân mùi mùi sao? Nhớ kỹ phụ thân nói lúc trước Tiêu gia xảy ra chuyện người Tiêu gia lưu vong đều gặp phải truy sát, Tiêu gia những người khác bị giết. Nàng trong đó một người cô cô bởi vì lấy chồng sớm, ngược lại là không có việc gì chỉ là bởi vì Tiêu gia xảy ra chuyện vị kia cô cô cũng truyền niên giường bệnh sớm đi vị kia chính là thượng quan khang nương tiêu gia người khác lại không cái gì manh mối tiêu nguyệt giao nhìn kỹ phụ nhân dáng vẻ cũng không xác định nàng đến cùng là ai nhìn xem phụ nhân kích động kém chút hôn mê dáng vẻ tiêu nguyệt giao vội vàng lấy ra ngân châm đến cho phụ nhân đâm mấy lần thím chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện đi la hà ý thức được cái gì vội vàng vào nhà đổ nước đương nhiên tiêu một tướng người đặt ở trong phòng trên giường gỗ canh chừng đại bảo nhị bảo rất ngoan ngoãn xuống xe ngựa đi theo tiêu nguyệt giao bên cạnh, lẳng lặng không nói lời nào. Mặc dù hai tiểu gia hỏa mới 5 tuổi, nhưng bởi vì tô tuyết y cùng tiêu nguyệt giao vỡ lòng tốt, hai tiểu gia hỏa nên hiểu đạo lý cũng đều hiểu. Bọn hắn chớp mắt to, mặc dù hiếu kỳ, cũng đều không nói lời nào. La Hà ngược lại là rất cẩn thận chiêu đãi đại bảo nhị bảo, cho bọn hắn cầm ghế, đem trong nhà dùng để ăn tết đường trắng lấy ra, ngâm nước chè cho đại bảo nhị bảo uống. Kỳ thật đối đại bảo nhị bảo đến nói, bọn hắn không thế nào thích uống nước chè. Nhưng bọn hắn ở trong thôn đợi qua, tự nhiên minh bạch, dạng này nước chè là người trong thôn có thể lấy ra đồ tốt nhất. Bình thường đều không bỏ uống được, đều là giữ lại lúc sau Tết dùng. Đại bảo nhị bảo nhu thuận mà nói, đa tạ tỷ tỷ. Bọn hắn biết, muốn đem người những năm qua nhẹ bên trong gọi, mọi người mới vui vẻ. La Hà nhìn xem đại bảo nhị bảo, đã cảm thấy hai người thật là dễ nhìn. Năm gần đây vẽ lên bé con cũng đẹp phụ nhân đắm chìm trong trong suy nghĩ ngược lại là không có chú ý những thứ này tiêu nguyệt giao nói không dối gạt thím nói ta đến từ kinh thành phụ thân ta họ tiêu ta cũng họ tiêu phụ nhân nghe xong lời nói này càng thêm kích động nàng nhìn kỹ tiêu nguyệt giao dường như lờ mờ thấy cái gì trưng trưng nói giống giống nàng hơi điều chỉnh một phen cảm xúc nghẹn ngào nói ta cũng tới từ kinh thành là tiêu gia cũng chính là hầu phủ người cha ta là hầu phủ quản gia tiêu nhân Ta gọi tiêu bình. Tiêu bình tự thuộc lấy đi qua một số việc. Nguyên lai tiêu bình cha đều là tiêu gia gia sinh tử, tiêu bình nương là cha nàng nhũ mẫu. Bởi vì hậu phủ xảy ra chuyện về sau, tiêu gia tất cả mọi người hoạch tội bị lưu vong. Trên đường chết rất nhiều người, tiêu bình tràn trọc lấy sống tiếp được, một đường chạy trốn, bị các loại truy sát. Khi đó có người dường như không buông tha bọn hắn người tiêu gia, nàng bị đuổi giết quá trình bên trong rơi vào trong nước sông, về sau bị la gia thôn người cứu lúc ấy người cứu nàng gọi la võ là la gia thôn thôn trưởng nhi tử la võ chính nghĩa giảng nghĩa khí đối nàng cũng tốt cũng không chê nàng không rõ lai lịch khi đó tiên hoàng tại vị nàng nơi nào cũng không dám đi chỉ muốn thật tốt sống sót về sau lão thôn trưởng chết rồi chính là la võ kế thừa thôn trưởng quản lý la gia thôn la xuyên cùng la hà là con của bọn hắn cùng nữ nhi la hà sẽ theo một vài thứ cũng là nàng dạy bảo chẳng qua là lúc đó tay nàng nhận qua tổn thương, trước đó tiêu gia hoạch tội, các nàng tại ngục bên trong, tay bị dùng qua hình, cho nên nàng tay không thể làm trọng lực sống, cũng không thể làm tinh tế công việc. Cũng chính là nữ nhi lớn hơn một chút, nàng mới dạy nàng theo những thứ này. Trước kia tiên hoàng tại vị thời điểm, tiêu bình cũng không dám giáo, sợ bị người nhận ra, cho la gia thôn mang đến nguy hiểm. Cũng may hiện tại là bây giờ hoàng đế tại vị. Cũng là cái này hai ba năm nàng mới bắt đầu giáo nữ nhi theo một vài thứ, có thế lợi ích tiền phụ cấp gia dụng. Này sẽ la võ đi trong đất làm việc, cho nên bọn họ không có đụng phải. Trước đó Tiêu Bình cũng đi trong đất làm việc, nhưng động một chút lại ngất đi, còn sinh một trận bệnh. Cho nên La Xuyên mới không thể không đi đổ phủ làm nữa ở. Hắn là giấu giếm người trong nhà đi. Nếu không Tiêu Bình làm sao cũng sẽ không để nàng đi. Tiêu Bình nói liên miên lại nhảy nói rất nhiều. Tiêu Nguyệt Giao mới biết được, lúc trước quyền lực tranh đấu, Tiêu Phủ cũng là bị chèn ép thế lực lúc ấy những hắc y nhân kia đến giết người của tiêu gia xuống tay đặc biệt tàn nhẫn tiêu nguyệt giao minh bạch cho nên lúc ban đầu cha mẹ tình nguyện tại hạnh hoa thôn cuộc sống ẩn tính mai danh cũng không nghĩ bại lộ thân phận trước kia triều đình thế cục phi thường nghiêm trọng đảng phái tranh đấu lợi hại đánh trận đánh lợi hại hộ bộ chi tiêu bạc cũng nhiều cũng là bởi vì khi đó tranh đấu lợi hại đến bây giờ quốc khố đều là trống không hoàng thượng đều không thể không trước mang theo toàn bộ đại yến triều nghỉ ngơi lấy lại sức bởi vì có ít người vẫn là sợ tiêu gia phục lên sợ ngay lúc đó tiêu tiểu hầu gia không chết sợ mang theo binh quyền ngóc đầu trở lại cha nàng khôi phục thân phận về sau nàng liền biết năm đó tiêu tiểu hầu gia có thêm tên bởi vì cha hắn chẳng những công phu tốt quân sự chỉ huy tác chiến năng lực càng mạnh lại thêm tay cầm quân quyền năng lực như vậy để người kiên kỵ lôi kéo không được đương nhiên phải trừ bỏ đương nhiên cha nàng nương năm đó cũng là có quyết đoán có thế ở lúc mấu chốt giả chết mai danh ẩn tích sinh hoạt. Sống an nhàn sung sướng người tới nông thôn trồng trọt làm việc, bình thường đến nói sẽ rất không thích ứng. Nhưng cực khổ nữa, cha nàng nương đều kiên trì nổi. Một mực đang hạnh hoa thôn sinh hoạt. Chẳng qua có lẽ đối cha mẹ đến nói, lại hạnh hoa thôn vô cùng đơn giản sinh hoạt cũng rất tốt, đơn giản ấm áp, không có lục đục với nhau. Người trong thôn nhiều lắm là lắm một một chút, cũng là không có cái vấn đề lớn gì. Người trong thôn mỗi ngày quan tâm chính là ăn cái gì, quan tâm bên trong hoa màu thu hoạch như thế nào. Quan tâm thời tiết như thế nào, phải chăng mưa thuận gió hòa. Quan tâm tới năm đặt mua đồ Tết ăn đồ ăn ngon, thăm người thân phải chăng có mặt mũi để người coi trọng, con nhà ai hiếu thuận có năng lực chờ. Phần lớn đều là quan tâm những thứ này. Cũng không giống như kinh thành thế cục loạn thời điểm, không cẩn thận, cả một cái gia tộc đều muốn bị chém giết. Tiêu Bình nói, "Vâng." Lúc ấy vẫn là tiểu hầu gia chủ tử đánh ngựa tại kinh thành đi qua, đều có thể gây nên khắp nơi oanh động. Tuy tại chủ tử bên người nữ tử cũng rất nhiều, nhưng chủ tử trong lòng chỉ có Yến Ninh công chúa. Mẹ nàng là chủ tử nhũ mẫu, có một số việc mẹ nàng liền có thể nhìn ra. Tiêu Nguyệt giao nghĩ nghĩ, châm trước mà hỏi, "Cha mẹ ngươi bọn hắn?" Tiêu Bình biết câu nói này hỏi cái gì, nàng hốc mắt đỏ lên nói, "Lưu vong trên đường, vì bảo hộ ta bọn hắn bị giết." Nói lên cái này đến tiêu bình thanh âm càng nghẹn ngào. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đều muốn hảo hảo sống sót. Tiêu Nguyệt giao biết, Tiêu gia trong phủ năm đó rất nhiều người. Cha nàng còn viết một cái danh sách, nghĩ đến để nàng hỗ trợ tìm một chút phải chăng có người còn sống. Đáng tiếc người của Tiêu gia cực ít có người còn sống, chỉ có mấy cái như vậy người, bị hoàng thượng sắp xếp người tìm tới một lần nữa đưa về Tiêu phủ. Cũng là vì để cho cha hắn hồi phủ bên trong lúc sinh sống, không đến mức rất không quen. Trước kia tiêu phủ người vẫn là không ít. Chương 705, Giai tầng Tiêu Bình vừa nghĩ tới cha nàng nương, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Ngày thường nàng xưa nay không khóc, nhưng cũng không biết vì cái gì nhìn thấy trước mắt tiểu chủ tử, cảm xúc liền không bị khống chế. Nàng có một loại nhìn thấy thân nhân cảm giác thân thiết. Tiêu Nguyệt Giao lấy ra khăn đến đưa cho Tiêu Nguyệt Giao nói, muốn khóc liền khóc lên. Vô luận như thế nào còn sống liền tốt. Về sau cũng đều sẽ tốt, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ các ngươi. Nếu là nàng người của tiêu gia, như vậy chuyện nơi đây nàng tất nhiên muốn xen vào. Còn có kia đổ phủ người muốn đánh giết La Xuyên, lá gan thật đúng là không nhỏ. Tiêu Nguyệt giao đối tiêu một đạo, nơi này tạm thời không cần ngươi, ngươi đi điều tra một chút đổ phủ vì sao muốn đối La Xuyên động thủ, còn có tra một chút đổ phủ người phải chăng làm trái pháp sự tình, huyện lệnh cũng tra một chút. Vâng. Tiêu một cung kính trả lời, sau đó nhanh chóng lui xuống tiêu nguyệt giao là mạnh mẽ vang dội người đã nói lo liệu cái này sẽ làm chuyện này tiêu bình cũng còn không có kịp phản ứng tiểu chủ tử có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức tiêu nguyệt giao nói yên tâm đi cũng sẽ không bây giờ cha mẹ ta cũng còn còn sống về kinh thành hoàng thượng cũng là tốt hoàng đế người nơi này chỉ cho là trời cao hoàng đế xa mới dám làm như vậy sự tình yên tâm ta nhất định sẽ cho các ngươi đòi lại một cái công đạo nghe xong chủ tử cùng công chúa cũng còn còn sống Tiêu bình trực tiếp kích động. Con mắt đều tách ra ống ánh sáng ngời sáng bóng. Còn sống, quá tốt, quá tốt. Nàng đều có chút nói năng lộn xộn. Kích động thậm chí cũng không biết muốn nói gì. La Hà đây cũng là lần thứ nhất biết mẹ nàng lại có dạng này lai lịch. Công chúa, hầu gia. Khi là nàng xưa nay không từng tiếp xúc qua giai tầng. Chỉ là nghe một chút, nàng liền khẩn trương không thôi. Nàng thậm chí cũng hoài nghi mình nghe lầm. Đương nhiên biết mẹ nàng trước đó trải qua sự tình, La Hà cũng yêu thương nàng nương. Nàng an tĩnh ở bên cạnh nghe, cũng không dám tùy ý quấy rầy. Đại bảo nhị bảo càng là nhu thuận nghe. Hai người mặc dù không nói lời nào, nhưng nên nghe hiểu đều nghe hiểu. Đại bảo nhị bảo nhìn nhau, nháy nháy mắt. Phản phất ngay tại dùng ánh mắt câu thông giao lưu. La Hà thì là nghe mẹ nàng nói lời, hốc mắt cũng có chút đỏ. Nàng chịu đựng không có rơi nước mắt. Nhưng nghe đến tiêu tiểu thư nói lời, La Hà cảm giác trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Đương nhiên lúc này La Hà căn bản không biết kinh thành tin tức, càng không biết tiêu tiểu thư chính là quận chúa. Nơi này rất vắng vẻ, tin tức cũng bế tắc, chính là tiêu bình cũng không biết kinh thành biến hóa cùng tin tức, quan biết mấy năm trước đổi hoàng đế rất tốt, biết bây giờ hoàng đế là minh quân. Khác bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn cũng tìm hiểu không là cái gì tin tức. Tiêu bình căn bản không biết nàng chủ tử còn sống, cũng không biết yến ninh công chúa còn sống lúc trước tiểu hầu gia đưa yến ninh công chúa đi hòa thân nghe nói trên đường tiểu hầu gia cùng yến ninh công chúa bị giết tin tức truyền về kinh thành về sau liền như là tiếng sấm đồng dạng vang ở mọi người trên đầu lúc ấy rất nhiều người biết được tin tức đều ngất đi ngay sau đó không bao dài thời gian tiên hoàng tìm lý do cho tiêu phủ trị tội mọi người đều biết khi là lúc ấy hoàng thượng cố ý làm như vậy mọi người cũng biết có thể là ngay lúc đó hoàng thượng muốn giết chết tiểu hầu gia cũng may bây giờ tiểu hầu gia cùng công chúa đều còn sống quả thực quá kích động chẳng qua tiêu bình lấy lại tinh thần tưởng tượng cũng thế hầu gia cùng công chúa đều có nữ nhi vậy khẳng định lúc ấy còn sống tiêu bình cao hứng cầm tiêu nguyệt giao tay cũng không biết nói cái gì cho phải hai người nói rất nhiều lời tiêu nguyệt giao đem một số việc đại khái cùng tiêu bình nói hoàng thượng khôi phục hầu phủ xưng hào cũng phân công một chút chân chính có mới người làm quan viên có thể chân chính vì mọi người làm hiện thực trước kia những cái kia cũ kỹ thế lực tức hiếp bách tính thế gia đám quan chức đều dần dần bị hoàng thượng xử trí hiện tại kinh thành tập tục xem như tốt hơn nhiều dân chúng đều không cần lo lắng đắc tội thế gia quyền quý đều có thể an tâm làm mình sự tình cũng có thể làm chút ít mua bán cái gì hiện tại hoàng đế coi trọng nông nghiệp cũng coi trọng phát triển kinh tế đây là rất tốt một thời đại tiêu nguyệt giao nhặt một số việc cùng tiêu bình nói một chút tiêu bình càng nghe trong lòng càng khiếp sợ hơn quả nhiên bây giờ hoàng đế đăng cơ sau hết thảy không giống chúng ta bên này tin tức tương đối bế tắc mặc dù la gia thôn tương đối lệch nhưng chính là bởi vì tin tức bế tắc không có quá có người bên ngoài tới đây cho nên cũng bảo hộ ta nhiều năm như vậy liền xem như người trong thôn biết ta họ tiêu mọi người cũng sẽ không liên hệ đến phương diện khác bên trên càng sẽ không suy nghĩ nhiều cho nên ở đây đã cảm thấy rất an toàn đương nhiên trừ trong huyện chúng ta liền không có đi qua địa phương khác liền xem như đi trong huyện ngay từ đầu kia mấy năm ta cũng xưa nay không đi trong huyện. Lúc sau Tết mua đồ, đều là hài tử cha đi mua, mua chút thứ đơn giản. Cũng là bọn nhỏ lớn về sau, huyện nha người nói giảm miễn thuế má, tân hoàng đăng cơ, khi đó mới dám đi trong huyện nhìn một chút. Có thể nói tiêu bình một mực đời ở trong thôn. Liền không chút từng đi ra ngoài. Tiêu Nguyệt Giao nói, về sau liền tốt, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Không có việc gì. Ta tới đây, cũng là nghĩ nhìn xem chung quanh tình huống như thế nào, cũng muốn nhìn xem cái này phía sau núi bên trên loại trái này nhiều không. Nói, Tiêu Nguyệt giao đem ca cao quả đem ra. Đằng sau chính là Hồng La Sơn. Hồng La Sơn tình huống, Tiêu Bình làm thông trưởng nàng dâu, nhất định rất rõ ràng. Xem xét cái này quả, Tiêu Bình liền biết, tiểu chủ tử, loại trái này rất nhiều, Hồng La Sơn có rất nhiều tới. Trước kia địa phương khác cũng có rất nhiều dạng này quả, nhưng là mọi người cảm thấy vô dụng, đều đem cây chặt chủ yếu là đổ gia làm vật liệu gỗ sinh ý, chặt cây tương đối nhiều, nhưng chúng ta hồng la sơn đi, tương đối xa xôi, ở giữa cách đường sông cũng không tốt vận chuyển, cho nên đổ gia liền không có để người chặt hồng la sơn bên trên cây. Tiêu Nguyệt Giao nói, cái này kỳ thật gọi ca cao quả, ta tới đây chính là vì ca cao quả đến, cái này ca cao quả đối ta hữu dụng. Tạm thời không muốn đối ngoại nói. Tiêu Bình chân thành nói, tiểu chủ tử, ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không nói. Tiêu Bình là tiêu gia ra tới người, đối chủ tử tự nhiên trung thành tuyệt đối. Tiêu Nguyệt Giao nhìn xem Tiêu Bình dáng vẻ, lúc đầu muốn để nàng mang theo đi trên núi nhìn một chút. Nhưng nhìn Tiêu Bình thân thể cái dạng này, cảm giác cũng không cách nào đi trên núi, đoán chừng đi mấy bước liền dễ dàng choáng ván. Tiêu Nguyệt Giao mở miệng nói, ta trước cho ngươi bắt mạch nhìn xem tình huống như thế nào, thân thể ngươi vấn đề cũng không lớn, khả năng cùng dinh dưỡng có quan hệ. Mặc dù Tiêu Bình không hiểu nhiều cái gì dinh dưỡng, nhưng nàng biết, chính là tiểu chủ tử cứu con trai của nàng. Tiểu chủ tử y thuật nhất định rất cao, tiêu bình không hề nghi ngờ tin tưởng tiểu chủ tử. Nàng đem vương tay ra đến, thuận tiện tiểu chủ tử bắt mạch. Tiêu bình nội tâm đều là khẩn trương. Tiểu chủ tử cho nàng bắt mạch a, à. nàng thật chính là có chút được sủng ái mà lo sợ. Tiêu Nguyệt Giao có thể cảm giác được tiêu bình tim đập nhanh hơn. Nàng mở miệng nói, không cần khẩn trương, để nằm ngang hô hấp. Tiêu bình cố gắng bình phục khẩn trương tâm tình kích động một hồi cho Tiêu Bình bắt mạch về sau, nàng còn dự định đi sau núi nhìn một chút. Thuận tiện từ không gian bên trong lấy ra một chút dược liệu, liền nói ở trên núi trùng hợp hái. Dạng này cũng sẽ không cần Tiêu Bình bọn hắn xài bạc bốc thuốc. Trước đó trên đường, La Hà còn nói, bốc thuốc nhìn xem bệnh tiền, về sau nhất định phải cho nàng, còn muốn báo đáp nàng. Kỳ thật Tiêu Nguyệt giao vốn là không có ý định muốn. Nàng đến mục đích đúng là vì trên núi ca cao quả nơi đó chỗ là có thể tin có thể tin người giúp làm dẫn đường sẽ thuận tiện rất nhiều. Không nghĩ tới vậy mà đụng phải người của tiêu gia. Gió lớn tiểu thuyết Internet. Dạng này liền dễ dàng hơn. Ở đây mở tác phường, chuẩn bị xong về sau, đằng sau dạy cho tiêu bình đến phụ trách trong giữ, nàng cũng có thế yên tâm rất nhiều. Nơi này nói thế nào là phía nam, nàng cũng không thể một mực ở chỗ này. Nàng còn muốn về Hà Châu. Chương 706, ngay tại chỗ lấy tài liệu tiêu nguyệt giao cho tiêu bình bắt mạch về sau nhíu nhíu mày lại thầm nghĩ ngươi đây là trường kỳ lao động thêm dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành hôn mê khí huyết không đủ ngược lại là không có gì lớn vấn đề ta cho ngươi mở hai bộ thuốc ngươi ăn sau liền sẽ tốt chẳng qua ẩm thực bên trên nhất định phải gia tăng chú ý chính là muốn ăn cơm no ăn chút có dinh dưỡng trứng gà sữa bò bánh bột đều muốn ăn không thể đói bụng ăn hết một chút không có dinh dưỡng đồ ăn ta biết hiện tại bên này điều kiện như thế nào ta sẽ ở chỗ này mở tác phường đến lúc đó giao cho ngươi tới quản lý, có tiền công tiền thưởng, thời gian sẽ tốt, bữa bữa ăn cơm no, cũng không cần tại lương thực bên trên tiết kiệm. Tiêu Nguyệt Giao biết, quan nói cho bọn hắn ăn cơm no vô dụng. Lương thực không đủ, liền xem như bọn hắn muốn ăn cơm no cũng vô dụng. Cho nên nhất định phải giải quyết bên này điều kiện vấn đề. Chỉ cần xây tắt phường tu đường, rất nhiều chuyện liền không thành vấn đề. Mỗi tháng một người tăng thêm tiền thưởng, chí ít cũng là một lượng bạc nếu là tiêu bình làm quản sự bạc sẽ còn nhiều một ít trong nhà tầm hai ba người cùng một chỗ làm việc lời nói một tháng chính là hai ba lượng bạc bên này giá hàng thấp đồ vật đều rất rẻ có những bạc này đầy đủ người một nhà ăn cơm no bữa bữa ăn thịt ăn mì ăn đều đầy đủ hai ngày này tại trên trấn đi dạo tiêu nguyệt giao minh bạch bên này không riêng rau quả giá cả tiện nghi thịt giá cả cũng rất rẻ cho nên tại nam lá trấn sinh hoạt chi phí rất rẻ tiêu bình nghe tiêu nguyệt giao quả thực không thể tin được. Tiểu chủ tử muốn ở chỗ này mở tác phường sao? Tiêu Bình tự nhiên biết tác phường là cái gì. Nàng tại kinh thành Tiêu phủ đợi qua, tự nhiên được chứng kiến rất nhiều chuyện. Tự nhiên cũng biết tác phường là cái gì. Mà lại nàng cũng nghe nói bọn hắn bên này phủ thành có khui rượu phường, một cái tác phường dù là rất nhỏ, đều có thể kiếm không ít bạc. Nghe nói kia lân cận người đều đi theo cất rượu lời ít tiền, có thể ăn cơm no mặc ấm áo. Tiêu Bình nghe tự nhiên kích động chỉ là hơi tưởng tượng nói tiểu chủ tử ngươi không cần chuyên môn vì chúng ta ở đây mở tác phường nơi này thật nhiều vắng vẻ giao thông cũng không tiện lợi tiêu bình thật nhiều sợ cho tiểu chủ tử thêm phiền phức tiêu nguyệt giao nói yên tâm con đường đều có thể xây xong khác không cần lo lắng ta lúc đầu tới đây cũng là dự định ở chỗ này mở tác phường lời nói này đúng là lời nói thật chẳng qua ngươi nếu là nghĩ về kinh thành ta liền thu xếp ngươi về kinh thành mang theo trong nhà ngươi người cùng một chỗ trở về tiêu bình nhìn xem tiểu chủ tử vẻ chăm chú biết tiểu chủ tử nói là thật nàng mở miệng nói tiểu chủ tử ta nhiều năm như vậy đều ở nơi này sinh hoạt cũng quen thuộc cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh kỳ thật so sánh trước kia ta cảm thấy nơi này đơn giản bình thản nơi này cũng đều quen thuộc liền không trở về kinh thành liền xem như về kinh thành la võ còn có xuyên nhi hà nhi cũng không quen tiêu bình đã cảm thấy ở đây rất tốt nếu như tiểu chủ tử mở tắt phường, nàng còn có thể giúp đỡ tiểu chủ tử bận biệu. Lại nói, trong lòng biết chủ tử bọn hắn đều tốt còn sống, nàng cũng liền an tâm. Còn sống liền tốt. Kinh thành kia là quyền lực vòng xoáy, cũng là giảng phép tắc địa phương. Con trai của nàng nữ nhi từ nhỏ cũng không có học qua phép tắc, sợ đi kinh thành không quen. Mà lại kinh thành đồ vật giá cả đều rất đắt. Ở đây vô cùng đơn giản sinh hoạt, người một nhà thật tốt liền rất tốt. Tiêu Nguyệt Giao gật đầu nói, đã muốn ở lại chỗ này liền lưu tại nơi này, bên này phát triển về sau cũng sẽ phồn hoa. Các ngươi có bạc về sau, có thể đem phòng ở xây dựng thêm một chút, đến lúc đó làm nhiều mấy cái gian phòng, về sau nói không chừng liền cùng làm khách sạn đồng dạng. Tiêu Nguyệt giao dự định liền tại phụ cận mở chocolate tác phường, dạng này cách đằng sau hồng la sơn gần, có thể trực tiếp ngay tại chỗ ngắt lấy ca cao quả, dùng ca cao quả làm chocolate. Dạng này ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác chocolate thuận tiện đến lúc đó lại vận chuyển xi măng tới sửa đường đem trên mặt sông cũng tu kiến một cây cầu chỉ cần có bạc có xi măng kỳ thật tu kiến con đường tu kiến cầu ngược lại là thuận tiện mà lại đoạn đường này tới nàng phát hiện bên này phần lớn cũng là đất bằng chính là đều là đường đất vừa mới mưa mất mô dùng xi măng tu rất nhanh tiêu nguyệt giao trong đầu đã đem những cái này đều quy hoạch ra tới hiện tại toàn bộ đại yến triều trên thị trường đều không có chocolate mà lại tại hà châu thời điểm Nàng cầm chocolate cho rất nhiều người ăn, tất cả mọi người nói ăn ngon, khen không dứt miệng. Không nói thời đại này vật tư thiếu thốn đồ ăn vặt thiếu thốn, chính là tại khoa học kỹ thuật thời đại, rất nhiều người cũng đều thích vô cùng ăn chocolate. Cho nên Tiêu Nguyệt giao tin tưởng, một khi ở chỗ này đem chocolate tác phường dựng lên về sau, chocolate mở ra thị trường, nhất định sẽ có rất nhiều thương hộ tới mua. Đến lúc đó trên trấn khách sạn không đủ ở, mọi người sẽ ở tại trong làng. Ăn ở khả năng đều ở trong thôn. Liền như là tại Liễu Hà thôn như thế, nơi khác rất nhiều thương hộ môn để cho tiện, hiện tại cũng quen thuộc ở tại trong làng. Dù là đều có khách sạn, khách sạn gian phòng cũng không tệ, mọi người cũng sẽ tá túc tại nông hộ nhà, sẽ cho dừng chân ăn cơm bạc. Để người trong thôn cũng nhiều một chút thu nhập thêm thu nhập. Nếu là tại La Gia thôn xây chocolate tác phường, có thể nghĩ, cũng có thể kéo theo trong thôn phát triển kinh tế. Nàng ngược lại là cảm thấy La Gia thôn đất trống nhiều thì thật người trong thôn cũng có thể phát triển nông gia nhạc, cung cấp ăn ở, mà lại nơi này có núi có nước, phong cảnh cũng coi là không sai. chỉ có điều thời đại này người còn không có du lịch khái niệm. rất nhiều người đi liễu hà thôn bên kia chơi cũng là bởi vì biết bên kia có thế đào đến rất nhiều giá cả tiện nghi bảo vật, còn có thế ăn vào địa phương khác ăn không được đồ ăn. rất nhiều đồ ăn đều là không thể lốp, chỉ có thể đi làm ăn. tiêu bình tự nhiên minh bạch tiểu chủ tử nói như vậy là vì nàng tốt nàng cũng đem tiểu chủ tử ghi ở trong lòng. Trước kia tại kinh thành sinh hoạt qua, nàng thấy qua việc đời, tự nhiên minh bạch mở tác phường ý vị như thế nào. Chỉ là suy nghĩ một chút, tiêu bình nội tâm cũng kích động không thôi. Như thế, vô luận là nhi tử nữ nhi đều có thể được sống cuộc sống tốt. Phòng ở cũng có thể tu tập một chút. Chỉ là nghe những lời này, tiêu bình hốc mắt đều đỏ. Tạ ơn tiểu chủ tử, tạ ơn tiểu chủ tử. Có lẽ trừ tạ ơn, Tiêu Bình thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Tiêu Nguyệt Giao nói, không cần cảm ơn ta, ngươi muốn cảm ơn ngươi mình, một mực kiên trì thật tốt sinh hoạt. Nếu như tiêu gia tất cả mọi người đều có dạng này nghị lực tính bền dẻo, có lẽ còn có rất nhiều người sống. Trở về nói cho cha, cha nhất định cũng sẽ cao hứng. Nói thế nào cũng là tiêu phủ lão nhân. Tự nhiên cũng phải chiếu cố một phen. Nếu là không có đến Nam Lá trên trấn La Gia Thôn, có lẽ tiêu nguyệt giao vẫn luôn sẽ không phát hiện tiêu bình tồn tại la hà ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí không dám tin nói chủ tử cái kia mẹ ta nàng thật không có chuyện gì sao tiêu nguyệt giao nói yên tâm đi không có việc gì chỉ cần thật tốt uống thuốc ăn cơm thật ngon đại khái hai cái tuần liền tốt về sau cũng sẽ không dễ dàng choáng đầu la hà kích động hốc mắt đỏ lên nghẹn ngào muốn nói tạ ơn thậm chí đều nghĩ quỳ xuống nhưng nàng biết quý khách không thích nàng quỳ xuống nàng chỉ có thể ở trong lòng kiên định nghỉ về sau nhất định phải báo đáp cái này ân tình tiêu bình nhìn xem la hà nói đây là nương tiểu chủ tử ngươi làm sao có thể như thế bất kính nói lời như vậy đây là hoài nghi tiểu chủ tử tiêu bình nghiêm túc nói la hà tiêu nguyệt giao vội vàng ngăn lại nói không có việc gì ta nhìn la hà rất tốt là cái có hiếu tâm thiện lương cô nương tốt nàng cũng là lo lắng ngươi mới có thể như thế trước đó trên đường ta nghe nói các nàng cho ngươi bắt lấy mấy lần thuốc thuốc chẳng những đắt đại phu còn nói rất nghiêm trọng, nói ngươi sinh bệnh nặng, mới có thể đau đầu choáng đầu, muốn uống dược liệu đắt giá, không muốn nghe cái kia đại phu nói lung tung. Đại khái cũng là bởi vì như thế, La Xuyên mới có thể đi đổ da làm đứa ở kiếm tiền, liền vì cho tiêu bình bốc thuốc. Vô luận là La Xuyên vẫn là La Hà đều rất hiếu thuận. Chỉ là điểm này, tiêu nguyệt giao nội tâm liền không điểm đứt đầu. Về sau để hai người này tại tác phường giúp làm cái quản sự, tiêu nguyệt giao cũng yên tâm. Tiêu Nguyệt Giao dùng người càng xem trọng chính là phẩm đức cái này một khối. Cho dù là tiêu phủ lão nhân, nếu là phẩm đức không quá quan, tiêu Nguyệt Giao cũng sẽ không dùng. Chẳng qua cũng là trùng hợp, tại trên trấn cứu La Xuyên, nhìn thấy La Hà, sớm cũng biết bọn hắn phẩm đức, không cần tiến hành khảo nghiệm. Chẳng qua tiêu bình thân thể suy yếu là thật. Bao nhiêu năm dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành nàng cái dạng này, làm chút sống liền dễ dàng mỏi mệt, hơi mệt mỏi liền sẽ choáng đầu. Tiêu Nguyệt Giao nói, kia đại phu trình độ rất bình thường, có lẽ cũng không thể nói. Hai cái tuần sau tự nhiên là tốt. Chẳng qua ngươi bây giờ tạm thời không thể mệt nhọc, trước tiên đem cái này thuốc uống, có thể làm dịu một chút. Ta cho ngươi thêm châm cứu một chút, ngươi mấy ngày nay tình huống thân thể sẽ khá hơn một chút. Nói, tiêu nguyệt giao để tiêu bình nằm trên giường dưới, sau đó cho nàng châm cứu. Đương nhiên tiêu nguyệt giao đưa tới thuốc, tiêu bình không chút do dự nuốt vào. Chỉ cần là tiểu chủ tử nàng đều tin, tiểu chủ tử cho đồ vật, vô luận là cái gì, nàng không cần hỏi, liền có thể yên tâm ăn hết. Tiêu Nguyệt Giao lấy ra ngân châm đến cho Tiêu Bình châm cứu. Châm cứu quá trình bên trong, Tiêu Nguyệt Giao vận dụng một hệ dị năng. Cũng may nơi này tự nhiên khí tức dồi dào. Một hệ dị năng sung túc, nàng có thể điều động chung quanh tự nhiên dị năng lực lượng chữa trị Tiêu Bình thân thể. Nhưng Tiêu Bình thân thể hao tổn nghiêm trọng, cũng không thể chỉ dựa vào một hệ dị năng lực lượng chỉ có thể tạm thời chữa trị làm dịu nàng còn cần uống thuốc ăn nhiều cơm trọng yếu nhất chính là ăn cơm mỗi ngày dinh dưỡng theo sau tiêu bình nằm xuống về sau không bao lâu liền cảm giác thân thể đặc biệt dễ chịu nhức đầu triệu chứng dần dần đều không có cả người cũng không khỏi tự chủ trầm tĩnh lại thật giống như chung quanh có dòng nước ấm chảy qua thân thể của nàng tiêu bình cảm giác toàn bộ thân thể đều có một loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác dần dần nàng ngủ thiếp đi bởi vì Tiêu Bình tình huống thân thể tương đối nghiêm trọng, cho nên Tiêu Nguyệt giao cho nàng châm cứu thời gian dài một chút. Châm cứu thời điểm, một hệ dị năng lực lượng phát huy chữa trị lực lượng. Tiêu Bình mi tâm đều triển khai. Đại khái qua nửa canh giờ, cũng chính là sau một tiếng, Tiêu Nguyệt giao đem ngân châm thu hồi lại. La Hà ở bên cạnh khiếp sợ nhìn xem, cũng không dám quấy rầy. Nhưng nàng có thế rõ ràng cảm giác được mẹ nàng sắc mặt thật nhiều, không còn là tái nhật không có chút huyết sắc nào dáng vẻ, dường như trên mặt có huyết sắc. Nàng thật cảm thấy thật thần kỳ. Đây chính là thần y cảm giác đi. Nàng có thể đem mạch nói ra tất cả tình trạng, còn có thể lập tức cho ca ca cầm máu. Trước kia bọn hắn Lân Cận người trong thôn cùng bao quát trong huyện người đều chỉ tin tưởng trong huyện đại phu. Bởi vì chỉ có trong huyện có cái y quán có cái đại phu. Chương 707, cực nóng vô cùng. La Hà vẫn cho là cái kia đại phu chính là lợi hại nhất. Thấy trước mắt quý nhân mới biết được nguyên lai đại phu vậy mà là như thế này lợi hại la hà đều dùng sùng bái sáng trực ánh mắt sáng ngời nhìn tiêu nguyệt dao la hà nhìn xem mẫu thân ngủ dáng vẻ mũi chua chua hốc mắt hơi có chút đỏ kỳ thật những năm này mẫu thân giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm ngủ thời điểm mẹ nàng mi tâm đều chăm chú nhíu lại nhưng lúc này nàng có thế rõ ràng nhìn ra mẹ nàng mi tâm là triển khai xem xét chính là ngủ rất say rất tốt bộ dáng mẹ nàng trên mặt cũng mang theo điềm tĩnh nét mặt tươi cười la hà nhìn xem đều đã kích động lại cao hứng đến giữa trưa chủ tử muốn ăn cái gì ta cho chủ tử nấu cơm hiện tại la hà biết quý nhân họ tiêu cũng không biết xưng hô như thế nào cho nên nàng cùng với nàng nương đồng dạng gọi chủ tử tiêu nguyệt giao ý đồ uống nắng xưng hô nhưng la hà kiên trì tiêu nguyệt giao liền cũng không có cách quay đầu mở tắt phường bọn hắn đoán chừng đồng dạng gọi nàng đông gia Tiêu Nguyệt Giao nói, đơn giản ăn chút đi. Nàng đi trong xe ngựa cầm thùng gỗ mì ăn liền ra tới. Dùng nước nóng ngâm, một người một bao ăn, nơi này còn có lạp xưởng hung khói còn có trứng luộc nước trà, bỏ vào ăn vừa vặn. Ăn về sau, buổi chiều ta đi hồng la sơn bên trên nhìn xem. Ban đêm mới hảo hảo chuẩn bị ăn. Không có đi hồng la sơn bên trên nhìn một chút, tiêu nguyệt giao trong lòng tóm lại không yên lòng. Mì sợi sao? La Hà nhìn xem đều kích động không thôi, các nàng cũng liền lúc sau Tết có thể ăn được mặt trắng cơm, ngày thường căn bản ăn không được, chớ nói chi là mì sợi. La Hà cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mì ăn liền. Đây là Tiêu Nguyệt giao mang theo bỏ vào không gian bên trong đồ vật. Chính là vì thời gian eo hẹp, không tiện nấu cơm, trực tiếp ăn mì ăn liền. Nàng đi trên xe ngựa cầm, kỳ thật cũng chính là đi không gian bên trong cầm. Tiêu Nguyệt giao nói, hướng bên trong đổ vào nước nóng, dùng nước nóng ngâm, 3 phút liền tốt, liền có thể ăn không đủ liền ăn hai bát. Mỗi một bát kỳ thật lượng là đầy đủ. La Hà nói, không, không, chúng ta không thể nhận chủ tử đồ vật, chủ tử đã giúp chúng ta rất nhiều. Đối La Hà đến nói, chủ tử chính là bọn hắn cả nhà ân nhân. Tiêu Nguyệt Giao nói, cầm ăn đi, buổi chiều còn cần ngươi hỗ trợ mang theo đi trên núi nhìn một chút. Cha ngươi còn chưa có trở lại, trước hết không ngâm, đợi ngươi cha trở về hiện ngâm là được. Vâng, chủ tử. Qua chỉ chốc lát, Tiêu Bình tỉnh lại. Tiêu Bình cũng là nghe được một cổ nồng đậm mùi thơm. Trong giấc mộng, nàng phản phất trở lại ban sơ tại hầu phủ thời điểm. Khi đó cha nàng là hầu phủ đại quản gia, mẹ nàng là tiểu hầu gia nhũ mẫu, nàng trong phủ cũng là bị trọng điểm bồi dưỡng người, cho nên trong phủ ăn dùng cũng đều là rất tốt. Cho tới bây giờ không có đói bụng, chủ tử đối bọn hắn đều rất tốt. Ngày lễ ngày Tết đều có thể ăn vào phòng bếp làm mỹ thực, ăn thật ngon. Nghe mùi thơm, nàng liền phản phất trở lại lúc kia khi đó làm hầu phủ người ra ngoài cũng sẽ bị người coi trọng mấy phần ngủ ngủ tiêu bình liền tỉnh lại tỉnh lại một nháy mắt nàng mới ý thức tới nơi này là nơi nào nàng cảm giác được thân thể trở nên phi thường nhẹ nhàng nàng đã thật lâu không có như thế buông lỏng cảm giác ngủ một giấc nhiều chìm sau khi tỉnh lại toàn thân đều nhẹ nhõm cảm giác tinh thần đều rất đủ rất thần kỳ cảm giác đợi tiêu bình từ trên giường xuống tới la hà thấy được nàng nói mẹ ngươi tỉnh. Tiêu Bình gật đầu nói, tỉnh, cảm giác thân thể nhẹ nhõm, ngủ rất tốt. Nói, Tiêu Bình nhìn xem Tiêu Nguyệt Giao nói, đa tạ chủ tử. Tiêu Nguyệt Giao nhìn xem nàng nói, này sẽ khí sắc không tệ, ta mang mì ăn liền, đã ngâm tốt, ngươi cũng ăn một bát. Trước ngươi ăn cơm dinh dưỡng không đầy đủ, không thể lập tức ăn thịt cá bổ sung, ăn chút mì sợi loại hình sẽ khá hơn một chút. Tiêu Bình cảm kích Tiêu Nguyệt Giao, nàng hiện tại tin tưởng thân thể của nàng có thể điều dưỡng tốt. Chính là La Hà cũng tin tưởng, nhìn xem mẹ nàng rất có tinh thần dáng vẻ, nàng kích động hốc mắt đều có chút đỏ lên. Tiêu Bình để La Hà cũng đi trong đất đem La Võ gọi trở về. Trên đường đi La Hà cũng cùng với nàng cha nói tất cả mọi chuyện. La Võ trở về cũng đối Hạ Nhẹ Ấm cảm kích không thôi. Nếu không phải biết Hạ Nhẹ Ấm không nghĩ dưới người quỳ, La Võ đều muốn cho Hạ Nhẹ Ấm quỳ xuống tới. Giữa trưa ăn pha mì ăn liền về sau, Tiêu Bình người một nhà đều bị mì ăn liền hương vị cho kinh diễm ở bọn hắn thật cảm thấy mì ăn liền ăn quá ngon. Tiêu Bình đều hoài niệm lên tại kinh thành hầu phủ nếm qua mì sợi. Tiêu Bình lặng lẽ xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt. Nhìn xem la võ cùng la hà ăn mì ăn liền kích động dáng vẻ, nàng đều có chút tự trách. Nàng cũng hy vọng người trong nhà muốn ăn mì ăn liền có thể ăn mì ăn. Nàng là khi còn bé nếm qua các món ăn ngon, thế nhưng là la võ cùng la hà chưa ăn qua. Còn có la xuyên, hắn lúc này nằm ở trên giường còn hôn mê bất tỉnh. Nhưng nhìn xem tiểu chủ tử, Tiêu Bình cảm giác trên thân có thêm lực lượng. Có tiểu chủ tử tại, nàng cái gì đều không cần lo lắng. Giữa trưa mọi người ăn đều rất no. Tiêu Bình nhìn xem Tô Lăng Tô Dương, đều vì tiểu chủ tử cao hứng. Tô Lăng Tô Dương mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn xem thông minh hiểu chuyện lại đẹp như thế. Ăn cơm no về sau, buổi chiều, La Hà bồi tiếp Tiêu Nguyệt giao đi Hồng La Sơn bên trên. Đương nhiên Tiêu Nguyệt giao mang theo đại bảo nhị bảo cùng đi Hồng La Sơn bên trên nhìn đại bảo nhị bảo thân thể rèn luyện nhiều tốt, leo núi đi đường tự nhiên không thành vấn đề. Lúc đầu La Hà đều nghĩ sau lưng bọn hắn đi đường, nhưng bọn hắn đều không cần. La tỷ tỷ, chúng ta có thể tự mình đi đường. La tỷ tỷ, điểm ấy đường rất đơn giản. La Hà nhìn xem bọn hắn, đều cảm thấy bọn hắn nói chuyện thật tốt nghe, nhìn xem bọn hắn đều cảm thấy xem thật kỹ. Quả thực quá đẹp mắt a. À. Nội tâm của nàng cũng nhịn không được hét trầm lên tiêu nguyệt giao nhìn xem đại bảo nhị bảo rất hưng phấn rất có tinh thần dáng vẻ cười cười nói yên tâm bọn hắn mệt mỏi không được đại bảo nhị bảo hai năm này một mực rèn luyện thân thể tôi tuyết y cũng dạy bọn họ luyện võ ngồi trên ngựa chính là đi thư viện cũng có vũ phu tử dạy bảo võ thuật lưỡng bảo cơ sở đánh nhiều tốt dẫn bọn hắn ra tới chơi cũng có thể để bọn hắn rèn luyện thân thể ra tới mở mang kiến thức một chút đại yến triều các nơi phong tục phong cảnh mang vào hồng la sơn bên trên về sau, tiêu nguyệt giao lập tức nhìn thấy kia to lớn ca cao quả treo ở ca cao trên cây, từng cây từng cây ca cao cây, để tiêu nguyệt giao con mắt đều sáng lên. đại bảo nhị bảo tự nhiên cũng nhìn thấy, lưỡng bảo thích ăn chocolate, nhìn thấy ca cao quả tự nhiên cao hứng. mẹ, ca cao quả, qua, wow, thật nhiều ca cao quả. đại bảo nhị bảo nhìn thấy ca cao quả vội vàng tiến lên, dùng tay đi đụng vào, xác định là thật. Tiêu Nguyệt Giao đều không nghĩ tới cái này toàn bộ hồng la sơn bên trên ca cao quả nhiều như vậy chứ. Cái này có thể xây một cái lớn một chút chocolate tắt vườn. Mà lại bên này núi nhiều, về sau mọi người biết ca cao cây hữu dụng, hẳn là liền sẽ trồng ca cao cây. La Hà nhìn xem chủ tử dáng vẻ cao hứng, kỳ thật nội tâm thực sự là không rõ ca cao quả là cái gì. Càng không biết ca cao quả có thể dùng tới làm cái gì. Mặc dù nàng không biết, nhưng nàng biết chủ tử lợi hại, cho nên trầm mặt không nói gì thêm từ trên núi dạo qua một vòng, xế chiều hôm đó, Tiêu Nguyệt Giao liền dẫn đại bảo nhị bảo về trước trong huyện đi. Nàng trực tiếp đi trong huyện nha mua hồng la sơn còn có la gia thôn bên cạnh kia 10 mẫu đất. Tiêu Nguyệt Giao muốn toàn bộ mua lại. Huyện nha nha dịch nghe được Tiêu Nguyệt Giao nói muốn mua núi mua đất, nhất là hồng la sơn còn có la gia thôn lân cận địa, quả thực đều kinh ngạc đến ngay người. Khi nha dịch đều cho là mình nghe lầm. Vị cô nương này, ngươi thật muốn mua hồng la sơn phim chính núi, còn mua la gia thôn lân cận 10 mẫu đất. Bên kia rất vắng vẻ. Mặc dù nói đã thời gian rất lâu không ai mua lân cận làng núi cùng, nhưng nha dịch vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút trước mắt vị nữ tử này. Nữ tử này ăn mặc khí chất siêu phàm, xem xét cũng không phải là người bình thường, cũng không phải bọn hắn nam dịp huyện người. Cho nên hắn nhịn không được muốn xác định một chút. Miễn cho quay đầu mua, trách tội bọn hắn. Dạng này người xem xét liền có thân phận có bối cảnh, không phải người bình thường có thể đắc tội. Tiêu Nguyệt Giao trực tiếp lấy ra ngân phiếu đến nói, ta vô cùng xác định, nói bao nhiêu tiền đi. Khi nha dịch tự nhiên không dám nhiều chào giá cách A. Ngọn núi kia tương đối lớn, cho nên giá cả đắt một chút, 80 lượng bạc, trong thôn thổ địa tiện nghi, một mẫu đất một lượng bạc. La Gia Thôn thực sự là quá vắng vẻ, thổ địa càng cỗi, cũng không quá dễ dàng trồng lương thực trao quả. Cũng không biết cái này người mua có làm được cái gì. Tiêu Nguyệt giao trực tiếp lấy ra 90 lượng bạc đem núi cùng 10 mẫu đất đều mua lại. Nha Môn nhìn thấy nhiều bạc như vậy cũng kích động a, à, đây là cho huyện nha kiếm tiền a. À. Phải biết hiện tại Hoàng Đế quản nghiêm khắc như vậy, huyện lệnh vì Cam Đoan mình chức quan quan chức cũng không dám từ bách tính trong tay lấy cái gì muốn cái gì. Đối bọn hắn nha dịch yêu cầu cũng nghiêm ngặt, cho nên bọn hắn ngày thường cũng chỉ là cầm bổng lộc. Lại thêm bọn hắn nam dịch huyện vắng vẻ, Nha Môn kỳ thật đều không có gì bạc nào nghĩ tới lập tức nhiều 90 lượng bạc. Nếu là huyện lệnh biết, hẳn là kích động A. Cũng không biết có thể hay không cho bọn hắn bao điểm hồng bao. Tiêu Nguyệt Giao cũng cho làm việc văn thư nha dịch một người một lượng bạc hồng bao. Nhưng làm hai người kích động xấu, liền kém đem Tiêu Nguyệt Giao cho cúng bái. Hai người càng là kích động cho Tiêu Nguyệt Giao chào hàng nam dịp huyện chung quanh thổ địa. Cùng chung quanh núi. Thế nhưng là khác núi cũng không có ca cao quả, Tiêu Nguyệt Giao mua sơn giả vô dụng cho nên nàng chỉ mua hồng la sơn. Mua tốt phía sau núi, tiêu nguyệt giao liền để la võ liên hệ lân cận người trong thôn hỗ trợ xây tác phường. Đương nhiên tác phường kiểu dáng trực tiếp mô phỏng trước đó tác phường kiểu dáng là được, tiêu nguyệt giao trực tiếp lấy ra bản vẽ đến cho công tượng đội giảng giải một chút, thợ một công tượng liền biết làm sao làm. Lân cận hai ba cái trong làng cùng một chỗ hỗ trợ. Tiêu Nguyệt giao cho mọi người tiền công. Nàng lần này chỉ đem tiêu một còn có tiểu cúc đến bên này, tự nhiên không nhân thủ mới mua nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Nhưng là trong thôn phép tắc cũng là nuôi cơm. Tiêu Nguyệt giao mỗi ngày cho tiền công, liền mặc kệ cơm. Người trong thôn tự nhiên cao hứng. Mà lại biết được bên này xây tác phường, có thể dùng người trong thôn làm việc, tự nhiên không cần phải nói, làm việc đều rất tích cực. Chính là la võ tiêu bình càng là mang theo người trong thôn đi trên núi ngắt lấy ca cao quả, sớm xử lý ca cao quả. Cũng may xây tác phường cũng nhanh, dựng lên một cái tác phường trên phố, tiêu nguyệt giao liền để người trước tiên ở một cái xưởng ở giữa làm việc trước xử lý ca cao quả sớm lên men dùng tốt đến chế tác chocolate tiêu bình cùng la võ làm quản sự ngay từ đầu tiêu bình thân thể không có khôi phục lại giúp ghi chép một vài thứ la võ có sức lực vài ngày sau la xuyên sau khi tỉnh lại thân thể khôi phục không sai biệt lắm về sau liền nghĩ hỗ trợ làm việc tiêu nguyệt giao nhìn hắn xác định thân thể không có vấn đề mới khiến cho hắn đi theo làm việc Bên này động tĩnh lớn tự nhiên không có che giấu trong huyện những thôn khác người. Mọi người sau khi nghe ngóng, liền biết kia quả hồng gọi ca cao quả, vậy mà là đồ tốt. Nhưng Hồng La Sơn bị Tiêu Nguyệt giao mua lại, mọi người cũng không thể đi Hồng La Sơn bên trên ngắt lấy ca cao quả, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở trên núi trồng ca cao quả. Bởi vì Tiêu Nguyệt giao nói, địa phương khác có thể nhưng quả, vô luận lúc nào đều thu. Cái này cũng kéo theo nơi đó nhân chủng thực ca cao cây nhiệt tình. Đương nhiên tiêu nguyệt giao còn để dịch trạm mang hộ tinh cho Hà Châu. Nàng để dưới tay người đem một nhóm xi măng vận chuyển tới. Nàng định đem bên này con đường sửa một chút. Chỉ là tiêu nguyệt giao dự định tu đạo đường thời điểm, huyện lệnh bắt đầu quản khởi sự tình đến, ý đồ ngăn cản bọn hắn sửa đường. Bởi vì huyện lệnh sợ tiêu nguyệt giao phá hư cái gì, hoặc là gây nên phía trên lực chú ý. Hắn liền nghĩ vô công không qua đến nhận chức thời điểm tốt được đề bạc đi lên. Tiêu, Nguyệt Giao tự nhiên mặc kệ bọn hắn. Chỉ cảm thấy cái này huyện lệnh đầu óc có vấn đề. Đương nhiên huyện lệnh phu nhân họ đổ, còn để đổ gia sắp xếp người tới quấy rối, không để Tiêu Nguyệt Giao bình thường sửa đường. Tiêu Nguyệt Giao cái này để tiêu đổi mới hoàn toàn sổ sách nợ cũ cùng một chỗ tính. Lần trước bồi tiếp la Hà Nam tử kia vậy mà là huyện lệnh vợ chính thức nhi tử, chỉ có điều huyện lệnh vợ chính thức sau khi chết, chính là đổ phu nhân đương gia. Đỗ phu nhân hận không thể chơi chết cái này nhiếp phi bạch chỉ là nhiếp phi bạch lần này trực tiếp quân pháp bất vị thân vơ vét nhiếp huyện lệnh còn có đổ gia phạm pháp ức hiếp bách tính chứng cứ như thế vô luận là nhiếp huyện lệnh còn có đổ gia đều bị phía trên cho cách chức điều tra thành nam châu tri phủ trực tiếp bị đổi nam diệp huyện tức thì bị điều một cái tốt huyện lệnh như thế tiêu nguyệt giao có thể bình thường làm việc có thể bình thường sửa đường có thể tiếp tục mở chocolate tác phường đương nhiên mới tới huyện lệnh biết được tiêu nguyệt giao thân phận kích động tự mình đến bái kiến càng là tích cực để huyện nha người phối hợp tiêu nguyệt giao làm việc. Cái này tất cả mọi người biết tiêu nguyệt giao là quận chúa. Trời à, tiêu cô nương vậy mà là quận chúa. Các ngươi không có đi Hà Châu, không biết, nàng thế nhưng là Yến Ninh công chúa cùng tiêu hầu gia nữ nhi A, Hà Châu hiện tại phát triển tốt như vậy, phồn hoa như vậy, chính là tô đại nhân cùng quận chúa một tay dựng lên. Các ngươi không biết mọi người có bao nhiêu yêu quý tiêu quận chúa, ngóng trong tiêu quận chúa đi bọn hắn địa phương A không nghĩ tới tiêu quận chúa đến chúng ta nơi này, muốn tại chúng ta nơi này xây tác phường A, về sau chúng ta Nam Diệp huyện cũng sẽ phồn hoa. Mọi người tranh thủ thời gian trồng ca cao cây, quận chúa nói thu ca cao quả đó chính là thu A, lúc nào đều sẽ thu. Đây không phải là quả hồng sao. Quận chúa nói là ca cao quả, đó chính là ca cao quả. Thật là quận chúa A. Các ngươi nhìn con đường này, loại này con đường chúng ta người bình thường làm sao có thể nhìn thấy, đây chính là trong truyền thuyết hà châu mới có đường xi si măng a đường xi si măng là cái gì đường chính là loại này con đường loại này con đường chính là đường xi si măng a nhìn xem mặt đất nhiều bình trời mưa xuống cũng sẽ không lại mất mô vô luận đi đường vẫn là cưỡi ngựa xe xe bò cũng đều sẽ không xóc nảy đúng vậy a thật thần kỳ a nhìn xem đều tốt đường xi si măng C xây xong một đoạn về sau nam diệp huyện trời mưa về sau mọi người thật đúng là chuyên môn đi ra phố cảm thụ một chút đường xi si măng Mọi người mau nhìn a, à, trời mưa cũng như vậy sạch sẽ sạch sẽ. Dùng sức dẫm lên trên, cũng sẽ không lâm vào trong đất bùn, lòng bàn chân đều sạch sẽ, sẽ chỉ dính nước nước. Mọi người nhìn đường xi si măng đều hiếm có ly kỳ vô cùng. Như thế nam diệp huyện dân chúng càng kích động. Mọi người thậm chí có đều cùng đi la Gia thôn nhìn xem kia tu kiến tác phường như thế nào. Lúc đầu mọi người còn sợ hãi trời mưa xuống trải qua đầu kia đường sông. Chỉ là làm mọi người đi vào đường sông thời điểm lại phát hiện đường sông cầu đều xây xong, tòa kia cầu cũng phi thường rộng rãi, mọi người song song đều có thể đi hai ba cổ xe ngựa. xi măng bị vận chuyển tới về sau từ La Gia thôn đến trong huyện con đường rất nhanh liền xây xong. chỉ có điều Tiêu Nguyệt Giao còn muốn lấy từ trong huyện một mực sửa đường tu đến phủ thành bến tàu bên kia, dạng này về sau vận hàng thuận tiện. Tiêu Nguyệt Giao ở chỗ này sửa đường, liền tri phủ đều bị kinh động, càng là họp muốn tích cực phối hợp quận chúa hành động tri phủ đều tự mình đến làng thấy tiêu nguyệt giao, nghĩ đến có thể giúp đỡ điểm bận biểu. Có tri phủ chủ động hỗ trợ, tiêu nguyệt giao liền nhẹ nhõm nhiều. Trực tiếp để người đem xi măng cho tri phủ, để tri phủ sắp xếp người sửa đường. Đương nhiên tiêu nguyệt giao cũng thu xếp nhân giáo đạo mọi người như thế nào sửa đường. Bởi vì bên này người không biết xi măng làm sao dùng. Sửa đường làm sao tu. Như thế tiêu nguyệt giao chỉ cần nhìn chầm chầm chocolate tác phường liền tốt. Mướn người quá trình tiêu nguyệt giao đều quen thuộc vô cùng. Cho nên liền giao cho tiêu bình đến lo liệu. Trải qua nửa tháng điều dưỡng, tiêu bình thân thể đã sớm hoàn toàn tốt. Tiêu nguyệt giao mình tự mình phối thuốc, lại thêm từ sữa đường xây tác phường bắt đầu, tiêu nguyệt giao mỗi ngày cho tiền công. La Gia liền dùng số tiền này mua một chút mặt trắng. Phía nam bên này chỉ có gạo, không trồng thực lúa mì. Cho nên mọi người muốn ăn mì ăn, liền phải đi mua bột mì. La Võ cũng nhớ kỹ tiêu nguyệt giao nói lời nói là muốn bổ sung dinh dưỡng thân thể mới có thể tốt. Không thể không nói là võ đối tiêu bình đó là thật không thể chê. Mặc dù trước đó nhà bọn hắn điều kiện bần hàng, nhưng la võ đều là không nỡ ăn cho tiêu bình ăn. Nhưng bởi vì sớm mấy năm tiêu gia bị lưu vong, tiêu bình trên đường ăn khổ lại thêm rơi xuống nước sau đằng sau dinh dưỡng không có đuổi theo thân thể cũng liền suy yếu. Mua trứng gà mua bánh bột ăn, lại thêm tiêu nguyệt giao cho chế biến thuốc, tiêu bình rất nhanh tốt. Cho nên tác phường bên này nàng làm quản sự. Tiêu Bình trước kia tại hầu phủ làm qua sự tình, cho nên tác phường sự tình giao cho nàng, nàng cũng có thế không chút phí sức xử lý. Mà lại nàng học chữ sẽ ký sổ. Liền có thể ghi chép rất nhiều thứ. Tiêu Bình hỗ trợ đem người đều thuê tốt, Tiêu Nguyệt giao dạy người phân công minh xác chế tác chocolate. Làm nhóm đầu tiên chocolate thành công chế tác được về sau, Tiêu Nguyệt giao nếm một chút khẩu vị, liền triệt để yên tâm. Mẹ, đây chính là có nhân chocolate sao? Lần này làm chính là có nhân chocolate cũng có nguyên vị chocolate. đương nhiên đóng gói cũng phải tinh xảo tinh mỹ. tiêu nguyệt giao còn tại nơi đó chuyên môn tìm người đặt hàng tinh mỹ hộp. trong hộp từng cái tiểu cách cách tốt chuyên môn thả từng cái chocolate. tiêu nguyệt giao nói đúng, đây chính là có nhân chocolate. cảm thấy hương vị thế nào? mẹ, thật tốt ăn. chỉ cần là chocolate đều ngon. tiêu nguyệt giao nhẹ nhàng cười cười. đến nam diệp huyện đã hơn một tháng, chocolate tác phường cuối cùng là chuẩn bị cho tốt con đường cầu cũng đều xây xong. Nhóm đầu tiên chocolate đều có thể vận chuyển đến Hà Châu. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp ở chỗ này ra bên ngoài bán. Bây giờ đều đã có thành Nam Châu bên này thương nhân đến hiệp đàm, nghĩ đến cùng tiêu nguyệt giao tác phường đặt hàng chocolate ra bên ngoài bán. Tiêu nguyệt giao định tốt giá cả, chọn hai cái thương hộ, cho bọn hắn quyền đại diện, để bọn hắn có thể ra bên ngoài bán chocolate. Như thế đến mùa hè, thời tiết cũng là thật nóng lên. Mẹ, Nam Châu so với chúng ta Hà Châu đều nóng đâu. Tiêu Nguyệt Giao nói, nhớ nhà rồi. Cô Lăng gật đầu nói, Ân nghỉ cha. Ra tới hơn một tháng, bọn hắn cũng sẽ nghỉ cha, cũng lo lắng cha ăn không ngon. Tiêu Nguyệt Giao nói, hai ngày nữa chứa một ít chocolate về sau, chúng ta liền về nhà. Tiêu Nguyệt Giao có không gian, không cần lo lắng chocolate hư mất tan đi. Mà lại từ khi con đường sau khi sửa xong, từ Hà Châu đến Nam Diệp huyện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều đã chuẩn bị đi trở về, tiêu nguyệt giao đương nhiên phải mua chút tơ mỏng mặt, cho nên lại dẫn đại bảo nhị bảo chuyên môn đến tiệm mì ăn mì. Lần này là lão thái thái con dâu tại trong tiệm. Làm nàng nhìn thấy tiêu nguyệt giao mang theo đại bảo nhị bảo trở ra, ánh mắt của nàng sáng lên, kích động vội vàng tiến lên, xin hỏi thế nhưng là tiêu nương tử. Tiêu nguyệt giao nói, là ta. Các ngươi có thể tính đến, nương mấy ngày nay còn lẩm bẩm nói nhờ có các ngươi đâu, còn ngóng trong ngươi đến ăn mì đâu. Tiêu Nguyệt Giao hơi sững sờ phụ nhân vội vàng cười nhiệt tình giải thích nói, lần trước tiêu nương tử nói chúng ta nam diệp huyện sẽ tốt phồn hoa, mẹ ta liền tin, cùng ngày chúng ta trở về liền góp bạc, để chúng ta một lần nữa mua một cái cửa hàng, mặc dù vị trí lệch một điểm, tới gần phía đông nhất, nhưng giá cả tiện nghi, nào nghĩ tới quận chúa tới sửa đường xây tắt phường về sau, đến chúng ta nam diệp huyện nhiều người, giá phòng quả thật trướng lên. Chính là phía đông nhất cửa hàng ngược lại biến thành khu vực tốt cửa hàng. Hiện tại hài tử cha hắn mang theo hài tử đi trang trí mặt tiền cửa hàng, qua mấy ngày mới tiệm mì cũng liền khai trương. Hiện tại đến Nam Diệp huyện nhiều người, ăn mì người cũng nhiều, sinh ý đều tốt. Phụ nhân cao hứng cười cảm kích tiêu nguyệt giao. Tự mình hạ mì sợi cho tiêu nguyệt giao cùng tô lăng tô dương, mì sợi tràn đầy, bên trong đều thêm trứng gà. Tiêu nguyệt giao đều không nghĩ tới lúc ấy nói một chút, lão thái thái vậy mà tin tưởng nàng. Nhìn xem Nam Diệp huyện biến hóa, tiêu nguyệt giao trong lòng cũng cao hứng. Trước đó Nam Diệp huyện rất quạng cua ẻ, hiện tại ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Trên đường phố người cũng nhiều. Chủ yếu là con đường đi an toàn, lại thêm bên này cho cô nổi danh, đến bên này các thương nhân cũng nhiều. Trên đường phố xe ngựa cũng không ít. Trước đó trên đường phố một chiếc xe ngựa đều không nhìn thấy. Ăn mì sợi về sau, Tiêu Nguyệt Giao nói, các ngươi nơi này có loại kia phơi khô mặt sao, còn không có nấu, ta nghĩ đến mua cái 50 cân trở về. Không riêng mình ăn, có thể cho người trong nhà ăn. Cho hoàng đế nếm thử, cho cha mẹ cùng đại ca nhị ca còn có tô tuyết y các đồng liêu đều nếm thử. Lúc đầu muốn mua một điểm, nhưng nghĩ nghĩ, mua một điểm căn bản không đủ, dứt khoát mua 50 cân. Đến lúc đó phóng ngựa trên xe, lên xe ngựa trực tiếp chạy không ở giữa là được. Phụ nhân nghe xong con số này, trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. 5. 50 cân sao? Nhà bọn hắn hết thảy cũng không có nhiều như vậy tơ mỏng mặt a à nhưng trong lòng lại là kích động nguyên lai like không riêng có thể bán nấu xong mì sợi còn có thể bán loại này phơi khô mì sợi a à. kỳ thật bọn hắn mở tiệm làm cũng chính là quyển vở nhỏ sinh ý cũng chính là kiếm chút vất vả tiền bởi vì bột mì không phải nhà mình loại cũng là mua bột mì làm mì sợi chính bọn hắn đều không nỡ ăn cho nên nghe được cái này cân số phụ nhân cũng không dám tin tưởng cũng hoài nghi nàng nghe lầm tiêu nguyệt giao gật đầu nói ân ngươi không nghe lầm đúng là 50 cân, ngươi trong tiệm nhưng có, hoặc là trong nhà có sao? Trong nhà không có nhiều như vậy, nhưng có chừng 20 cân đi, tại gia tộc trong làng. Tiêu Nguyệt Giao nói, nếu là thuận tiện, lúc nào chúng ta đi trong nhà ngươi mua? Phụ nhân vội vàng từ phía sau gọi tới tiểu nhi tử trong tiệm, tự mình mang theo Tiêu Nguyệt Giao cùng đại bảo nhị bảo đi trong làng. Cũng may nhà bọn hắn làng cách trong huyện cũng không xa, ngồi xe ngựa hai khắc đồng hồ đến lúc này lão thái thái đang ở nhà bên trong nhu diện làm tơ mỏng mặt. Biết được tiêu nguyệt giao cùng đại bảo nhị bảo đến, lại kích động lại nhiệt tình hoan nghênh. Tiêu nguyệt giao lần này tới viện tử liền thấy cả viện đều trên sợi dây phơi nắng lấy tơ mỏng mặt. Tơ mỏng mặt xác thực không ít. Lão thái thái giải thích nói, hiện kéo tốt trước nấu không kịp, cho nên liền sớm làm tốt, phơi nắng tốt, dạng này tiệm mì mì sợi liền không thiếu, khách nhân đến ăn mì, tiệm mì cũng nên có đầy đủ mì sợi. Tiêu Nguyệt Giao gật đầu nói, đúng là đạo lý này. Tiêu Nguyệt Giao nói mua những cái này tơ mỏng mặt, lão thái thái đều không nghĩ muốn tiền. Về sau vẫn là Tiêu Nguyệt Giao kiên trì, lão thái thái mới nghĩ đến chỉ cần một điểm. Chẳng qua Tiêu Nguyệt Giao vẫn là tính một cái mặt thủ công chi phí các loại, dựa theo công đạo giá cả cho 100 văn tiền. Lão thái thái lúc đầu rất không muốn cầm, Tiêu Nguyệt Giao nói, lão nhân gia, về sau đến bên này nơi. Các thương nhân sẽ rất nhiều, các ngươi có thể thử nghiệm bán loại này phơi khô mì sợi, mọi người có thể lấy về mình nấu lấy ăn. Cũng có thể gia tăng thu hoạch. Mà lại về sau đơn đặt hàng lớn, còn có thể kéo theo người trong thôn cùng một chỗ làm loại này tơ mỏng mặt. Loại này mặt rất nhỏ, ta nhìn không bằng gọi bún tàu, nghe dễ nghe hơn một chút. Lão Thái Thái cảm thấy cái này tốt, luyện một chút khen không dứt miệng. Tiêu Nguyệt Giao còn lại định một chút, nhớ lại đầu có người vận chuyển chocolate thời điểm đến bên này cầm mì sợi đưa đi Hà Châu. Tô Lăng Tô Dương ở chỗ này kiến thức rất nhiều, cũng viết du ký họa bức họa. Đều sau khi thu thập xong, đem bên này tác phường giao cho Tiêu Bình quản lý về sau, Tiêu Nguyệt Giao mang theo đại bảo nhị bảo về Hà Châu. Biết được Tiêu Nguyệt Giao trở về, Tô Tuyết Y thật sớm liền đi bến tàu tự mình tiếp. Tiêu Nguyệt Giao không tại Hà Châu cái này hơn một tháng, Tiêu Nguyệt Giao tự nhiên phi thường tưởng niệm hắn giao nương. Cho nên khi Tiêu Nguyệt Giao từ trên thuyền sau khi xuống tới, liếc mắt liền thấy ven đường nhà mình xe ngựa. Tô Tuyết Y xuống xe ngựa, bước nhanh đi vào Tiêu Nguyệt Giao trước mặt, một tay lấy nàng ôm lấy, ôm chặt lấy. Tiêu Nguyệt Giao đều có chút ngượng ngùng nói, đều có người nhìn xem đâu. Thời đại này tư tưởng tóm lại có chút bảo thủ. dạng này ôm lấy, tất cả mọi người sẽ nhìn. lại nói bọn hắn hiện tại nhưng tương đương với nhân vật công chúng. Hà Châu người ai không biết hai người bọn họ. Huống hồ còn có Đại Bảo Nhị Bảo ở bên cạnh. trước đó Đại Bảo Nhị Bảo còn đọc nói muốn ngươi tới. Tô Tuyết Y lúc này mới lưu luyến không rời buông ra Tiêu Nguyệt Giao ngồi xổm xuống cũng ôm lấy đại bảo nhị bảo. Hắn cũng muốn hai đứa con trai, đây là hắn cùng giao nương nhi tử, hắn cũng thương bọn họ. Cha! Cha! Lưỡng bảo thanh thúy kêu cha, tô tuyết y nghe, trong lòng đều có một loại cảm giác thỏa mãn. Trở về liền tốt, đi, chúng ta về nhà. Tô tuyết y mang theo tiêu nguyệt giao cùng đại bảo nhị bảo lên xe ngựa, về trong phủ. Trên đường đi, đại bảo nhị bảo liếu riếu giảng thuật trên đường đi cùng đi Nam Diệp huyện sự tình cũng chỉ có tại cha mẹ mình trước mặt, đại bảo nhị bảo mới có thể như thế thích nói chuyện. Người một nhà trở về nhà, ngồi cùng một chỗ, trò chuyện đều mang cảm giác ấm áp. Đương nhiên nói thời gian rất lâu, ban đêm ăn cơm no rửa mặt về sau, tô tuyết y liền đem tiêu nguyệt giao ôm vào giường. Nhìn xem nàng thời điểm, ánh mắt cực nóng vô cùng. Phản phất ngưng tụ quá nhiều thâm tình cùng tưởng niệm. Đối đầu tô tuyết y ánh mắt, tiêu nguyệt giao liền cái gì đều hiểu, mặt đều có chút đỏ. Tô Tuyết Y ngón tay nhẹ nhàng chạm đến tiêu nguyệt giao mặt mày, thấp giọng khàn khàn kêu nàng, giao nương. Ân, ta ở đây. Hắn cúi đầu cánh môi rơi vào bên tai nàng, chấp nhất mà hỏi, muốn ta sao? Đơn giản ba chữ, mang theo chọc người âm điệu, để tiêu nguyệt giao đáy lòng đều không bị khống chế rung lên, rung động vô cùng. Làm sao có thể không nghĩ? Tự nhiên là nghĩ, chỉ là tiêu nguyệt giao ngày thường không quen nói ra mà thôi. Chương 708, Nồng đậm thâm tình lúc này tô tuyết y mệt nhọc lợi hại, nhất định để tiêu nguyệt giao nói muốn không nghĩ Tiêu nguyệt giao bị tô tuyết y vẫy mặt đều đỏ thấu, nhịp tim càng là không ngừng tăng tốc. Tiêu nguyệt giao ôm thật chặt tô tuyết y cổ, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, nghỉ nha. Làm sao có thể không nghĩ đâu, chỉ có điều mỗi ngày phải bận rộn rất nhiều chuyện, bận rộn thời điểm, không lo được suy nghĩ nhiều. Nhưng ban đêm lúc ngủ, nằm ở trên giường liền sẽ suy nghĩ hắn. Chỉ có điều tiêu nguyệt giao có đôi khi cũng không am hiểu nói ra. Chỉ là nàng nhìn xem tô tuyết y thời điểm, đáy mắt đều mang nồng đậm thâm tình. Tiêu nguyệt giao một cái nghĩ chữ nói ra, tô tuyết y cuốn họng đều thật sâu nhấp nhô dưới. cúi đầu cánh môi rơi xuống. Ngay từ đầu rất ôm nhu, đằng sau như cuồng phong mưa to đồng dạng cuốn sạch lấy tiêu nguyệt giao hô hấp. Tiêu nguyệt giao đằng sau đều chống đỡ không được. Tiêu nguyệt giao có đôi khi đều đang nghĩ, rõ ràng ngày thường thời điểm tô tuyết y nhìn xem thanh quý xuất trần, thắt kỹ phục lễ cũng không câu nệ nói cười rất lạnh lùng nhưng chỉ có lúc này nàng khả năng cảm giác được hắn thắt chế sau bộc phát có bao nhiêu điên cuồng hắn rất ít đi nói cái gì bình thường đều dùng hành động biểu hiện ra đối nàng tình cảm mãi cho đến nửa đêm về sau tiêu nguyệt giao khả năng đi ngủ nàng thật mệt mí mắt đều không mở ra được nhưng chính là lúc này tô tuyết y cũng ôm thật chặt nàng đương nhiên tự ở tô tuyết y trong ngực nghe quen thuộc hoa mai khí tức Tiêu Nguyệt Giao ngủ rất say ổn, ngủ cũng rất tốt. Liên tục mấy ngày thời gian, mỗi ngày Tiêu Nguyệt Giao đều mãi cho đến nửa đêm mới ngủ. Đương nhiên một tháng sau, Tiêu Nguyệt Giao lúc ăn cơm, không ngửi được mùi cá tanh, đi nôn mửa thời điểm, nhưng làm Tô Tuyết Y hù dọa. Tô Tuyết Y lúc ấy sắc mặt đều trắng rồi, vội vàng để người đi mời đại phu. Hắn càng là cẩn thận ôm nhu cho Tiêu Nguyệt Giao lau đi khóe miệng. Giữa lông mày mang theo ôm nhu thần sắc, lưu luyến thâm tình, một chút cũng không có ghét bỏ thần sắc. Tiêu Nguyệt giao nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn nói, chính ta chính là đại phu, ngươi đi mời đại phu làm cái gì? Ngươi nhìn xem rất mệt mỏi dáng vẻ, chớ cho mình bắt mạch, cũng đừng nhọc lòng chuyện gì, để đại phu đến xem thử. Không để đại phu nhìn một chút, Tô Tuyết Y căn bản không yên lòng. Đương nhiên đại phu đến bắt mạch thời điểm, Tô Tuyết Y đều khẩn trương ở bên cạnh nhìn xem. Đại phu đem xong mạch đập, Tô Tuyết Y thấp giọng nói, đại phu, nội nhân thân thể thế nào? đại phu tại Hà Châu tự nhiên nghe nói Tô Đại Nhân cùng quận chúa cố sự, tự nhiên biết tình cảm của hai người tốt bao nhiêu. Nhìn xem Tô Đại Nhân dáng vẻ khẩn trương, hắn cười cười nói, chúc mừng Tô Đại Nhân, quận chúa có tin mừng. Tô Tuyết Y nghe được câu này, trực tiếp choáng váng. Đợi lấy lại tinh thần, hắn có chút khàng khàng nói, đa tạ đại phu. Hắn trực tiếp cầm ngân phiếu đưa cho đại phu. Đại phu đều cảm thấy nhiều lắm, Tô Tuyết Y nói, cầm đi. Đợi đại phu sau khi rời khỏi đây, Tô Tuyết Y còn có chút không có lấy lại tinh thần, liền nhìn như vậy Tiêu Nguyệt Giao, ánh mắt ôn nhu như nước. Hắn lúc này đã kích động vừa khẩn trương, thậm chí cũng không dám đi đụng vào Tiêu Nguyệt Giao, tay chân thậm chí cũng không biết để vào đâu. Tiêu Nguyệt Giao đều sững sờ, nàng chủ yếu là cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Tiêu Nguyệt Giao đứng lên, Tô Tuyết Y đều cẩn thận tiến lên che chở nàng nói, cẩn thận một chút. Tiêu Nguyệt Giao nói, không có như vậy yếu ớt. Chính nàng thân thể nàng rõ ràng rất tốt, không có vấn đề. Chủ yếu là ngày thường cũng có rèn luyện thân thể, ăn cũng rất tốt. Đương nhiên bởi vì cái này kích động tin tức, Tô Tuyết Y cho toàn bộ người trong phủ đều phát bạc. Tiêu Thiếu Thần cùng Diệp Thị cùng Tiêu Thiếu Cảnh cùng Ninh Miên Miên các nàng biết được tin tức về sau, vội vàng mua một đống đồ vật tới thăm Tiêu Nguyệt Giao. Liền Kinh Thành Yến Ninh Công Chúa cùng Tiêu Hầu Gia biết, đều nhao nhao vội vàng ngồi thuyền tới Hà Châu. Trong lúc nhất thời Hà Châu đều đi theo náo nhiệt. Hoàng thượng đều nghĩ đến Hà Châu, nhưng hắn làm hoàng thượng cũng không thể tùy tiện rời đi hoàng cung. Nhưng hắn ban thưởng rất nhiều đồ vật. Đại bảo nhị bảo biết được các nàng nương mang bầu, cũng thật cao hứng. Hai tiểu gia hỏa cao hứng nói, muội 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 Đúng vậy, hai tiểu gia hỏa liền muốn cái muội muội Bọn hắn liền nghĩ đối muội muội tốt. Hai người ngày thường đi thư viện thời điểm, đều sẽ cùng các bạn cùng học nói bọn hắn lập tức sẽ có muội muội Hai người cùng phòng quan thời điểm cùng trịnh thần đều đi theo kích động. Quan thời điển nói, "Qua, hai người các ngươi có muội muội, nhưng nhất định phải mang bọn ta đi xem một chút a." À. Yên tâm, muội muội lớn một chút, chúng ta đều có thể mang muội muội ra tới chơi." Nương nói, đến lúc đó có thể để muội muội đi nữ tử thư viện đọc sách, nói nữ tử thư viện bên kia chế độ sẽ càng ngày càng hoàn thiện, lớp cũng sẽ nhiều lên, sẽ còn thiết lập cái gì học đồng ban." Quan thời điển nói, "Chủ yếu là hai người các ngươi đẹp mắt như vậy, Tô đại nhân cùng quận chúa đều đẹp như thế." Các ngươi muội muội tuyệt đối siêu cấp đẹp. Hắn đều có thể tưởng tượng một chút mềm manh manh đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương. Trịnh thần cũng phi thường đồng ý quan thời điểm, cảm thấy Tô Lăng Tô Dương đều đẹp mắt như vậy, bọn hắn muội muội nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Mọi người kỳ thật đều rất chờ mong, chờ mong nhìn thấy Tô Lăng Tô Dương muội muội dáng vẻ. Bọn hắn đều nguyện ý đối Tô Lăng Tô Dương muội muội tốt. Chính là Tô Lăng Tô Dương mỗi ngày không có việc gì cũng nghĩ đến muốn thế nào đối muội muội tốt như thế nào cho muội muội chuẩn bị lễ vật. Hai người đều mình đi làm một chút đầu gỗ, dự định tự mình động thủ chế tác đồ chơi. Cũng may thư viện vì khổ nhàn kết hợp, ngày thường cũng có mang theo bọn hắn cùng tiến lên thủ công khóa, dạy bảo bọn hắn động thủ chế tác một vài thứ. Đương nhiên lưỡng bảo từ nhỏ động thủ năng lực cũng mạnh, cũng có thế tự mình điêu khắc đồ chơi. Lưỡng bảo đều dành thời gian làm rất nhiều đồ chơi, định cho muội muội chơi. Thậm chí đều nghĩ đến động thủ tự mình chế tác tiểu y phục nhìn xem lưỡng bảo tích cực mong đợi bộ dáng ban đêm tiêu nguyệt giao nhịn không được cùng tô tuyết y nói lưỡng bảo muốn muội muội cái này nếu là là đệ đệ bọn hắn cũng không biết tâm tình gì tô tuyết y kỳ thật cũng muốn cái nữ nhi nhưng là hắn cảm thấy chỉ cần là giao nương cùng con của hắn hắn đều yêu hắn lo lắng hơn giao nương sẽ vất vả nàng khoảng thời gian này nôn ngén ăn không tiến đồ vật đi tô tuyết y đều rất nhọc lòng tô tuyết y cũng bắt đầu tự mình xuống bếp vì tô tuyết y nấu cơm đồ ăn căn cứ khẩu vị của nàng nấu cơm. Một ngày ba bữa đều không gián đoạn. Tiêu Nguyệt Giao cảm thấy tô tuyết y dạng này tương đối vất vả, sợ hắn mệt mỏi. Kỳ thật ta không có như vậy yếu ớt, rất nhiều đồ ăn đều ăn, để phòng bếp đi làm là được. Ngươi còn muốn bận biệu hà châu sự tình. Mặc dù Tiêu Nguyệt Giao nói như thế, nhưng tô tuyết y y nguyên kiên trì một ngày ba bữa tự mình nấu cơm. Ban đêm nếu là Tiêu Nguyệt Giao xoay người, tô tuyết y đều sẽ cẩn thận lên nhìn nàng một cái đem nàng bảo bối vô cùng. Đương nhiên rất nhiều người đều sẽ đến thăm viếng tiêu nguyệt giao, cho nàng mang các loại ăn dùng. Cùng tiểu hài tử ăn dùng chơi, đều mang đến Hà Châu. Mấy cái sương phòng đều hoàn toàn không bỏ xuống được. Tiêu Nguyệt Giao mở miệng nói, cái này nếu là nữ hài, có thể nghĩ nhất định là cái đoàn sủng. Nàng cảm thấy đến lúc đó tất cả mọi người sẽ tranh cướp giành giật sủng ái. Liền hoàng thượng đều ban thưởng rất nhiều bảo vật. Tô Lăng Tô Dương mỗi ngày đều sẽ lẩm bẩm muội muội, muội muội. Tiêu Nguyệt Giao đều có chút muốn cười. Chẳng qua nàng khi còn bé cũng là bị các ca ca sủng ái. Bị đoàn hướng về phía cũng rất tốt. Nhưng đến đi học tuổi tác cũng muốn đi thư viện đọc sách. Mặc dù tô tuyết y để Tiêu Nguyệt Giao nghỉ ngơi, nhưng Tiêu Nguyệt Giao không chịu ngồi yên, cũng sẽ thỉnh thoảng điều chỉnh một chút nữ tử thư viện chương trình học. Điều chỉnh một chút cơm ở căng tin đồ ăn, cùng định chế thư viện bốn mùa quần áo chờ. Thỉnh thoảng đi thư viện khảo sát một chút không thể không nói nữ tử thư viện phong mạo tập tục rất tốt mọi người học tập không khí rất đủ mà lại cũng đều trân quý học tập cơ hội sau khi tan học không cần mọi người nói đều đi thư viện đọc sách học theo thù liền sẽ tụ cùng một chỗ theo hoa cùng một chỗ giao lưu cùng một chỗ tiến bộ học y càng là sẽ lẫn nhau câu thông nhìn xem mọi người tốt học tích cực hướng lên bộ dáng tiêu nguyệt giao vẫn là rất vui mừng Đương nhiên là gia thông tác phường chế tác chocolate cũng tại Hà Châu mặt tiền cửa hàng lên khung. Ngay từ đầu có loại kia rất nhỏ chocolate dễ cho mọi người nhấm nháp. Nhưng khi ăn vào chocolate, mọi người đều biết chocolate tốt bao nhiêu ăn, mua chocolate người đều rất nhiều. Nhất là hộp quà chế tác tinh mỹ, đặt vào chocolate càng đẹp mắt, mọi người quen thuộc cầm chocolate hộp giả bộ làm bạn tay lễ, tụ hội thời điểm, sẽ mang theo chocolate tặng lễ. Đương nhiên bây giờ cũng liền kinh thành cùng Nam Châu lân cận còn có Hà Châu có chocolate. Rất nhiều nơi cũng còn không có. Tiêu Bình gửi thư đều nói, rất nhiều thương nhân đều nghĩ tăng lớn đơn đặt hàng, thực sự là chocolate rất được hoan nghênh. Chẳng qua bọn hắn nhiều người như vậy thực sự là bận không qua nổi. Tiêu Nguyệt Giao cảm thấy hiện tại không nóng nảy mở rộng chocolate tác phường quy mô. Cứ dựa theo cái này quy mô chế tác chocolate. Đợi đằng sau ca cao cây nhiều, lại mở rộng quy mô. Chẳng qua tiêu bình ở trong thư cũng làm cho tiêu nguyệt giao minh bạch, nam diệp huyện tới trước người lui tới nhiều. Nghe nói nơi đó bún tàu, rất nhiều người đều nguyện ý đi nếm thử bún tàu. Mấy cái làng người hiện tại cũng bắt đầu chế tác bún tàu, mua không ít người. Loại kia nhanh làm bọc lại, cũng bắt đầu vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Chủ yếu là cái tên này êm tai, rất nhiều người đều nguyện ý mua nếm thử, ăn đặc sắc. Tiệm mì sinh ý tốt, nhưng lão thái thái kia hai cái tiệm mì cửa hàng y nguyên vẫn là trước kia giá cả, không thừa thải đều nhiều rất nhiều nói là người địa phương đều rất cảm kích nàng kỳ thật tiêu nguyệt giao cảm thấy chính nàng cũng không có làm cái gì chỉ là bởi vì nơi đó vừa vặn có đặc sắc đồ ăn cho nên có thể kéo theo lên đương nhiên mùa hè thời điểm kinh thành điền trang bên trong hoa quả biết rõ hơn kinh thành mọi người lại có thể ăn vào dưa hấu ướp đá ăn vào ngọt ngào dưa hấu ô mai nho đây cũng là kinh thành náo nhiệt nhất thời điểm Tất cả mọi người đi Điền Trang bên trong nghỉ phép ăn trái cây uống trà sữa đồ uống lạnh, ăn đồ nướng. Đúng vậy, vừa đến mùa hè, kinh thành mọi người bắt đầu lưu hành ăn đồ nướng. Đương nhiên Hà Châu bên này tiêu nguyệt dao cũng tại Điền Trang bên trong trồng dưa hấu. Cho nên dưa hấu nho ô mai nàng đồng dạng ăn. Đương nhiên mùa hè đến, tiêu nguyệt dao cũng mang theo dưới tay người bắt đầu chế tác kem. Trước chế tác băng côn, trực tiếp tại Hà Châu gây nên oanh động. Thực sự là băng côn lại tiện nghi lại giải khác đại khái hà châu lệch nam một chút cho nên mùa hạ sau vân châu thành nóng rất nhiều từ khi trên thị trường xuất hiện dưa hấu tất cả mọi người đặc biệt thích mua dưa hấu ăn điền trang bên trong ra dưa hấu lại ngọt lại lớn ăn đặc biệt giải khát còn có nho bởi vì tiêu nguyệt giao cùng tô tuyết y đến hà châu hà châu tương đương với lập tức nhiều rất nhiều giải khát hoa quả làm băng côn kem vừa lên thành phố mua người vô cùng nhiều thường thường băng côn kem đẩy ra liền có người xếp hàng mua một chút thời gian liền không có. Thậm chí đều có người đề nghị để quận chúa mở kem tác phường A. Dạng này chế tác kem nhiều, mọi người liền đều có thể ăn vào kem. Tiêu Nguyệt giao để người chế tác kem định giá cũng tiện nghi, băng côn một đồng tiền một cái, kem ba văn tiền một cái. Bây giờ Hà Châu sinh hoạt điều kiện tốt, mọi người cũng đều vui lòng hoa chút tiền này mua băng côn kem giải khác. Tiêu Nguyệt giao ngược lại là có chút tâm động muốn mang lấy đám người chế tác kem. Nhưng Tô Tuyết y sợ nàng mệt mỏi không để nàng nhọc lòng những sự tình này cho nên mọi người phần lớn thời gian mua không được kem chỉ có thể đi trà sữa cửa hàng mua đồ uống lạnh mua dưa hấu đồ uống lạnh tóm lại so kem đắt một chút cho nên rất nhiều người bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên mua một chút nhưng mọi người thích mỗi ngày mua dưa hấu ăn dưa hấu rất lớn rất nhiều người đều mua một khối trở về người một nhà nếm thử tươi tất cả mọi người tán thưởng quận chúa trang tử ra dưa hấu thật là quá ngọt ngày nắng to giữa trưa ăn nhanh dưa hấu đã cảm thấy rất giải nóng. đương nhiên tiêu Nguyệt Giao cũng làm cho Điền Trang bên trong cho thư viện nhà ăn cung cấp hoa quả, ví dụ như ô mai, dưa hấu, nho, dưa ngọc chờ mùa hạ hoa quả, bảo đảm các học sinh cũng có thể ăn vào. Bởi vì mặc dù thư viện được nghỉ hè, nhưng Y Nguyên có chút học sinh lựa chọn lưu tại thư viện đọc sách, đọc sách, không chút trở về. Cho nên nhà ăn mỗi ngày cũng sẽ thống kê ăn cơm nhân số, nhìn xem làm bao nhiêu đồ ăn thống kê nhân số cũng chỉ là vì nhìn xem làm bao nhiêu cơm. Bởi vì nghĩ trong lúc đó, thư viện học sinh cùng ngày thường lên lớp học sinh số lượng không giống. Nếu là dựa theo bình thường đồ ăn lượng nấu cơm, vậy liền lãng phí. Dạng này cũng có thể bảo chứng mọi người ăn no, cũng có thể bảo chứng đồ ăn sẽ không lãng phí. Tô Lăng Tô Dương từ thư viện trở về, đều sẽ cùng Tiêu Nguyệt Giao lẩm bẩm nói, đám học trưởng bọn họ ăn dưa hấu cũng còn muốn nhắc tới vài câu nói cha mẹ tốt. Bọn hắn đều rất cảm động, nói nhất định phải đi học cho giỏi, làm quan, về sau cũng phải giống cha học tập. Tiêu Nguyệt giao ngược lại là không nghĩ tới chính là cung cấp điểm dư hấu, vậy mà mọi người có dạng này chí hướng. Chẳng qua tô tuyết y xác thực cho mọi người mang một cái tốt tấm gương. Chẳng qua tô tuyết y xác thực đối Hà Châu sự tình, nhiều khi đều kinh nghiệm bản thân thân vì. Hà Châu nên tu sửa địa phương cũng đều tu sửa. Tường thành càng phát ra kiên cố, còn có đê cũng là gia cố tu nhiều lần. Đương nhiên cũng thêm xi măng, còn đào đường sông bảo đảm liền xem như hạ mưa to hà châu cũng là an toàn đợi nóng bức mùa hạ thoáng qua một cái cũng đến thu hoạch khoai tây khoai lang thời điểm mọi người mùa xuân trồng khoai tây khoai lang chính là vì thu hoạch được thu hoạch lớn rất nhiều nông hộ nhóm gần như mỗi ngày đi trong đất nhìn nhưng khoai tây khoai lang sinh trưởng ở dưới mặt đất mọi người cũng không dám tùy tiện loạn đào tự nhiên cũng không biết dưới mặt đất khoai tây khoai lang xu hướng tăng như thế nào đến thu hoạch một ngày này Tô Tuyết Y mang theo đám quan chức tự mình xuống đất, cũng thu xếp người mang xưng, cốt xưng một chút khoai tây khoai lang một mẫu đất cân số, cũng làm cho văn bí thư xuống tới, đến lúc đó tốt hơn báo cho triều đình. Cho nên một ngày này tất cả mọi người rất kích động. Làm mọi người cầm quốc hướng dưới mặt đất đào, cẩn thận đào ra khoai lang thời điểm, khi thấy nhiều như vậy khoai lang lúc, hơn nữa còn phi thường lớn, cả đám đều chấn kinh ở. Nhiều như vậy khoai lang. Như thế một khu vực nhỏ, vậy mà dài nhiều như vậy khoai lang chỉ là mắt thường xem xét mọi người liền minh bạch cái này một mảnh đất nên có bao nhiêu khoai lang mọi người nhìn cả đám đều kích động hưng phấn không thôi cầm nông cụ làm việc đều nhiệt tình mười phần thật nhiều a à, thật nhiều a à. địa đầu đều tràn ngập nông hộ nhóm kích động thanh âm hưng phấn tất cả mọi người kém chút nhảy nhót lên tô tuyết y tương đối bình tĩnh tại liễu hà thông thời điểm liền trồng qua khoai lang cho nên hắn tự nhiên biết khoai lang như thế nào nhưng ở hà châu bên này cũng phải một lần nữa tính toán một chút. Đi cái quá trình, cũng làm cho dân chúng biết làm sao chữ số cân số. Chương 709, Banh Động Hà Châu Thu hoạch khoai tây khoai lang mùa, toàn bộ Hà Châu nông hộ nhóm đều chấn kinh. Một mẫu đất 1 năm 600 cân sản lượng, loay hoay tốt, còn có thể nhiều một ít sản lượng, thậm chí có thượng đẳng tốt ruộng, lại có 2.000 cân sản lượng. Đây quả thực để người cực kỳ chấn động. Toàn bộ Hà Châu đều banh động mọi người ngày bình thường thảo luận nhiều nhất chính là khoai lang khoai tây sản lượng không nghĩ tới thật sự có sản lượng cao như vậy cây trồng trước đó tô đại nhân để người cấp cho khoai tây khoai lang để mọi người trồng thời điểm chúng ta cũng còn không thể tin được tới đúng vậy a à, ai có thể nghĩ tới thật một mẫu đất hơn 1.000 cân sản lượng loại kia nhất cằn của thổ địa trồng khoai tây khoai lang cũng là hơn 1.000 cân a quá tốt cao như vậy sản lượng liền xem như có một mẫu đất cũng sẽ không đói bụng ít bú, nét, đúng, đúng, lưu thêm một chút khoai tây khoai lang. Sang năm đầu xuân có thể nhiều loại một chút. Ai nha, vật này vừa vặn rất tốt ăn. Nghe nói khoai tây có thể làm rất nhiều đồ ăn, khoai lang cứ như vậy nấu lấy ăn đều ngon. Đúng thế, chỉ là nấu lấy ăn đều ngọt vô cùng. Nghe nói trời lạnh, mùa đông nướng ăn vừa vặn rất tốt ăn. Đúng đúng, có thể dùng khoai tây xào rau. Dạng này mùa đông cũng không cần lo lắng rau quả chủng loại ít cái này có thể ăn cải trắng khoai tây còn có củ cải khoai lang toàn bộ hà châu đám người bởi vì khoai tây khoai lang đều hưng phấn lên đương nhiên tiêu nguyệt giao trang tử bên trên lại thu hoạch một nhóm lớn khoai tây khoai lang còn có hoàng trang kinh thành một chút trang tử cũng đều lần nữa thu hoạch khoai tây khoai lang hoàng thượng thu nhiều như vậy khoai tây khoai lang chính là vì phổ cập đến các nơi để dân chúng bình thường đều có thể ăn được cơm hoàng thượng rất xem trọng điểm này Đương nhiên Tô Tuyết Y cũng đem sản lượng đã sớm viết tấu chương báo lên triều đình. Hoàng đế lúc họp, đem chuyện này Cường Điệu lấy ra nói. Cường Điệu ở trước mặt mọi người khen ngợi Tô Tuyết Y, nói nó là Hà Châu vì Đại Yến triều lập xuống công lao. Nhất là có thổ địa, một mẫu đất đều 1 bảy tám trăm cân sản lượng, quả thực để người chấn kinh. Nếu không phải rất nhiều quan viên nếm qua khoai tây khoai lang, biết hai thứ này cây trồng, thậm chí cũng hoài nghi là Tô Đại Nhân cố ý lập ra tới nếu là lúc trước bọn hắn căn bản không dám nghĩ còn có dạng này cao sản lượng cây trồng nhưng lúc này bọn hắn cảm thấy bọn hắn thật là mở mang hiểu biết tất cả mọi người minh bạch tô tuyết y công kích ổn mỗi một dạng đơn độc lấy ra đều đầy đủ để hắn phi tốc tấn thăng quan chức không nói dàn xếp hà châu nạn dân lưu dân liền nói hà châu phát triển kinh tế nông nghiệp phát triển đều để người chấn kinh áo còn có kia cái gì tạo giấy thuật in ấn thuật mỗi một dạng lấy ra đều treo lên đánh các nơi quan viên a đây quả thực không cách nào so sánh được a à. nhất là hoàng thượng kia sáng loáng thiên vị thần sắc mọi người trong lòng đều có một loại chua chua cảm giác đương nhiên càng nhiều trong lòng người cũng cao hứng bọn hắn cảm giác đại yến triều thật sự là càng ngày càng tốt bọn hắn đại yến triều có minh quân có danh thần chỉ cần hơi cố gắng một chút có lẽ đều có thể lưu danh sử sách tại dạng này một cái thịnh thế triều đại phàm là làm điểm cống hiến cũng sẽ không bị xóa đi không thể không nói tô tuyết y làm ra một loạt công lao lập xuống tấm gương, cũng kích động một chút quan viên nhiệt huyết sôi trào nghĩ đền đáp triều đình. Triều hội kết thúc về sau, mọi người từ trong điện ra tới, một chút quan viên cũng nhịn không được tụ cùng một chỗ nói mấy câu. Cái này tô đại nhân thật đúng là lợi hại, vậy mà để Hà Châu phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Cũng không phải, bọn hắn đi Hà Châu mới một năm tròn thời gian, có thể nghỉ hai năm sau, ba năm nhiệm kỳ đầy, Hà Châu sẽ như thế nào phồn vinh. Chương 710, Nhân vật truyền kỳ Tô Đại Nhân về sau khẳng định vào bên trong các, thành thủ phụ. Liền Tô Tuyết Y công tích năng lực, làm thủ. Phụ, cũng sẽ làm cho lòng người phục khẩu phục A. Khi là khẳng định, hắn đều không cần tại hàng lâm viện chịu tư lịch, bây giờ Hà Châu đi một chuyến, trở về khẳng định tiếng lục bộ, tận lực bồi tiếp nội các thủ phụ. Khả năng chúng ta Đại Yến Triều sẽ xuất hiện trẻ tuổi nhất nội các thủ phụ. Mọi người nhìn bây giờ Tô Tuyết Y phát triển xu thế liền minh bạch. Tất cả mọi người rất ao ước Tô Tuyết Y, nhưng lại không có cách nào đố kỵ thực sự là tô tuyết y năng lực vượt qua bọn hắn không biết mấy cái cấp độ ít bú nét ai bảo người ta tô đại nhân có cái tốt thê tử đúng vậy a à, rõ ràng bị lưu vong rõ ràng đi như vậy vắng vẻ châu như vậy vắng vẻ làng cưới một người thôn phụ nào nghĩ tới thôn phụ lắc mình biến hóa vậy mà là quận chúa không riêng như thế a à, quận chúa năng lực mạnh như vậy sẽ đồ vật nhiều như vậy quả thực cũng là khó mà tin nổi vậy cũng không quả thực tô đại nhân bị lưu vong đều có thể nhặt được bảo người ta tô đại nhân bản thân cũng có năng lực cũng thế văn võ toàn tài từ nhỏ đã là thần đồng gia thế dung mạo năng lực đều như vậy đột xuất quận chúa coi trọng tô đại nhân cũng là bình thường kỳ thật ban sơ quận chúa thân phận không có bại lộ thời điểm rất nhiều người xem thường quận chúa nông dân thân phận người ta tô đại nhân không nói hai lời đô hộ chính mình thê tử toàn tâm toàn ý mọi người nói lên tô tuyết y cùng tiêu nguyệt giao cảm giác hai người này đều là nhân vật truyền kỳ. Nhi tử ta du học thời điểm A, còn chuyên môn đi một chuyến Hà Châu, nói Hà Châu đó là thật tốt. Ta cũng nghe nói, rất nhiều người du học đi ra ngoài chơi, đều thích đi Hà Châu, nói bên kia ăn nhiều, ban đêm đều đèn đuốc sáng trưng rất náo nhiệt, còn nói kia văn đức thư viện tập tục đều phi thường tốt. Học tập không khí đặc biệt nồng hậu dày đặc, bến tàu bên kia còn có chuyên môn trà lâu, mọi người có thể định phòng, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận học vấn. Đúng, Đối còn có thư viện, thư viện cũng có thể miễn phí đọc sách. Có rất nhiều thư tịch, chúng ta kinh thành đều không có. Chẳng qua nghe nói có chút thư tịch ngay tại nắm chặt in ấn, đến lúc đó sẽ đưa kinh thành bên này, muốn nhìn thư tịch cũng có thể nhìn thấy. Nữ nhi của ta nghe nói Hà Châu nữ tử thư viện, đều muốn đi. Đúng, đúng, nữ nhi của ta cũng muốn đi nữ tử thư viện tới, ta đều nói cho nàng trong nhà mời tốt phu tử dạy bảo, trong nhà đồng dạng học, nữ nhi của ta lại nói không giống. Đúng nói không giống dù sao chúng ta cũng không hiểu cái gì cái không giống pháp nhưng ta nghe nói nữ tử thư viện thu đều là một chút bần hàng tử đệ nữ nhi này nếu là cùng với các nàng cùng nhau đi học vẫn là không ổn làm a à. đúng ta cũng là như thế thuyết phục cho nên vẫn là nhìn nhìn lại đi huân quý người ta vẫn là giảng cứu đẳng cấp tự nhiên không nguyện ý nữ nhi cùng một chút hàng môn nữ tử đi đọc sách không duyên cớ rơi giá trị bản thân dù là các nàng cảm thấy kia là quận chúa mở thư viện cái kia cũng không đủ để có đầy đủ sức thuyết phục nhưng là cùng tô gia có quan hệ thông gia quan hệ người ta lại nghĩ đến đưa gia tộc nữ tử đi đọc sách đi nữ tử thư viện đọc sách không riêng gì vì học được tri thức mà là vì tại một cái tốt hơn hoàn cảnh bên trong đọc sách tại loại này bầu không khí bên trong có thể học được càng nhiều sách vở không có tri thức nữ tử thư viện bao quát văn đức thư viện mùa thu một lần nữa thu nhận học sinh thời điểm lần này người báo danh liền có thêm thượng quan khang một cái đường muội cũng chính là hắn nhị thúc nhà muội muội tìm tới hắn bên này quan hệ, nghĩ đến làm tới một cái danh ngạch có thể đi vào nữ tử thư viện. Thượng quan khang nhìn xem biểu muội hắn thượng quan lộ, hỏi, ngươi khẳng định muốn qua bên kia nữ tử thư viện đọc sách sao? Phải biết kinh thành rất nhiều nhà quyền quý cũng còn không nhìn trúng bên kia nữ tử thư viện. Đều cảm thấy kia là hàng môn nữ tử đọc sách địa phương. Rất nhiều người cũng không muốn cùng hàng môn nữ tử làm đồng môn, cảm thấy rơi giá trị bản thân. Thượng quan khang nội tâm đương nhiên cảm thấy nữ tử thư viện tốt, nhưng so sánh tìm phu tử về đến trong nhà dạy học mạnh hơn. Chẳng qua là hắn cùng đường muội tiếp xúc không nhiều, sợ nàng đừng đi nữ tử thư viện, lại bởi vì một chút ngoại giới lời đồn nghỉ học, vậy liền cho A Tỷ thêm phiền phức. Cho nên Thượng quan khang muốn sớm nói rõ ràng. Chương 711, Giao lưu học vấn Thượng quan lộ bây giờ 12 tuổi, nàng chân thành nói, ca, ta muốn đi Hà Châu nữ tử thư viện ta cảm thấy ở nơi đó có thể học được rất nhiều thứ mà lại thư viện không khí khẳng định so trong nhà học tập không khí mạnh rất nhiều ta nghe nói hà châu đều có thể tốt ta chính là muốn đi hà châu đọc sách ngươi yên tâm ta nhất định đi học cho giỏi ta sẽ không chọc cho sự tình ta cũng sẽ tuân theo thư viện phép tắc thượng quan lộ nói lời nói này thời điểm thần sắc vô cùng nghiêm túc kỳ thật thượng quan khang liền nghĩ nếu không phải cha hắn là lộc lâm thư viện viện trưởng hắn đều muốn đi văn đức thư viện đọc sách nhưng nếu là hắn qua bên kia đọc sách người khác như thế nào nhìn lộc lâm thư viện đương nhiên bọn hắn lộc lâm thư viện cũng rất tốt bây giờ yến ninh công chúa dưới chân núi xây phồn hoa như vậy đường đi cư xá chung quanh đây người đọc sách muốn đọc sách cũng đều đến lộc lâm thư viện hoặc là vân đình thư viện dù sao bọn hắn hiện tại hai cái thư viện đều nóng lên náo mọi người cũng đều không giới hạn tại trong thư viện đọc sách sẽ còn thường xuyên đến dưới núi điền trang bên trong cùng một chỗ giao lưu học vấn dù sao là thư viện người định trà sữa cửa hàng phòng, đều rất dễ dàng. Hắn Nguyệt giao tỷ cho bọn hắn thư viện người cung cấp rất nhiều thuận tiện. Đương nhiên còn có Yến Ninh công chúa xây thư viện, nghe nói Hà Châu bên kia in ấn thuật in ấn rất nhiều thư tịch đều đặt ở bên này thư viện. Bọn hắn thư viện người đi xem sách đều thuận tiện nhiều. Dù sao gần đây các sư huynh đều thường xuyên đi thư viện mượn sách. Chỉ cần là thư viện học sinh, cầm học sinh bài đều có thể đi thư viện mượn sách nhìn. Thượng quan khang hiện tại thân thể tốt, cũng thích trên núi dưới núi chạy cũng thích đi thư viện đọc sách đương nhiên hắn đoạn thời gian trước mới từ hà châu trở về cũng đừng nói mùa hè tại hà châu đều có thể ăn vào nhẹ nhàng khoan khoái kem kinh thành đều không có dù sao một cái mùa hè hắn đều không có cảm thấy cỡ nào nóng hà châu đều có chuyên môn nghỉ phép trang tử có thể thưởng hà nghe mưa ăn kem ăn dưa hấu ăn đồ uống lạnh thưởng thức cảnh đẹp còn có thể du thuyền chơi dù sao rất hài lòng từ Kinh Thành đến Hà Châu ngồi thuyền rất thuận tiện, Thượng Quan Khang muốn đi Hà Châu liền có thể đi Hà Châu chơi. Đương nhiên hắn hiện tại cũng phải đi học cho giỏi. Hắn về sau nhưng là muốn kế thừa thư viện người, cũng phải mang cái tốt đầu. Dù sao hắn định đem Hà Châu Văn Đức thư viện một chút tốt quy tắc dùng tại Lộc Lâm thư viện bên trên. Ví dụ như bọn hắn thư viện cũng có nhà ăn. Đương nhiên hắn dùng chính là Nguyệt Giao Tỷ dưới tay người. Thực sự là Nguyệt Giao Tỷ bồi dưỡng người, nấu cơm ăn ngon hiện tại bọn hắn thư viện người đều chờ mong đi nhà ăn ăn cơm mỗi bữa đều có thể ăn ngon ăn no bụng thượng quan lộ nhìn xem thượng quan khang vẻ mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ chân thành nói kỳ thật ta đã cảm thấy hà châu nữ tử thư viện về sau nhất định sẽ vang vọng chúng ta đại yến triều hiện tại rất nhiều người đều tại quan sát cảm thấy đến đó đọc sách rơi giá trị bản thân nhưng qua mấy năm chưa hẳn liền có thể chen vào nữ tử thư viện qua cái mấy năm ta đều cập kê thừa dịp thời gian này mới có thể đi vô ưu vô lự đi học cho giỏi. Ta nghe nói, thư viện bố trí chương trình học đều là quận chúa một tay an bài, mời đều là có danh vọng đại nho giáo đọc sách, theo thù phu tử đều là lợi hại nhất theo kỹ truyền thừa gia tộc ra tới. Còn có y thuật, quận chúa có đôi khi đều tự thân lên khóa, rất nhiều thần y đại phu đều sẽ đi giảng bài. Những thầy giáo này lực lượng, thế nhưng là gia tộc bọn họ không mời được. Người ta đều là hướng về phía quận chúa Thanh Danh đi nếu không làm sao lại đi giảng bài. Thượng quan lộ chỉ là thượng quan gia tộc thứ nữ, cũng không thu hút. Nàng muốn vì mình tranh một chuyến. Dù là học một điểm kỹ năng đều có thể được ích lợi không nhỏ. Chương 712, có chút niềm tin. Thượng quan khang nhìn xem thượng quan lộ thần sắc, nghe lời nàng nói, mở miệng nói, ngươi ngược lại là rất có thấy xa. Ta thử một lần giúp ngươi tranh thủ một chút, nhưng muốn chính ngươi phỏng vấn, ngươi cũng biết, nữ tử thư viện trúng tuyển học sinh càng coi trọng phẩm đức mặc dù ngươi là ta đường muội nhưng chúng ta ngày thường không thế nào tiếp xúc ta đối với ngươi không hiểu rõ cho nên phỏng vấn cần nhờ chính ngươi thông qua chính ngươi phẩm đức không có vấn đề ngươi liền thân chính không sợ bóng nghiêng hảo hảo đi phỏng vấn ngươi nếu là cảm thấy phỏng vấn không thể thông qua liền dứt khoát không đi phỏng vấn thượng quan lộ ánh mắt sáng tỏ chân thành nói ta đi phỏng vấn dù sao các nàng hiện tại cũng biết phỏng vấn đều là có ý tứ gì thượng quan khang gật đầu nói ta viết phong thư ngươi mang theo đi Hà Châu đi tìm ta tỷ áo, cũng chính là quận chúa, nàng sẽ cho mặt ngươi thử, cho ngươi một cái cơ hội, chính ngươi thật tốt nắm chắc. Nếu là thông qua đi thư viện đọc sách, ngươi cũng đi học cho giỏi, đừng nhìn hiện tại mọi người xem thường nữ tử thư viện, đợi qua 2-3 năm ngươi liền biết nữ tử thư viện sẽ thêm lửa. Liền như là năm đó Hà Châu, không ai nguyện ý đi Hà Châu, cũng không ai nghĩ đến đi quản lý Hà Châu, gần như đều bị người vứt bỏ địa phương, lại tại Tô Đại Nhân dẫn đầu hạ trở nên như thế phồng hoa náo nhiệt. Sở dĩ không cần nhìn lập tức, muốn từ lâu dài nhìn. Thượng quan Khang cảm thấy Thượng quan Lộ thông minh có thấy xa, cho nên mới sẽ đi theo chỉ điểm 1-2. Nếu không, Thượng quan Khang căn bản sẽ không chỉ điểm. Với hắn mà nói, Nguyệt Giao tỷ kia là trọng yếu nhất. Thượng quan Lộ kích động gật đầu. Ca, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Nàng biết, về sau Thượng quan gia tộc gia chủ vẫn là Thượng quan Khang đến kế thừa đại bá mặc dù không quá quản sự nhưng đại bá là thượng quan gia tộc trưởng tử vị này ca ca cũng là thượng quan gia tộc đích trưởng tôn mặc dù bọn hắn trước kia không tại thượng quan trong gia tộc sinh hoạt nhưng ai bảo đại bá mẫu là tiêu gia nữ tử chỉ là điểm này thượng quan gia tộc gia chủ vị trí liền sẽ không là người bên ngoài thượng quan gia tộc những người khác muốn tranh cũng không tranh nổi thượng quan khang thượng quan lộ minh bạch thượng quan lộ cũng không thích tranh đấu nàng chỉ muốn học điểm kỹ năng nàng cảm thấy nữ hài tử học điểm kỹ năng đi cái kia còn không sợ nàng muốn học chính là theo thùa gỉ kỹ nàng cảm thấy học kỹ năng này thời gian ở không đều có thể gỉ ít đồ chính nàng cũng thích theo đồ vật đương nhiên nàng là con thứ nàng mẹ cả căn bản sẽ không nghiêm túc dạy bảo nàng cũng sẽ không mời phu tử dạy bảo cho nên nàng mới lặng lẽ đến tìm đường ca không nghĩ tới đường ca nguyện ý giúp nàng đường ca thế nhưng là chính tông đích trưởng tôn lại nguyện ý coi trọng nàng cái này thứ nguội. Ca, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Thượng quan khang nhìn xem gầy yếu thượng quan lộ nói, ngươi học tri thức học năng lực là vì mình học, ngươi phải vì mình sống, thật tốt sinh hoạt, đừng nghĩ đến vì cái này vì cái kia. Có nhiều thứ, chính ngươi thích khả năng nguyện ý đi học tập. Tóm lại ta hiện tại nói cho ngươi một chút đạo lý. Ngươi khả năng không hiểu nhiều, nhưng ngươi đi nữ tử thư viện ngươi liền có thể minh bạch rất nhiều đạo lý. Thượng quan lộ nghiêm túc gật đầu nàng cầm thư về sau thượng quan khang cũng thu xếp trên nước tiêu cục người hộ tống thượng quan lộ đi hà châu đương nhiên thượng quan gia tộc cũng là về sau mới biết được tin tức này biết được là thượng quan khang từ đó an bài lại không dám nói câu nào thượng quan khang phía sau kia là tô đại nhân cùng tiêu quận chúa cũng chính là yến ninh công chúa cùng tiêu hầu gia mang ý nghĩa phía sau chính là hoàng thượng thượng quan gia tộc bất luận kẻ nào cũng không dám tìm thượng quan khang sự tình chớ nói chi là thượng quan khang trước đó thân thể không tốt bây giờ thân thể chữa khỏi, trong gia tộc tất cả mọi người không dám chọc hắn. Dứt khoát mọi người cảm thấy thượng quan lộ chỉ là một cái thứ nữ, không để vào mắt. Đương nhiên cốc gia cũng chính là cốc phu nhân cũng muốn biện pháp cho muội muội nữ nhi kiều múa thu xếp đi nữ tử thư viện phỏng vấn. Đưa kiều múa đi Hà Châu trước, cốc phu nhân nhịn không được dặn dò, người bây giờ 13 tuổi, ta cho ngươi tranh thủ thời gian 2 năm, ngươi tại nữ tử thư viện thật tốt học, dù là chỉ có 2 năm, chỉ cần học tốt, sau khi ra ngoài, ngươi thúc cùng ngươi thẩm nương cũng đều không dám tùy ý nắm ngươi, chúng ta cũng có thể cho ngươi chỗ dựa. Quận chúa thư viện ra tới người, cũng nên có chút niềm tin. Chương 713, Kiên kỵ 12 Cốc phu nhân có chút bận tâm nhìn xem kiều múa. Kiều múa cha mẹ đi sớm, gia nghiệp đều rơi vào nàng thúc thúc thẩm thẩm trong tay. Cũng may kiều gia lão phu nhân đau kiều múa. Chỉ là lão phu nhân dù sao lớn tuổi, cũng không thể thời thời thắt thắt chiếu kháng kiều múa kiều múa càng không pháp thường xuyên đi quấy rầy lão phu nhân. Liền sợ cho lão phu nhân thêm phiền phức nhiều, lão phu nhân cũng đối với nàng bất mãn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tại thúc thẩm trong tay kiếm ăn. Đương nhiên nàng thím còn băng khoăn mẹ nàng đồ cưới. Nếu không phải nàng gì cốc phu nhân còn thường xuyên chiếu kháng, nàng thẩm thẩm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng căn bản là không gánh nổi mẹ nàng đồ cưới. Nhưng là một khi cập kê lấy chồng, nàng thẩm nương liền sẽ làm chủ đến lúc đó nàng gì cũng giúp không được nàng cái gì. Cho nên nàng gì nghĩ biện pháp để nàng tiến hà châu nữ tử thư viện. Có quận chúa thanh danh tại, nàng thẩm nương muốn bắt bóp nàng cũng phải kiên kỵ một hai. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng nhất định phải học tốt. Kiều múa liền liều một cổ lực, liền nghĩ nhất định đi học cho giỏi. Không muốn nhìn hiện tại Hà Châu nữ tử thư viện đều là hàng môn nữ tử, lấy hậu nhân nhiều, ngươi liền biết chỗ tốt. Đi theo tô đại nhân quận chúa làm việc, sẽ không kém, ít bú. Nét. Nếu là ngươi tỷ tỷ thư ninh còn tuổi nhỏ mấy tuổi, ta nhất định cũng đưa nàng đi nữ tử thư viện đọc sách. Lúc trước tỷ tỷ ngươi sự tình ngươi cũng biết, đơn giản chính là nhảy cầu cứu người, nhiều người như vậy liền chửi bới tỷ tỷ ngươi, nói thanh danh đều bại phôi, nhưng lúc này là tỷ phu ngươi đứng ra, là người tô gia đứng ra, che chở tỷ ngươi thanh danh. Tô gia tổ chức tiệc rượu, tỷ phu ngươi cưới tỷ tỷ ngươi, đánh tất cả mọi người mặt. Tô gia môn phong kia là thật thật tốt, vô luận là tô đại nhân vẫn là quận chúa đều vô cùng tốt, ta để người đi Hà Châu tìm hiểu, những cái kia đi nữ tử thư viện đọc sách nữ tử A, đều nói nơi đó tốt. Rất nhiều nhân khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn, lúc này mới hơn nửa năm thời gian, từng cái nhìn đều không giống. Cốc phu nhân nói liên miên lại nhảy nói rất nhiều, kiều múa đều nghiêm túc nhớ kỹ. Đợi trước khi ra cửa, kiều múa quỳ xuống đến cho cốc phu nhân dập đầu. Cốc phu nhân vội vàng đỡ dậy nàng đến, dặn dò vài câu đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện cho nên cốc phu nhân đối nàng cũng yên tâm huân quý người ta xem thường nữ tử thư viện nhưng kinh thành y nguyên có người lặng lẽ tiến về hà châu đi phỏng vấn đi đọc sách làm những người này chân chính bước vào nữ tử thư viện bên trên mấy ngày khóa về sau mới chấn kinh rung động không thôi các nàng mới chính thức minh bạch tại thư viện đọc sách cùng trong nhà học tập khác nhau khác nhau lớn ở đây mọi người cùng nhau đọc sách cùng một chỗ giao lưu có chuyện gì đều giúp đỡ cho nhau có người đều cùng cùng phòng thành khuê mật mấu chốt nhất chính là không có phiền não mỗi ngày chỉ cần muốn hảo hảo học tập đến nghỉ liền đi ăn cơm ăn đều đặc biệt tốt rốt cuộc không cần lo lắng trong nhà phòng bếp cắt xén cơm của các nàng đồ ăn mỗi bữa cơm đều là cơm nóng đều có thể ăn no hơn nữa còn có hoạt động khóa các nàng có thể cùng đi ra đạp thanh đi ra ngoài chơi ngay từ đầu thấp thỏm rốt cuộc không có mọi người bắt đầu an tâm đọc sách cũng không nghĩ về kinh thành đi mà lại các nàng thỉnh thoảng còn có thể đi trên đường phố bờ sông bến tàu đi dạo một vòng các nàng còn học ghép vần nhìn rất nhiều thư tịch tại trong thư viện các nàng cũng đều dần dần tự tin đi đường cũng không tiếp tục cúi đầu trong thư viện sẽ không cần cầu nữ sinh phải làm thế nào như thế nào các nàng có thể lớn tiếng cười nói chuyện lớn tiếng không ai sẽ khinh bị các nàng chế dẻo các nàng mà lại mỗi tháng cuộc thi kiểm tra tốt các nàng còn có thể được thưởng ngân nên có người cầm tới một hai lượng bạc về sau, đều kích động xấu. Đây là thông qua các nàng cố gắng được đến, đi theo trong nhà Cầm Nguyệt Ngân cảm giác không giống. Dần dần rất nhiều người cũng buông xuống thân phận, cùng thư viện các bạn cùng học cùng một chỗ làm việc ngoài giờ, kiếm chút đồng tiền. Thông qua mình lao động kiếm đồng tiền, nhìn xem mỗi một văn các nàng đều vô cùng kích động. Trong lòng đều có một loại cảm giác thành tựu. Chương 714, cảm nhận được ấm áp nữ tử thư viện các nữ sinh đều phi thường trân quý tại trong thư viện đọc sách thời gian tại trong thư viện đọc sách thời gian các nàng đều rất vui vẻ quá trình học tập rất vui vẻ thu hoạch được tiến bộ thành tựu đều rất vui vẻ mà lại các nàng nhà ăn đều có thể ăn vào tươi mới rau quả cùng hoa quả thời tiết dần dần lạnh trong thư viện cũng có tươi mới rau quả cùng hoa quả rất nhiều rau quả đều là các nàng chưa từng thấy qua ăn đều phi thường mỹ vị ăn ngon không nghĩ tới thời tiết lạnh còn có dạng này rau quả. Nghe nói chỉ có chúng ta Hà Châu có đại bằng rau quả, đây đều là đại bằng bên trong trồng ra tới rau quả. Không riêng như thế, mà lại đại bằng bên trong rau quả đều rất đắt, rất nhiều các thương nhân đều xếp hàng muốn mua đại bằng bên trong rau quả, nhưng quận chúa lại làm cho ưu tiên cung cấp thư viện, liền vì để cho chúng ta ăn ngon có cái tốt thân thể, có thể an tâm đọc sách học tập. Trước kia các nàng cũng đều không hiểu, về sau liền minh bạch, quận chúa đối với các nàng tốt bao nhiêu cho nên mọi người cũng đều nghiêm túc muốn học bản lĩnh học năng lực, liền vì về sau cơ hội hảo báo đắc quận chúa. Nữ hài tử đến cái kia, không thoải mái, thư viện đều miễn phí cung cấp băng vệ sinh. Còn có chuyên môn túc quản thím cho các nàng ngâm đường đỏ nước, đều là miễn phí đường đỏ nước, không cần các nàng xài bạc. Khi cũng là quận chúa an bài. Mọi người nghe một chút trong lòng đều rất cảm động. Các nàng ở đây cảm nhận được ấm áp. Rất nhiều người liền xem như trong nhà cũng không có người dạng này chiếu cố qua các nàng rất nhiều nữ tử dù là gia cảnh không sai, ở nhà đều sẽ bị coi nhẹ. Nhưng tại nơi này, tất cả mọi người giúp đỡ cho nhau, một cái túc xá bốn người đều cùng tỉ muội đồng dạng. Có lẽ các nàng cũng đều có đồng bệnh tương liên cảm giác. Có chuyện gì, cũng đều giúp đỡ lẫn nhau sấn một chút. Mà lại tại thư viện khoai tây đều tùy tiện ăn, có rất nhiều khoai tây đồ ăn. Còn có khoai lang, khoai lang cũng ăn ngon. Hiện tại dưa hấu khoai lang khoai tây đều thành Hà Châu đặc sản đâu không chỉ có những cái này còn có chocolate đúng đúng chocolate món ngon nhất đến hà châu mua chocolate người đặc biệt nhiều đâu mau nhìn buổi trưa hôm nay có bún tàu chúng ta có thể ăn vào bún tàu mới tới một ít nữ sinh căn bản không biết cái gì là bún tàu chính là thượng quan lộ tại kinh thành cũng chưa ăn qua càng không nghe nói qua bún tàu cũng là mì sợi sao đương nhiên là mì sợi chỉ là bún tàu đặc biệt đặc biệt mảnh ăn cảm giác rất không giống cùng phổ thông mì sợi không giống chúng ta tương đối thích ăn bún tàu chẳng qua cũng có người thích ăn đao tước diện loại kia rộng mặt mỗi người khẩu vị không giống nhưng ta đề nghị ngươi nếm thử thượng quan lộ tỉnh tỉnh mê mê nhưng biết mọi người nói ăn ngon vậy khẳng định ăn ngon cho nên cũng điểm một bát bún tàu nhìn xem bún tàu như vậy mảnh thượng quan lộ đều kinh ngạc dưới còn có như thế mảnh mì sợi a à? đương nhiên là có trước kia chúng ta cũng không biết có như thế mảnh mì sợi đây đều là quận chúa an bài, lúc đầu tất cả mọi người không biết bún tàu, chỉ có thành Nam Châu có, là quận chúa đi thành Nam Châu xây chocolate tác phường, phát hiện bún tàu đâu. Đúng, đúng, hiện tại Hà Châu rất nhiều người đều có thể ăn vào bún tàu, vừa vặn rất tốt ăn. Nghe nói còn có ca cao quả, trước đó thành Nam Châu gọi quả hồng tới. Chúng ta còn có lớp bên cạnh đồng học Tiểu Điệp, nàng đến từ thành Nam Châu, nàng nói hiện tại thành Nam Châu một chút thôn trấn đều náo nhiệt lên, người địa phương đều đặc biệt cảm kích quận chúa bên kia con đường xây xong cũng là quận chúa vận chuyển đi qua xi si măng xây xong. Thượng quan lộ đều chấn động vô cùng. Nàng đương nhiên biết chocolate. Tại kinh thành, đều là quan to huân quý sai người tìm con đường khả năng mua được chocolate. Nguyên lai like chocolate cũng tới từ quận chúa Tác Phường. Hóa ra là quả hồng chế tác được sao? Chương 715, Kinh Triệu Doãn. Thượng quan lộ biết quả hồng. Từng tại kinh thành trên đường phố, nàng nhìn thấy có quán nhỏ bày ra quả hồng nhưng gần như không ai mua. Nguyên lai like gọi là ca cao quả. Cũng thế, chỉ có quận chúa khả năng phát hiện rất nhiều không giống đồ vật. Hiện tại toàn bộ đại yến triều nhiều rất nhiều loại rau quả cùng cây trồng đều là quận chúa phát hiện. Nàng biết tại trong thư viện, mọi người trong lòng người bội phục nhất chính là quận chúa. Mau nếm thử hương vị thế nào?" Thượng quan lộ cười nói, như thế mảnh mì sợi nhìn xem rất đẹp, chỉ là nhìn xem đều để người có muốn ăn. Kỳ thật không cần nghĩ toàn bộ phòng ăn đồ ăn đều ngon vô lượng loại nào đồ ăn loại nào đồ ăn nàng đều cảm thấy so trong nhà làm đồ vật ăn ngon tại thượng quan gia tộc nàng là con thứ vẫn là nhị phòng con thứ tự nhiên không ai đi chú ý tới nàng như thế nào mẹ nàng càng là cẩn thận từng ly từng tí đợi tại phòng mình bên trong có thế không đi ra liền không đi ra cũng chính là nghỉ lễ thời điểm cùng nhau đi phòng chính ăn tiệc tịch thời điểm có thế ăn vào phòng bếp tỉ mỹ chuẩn bị đồ ăn nhưng những cái kia đồ ăn nhìn xem ăn ngon bắt đầu ăn đều không có thư viện nhà ăn ăn ngon nàng ở đây mỗi bữa cơm đều có thể ăn no ăn ngon thượng quan lộ nếm thử một miếng ánh mắt sáng lên nói ăn ngon không nghĩ tới cái này mảnh mặt có một phen đặc biệt hương vị cảm giác phi thường tốt đi theo kinh thành thường xuyên ăn mì dương xuân không giống trong phủ nàng thường xuyên ăn mì nhưng sau khi ra ngoài mới biết được mì sợi cũng có khác biệt loại cách làm cũng có khác biệt loại khẩu vị Kiều múa ăn mì đầu cũng nhịn không được nhớ tới cha nàng nương đến. Trước đó cha nàng nương còn tại thời điểm, nàng sinh nhật, cha mẹ đều sẽ cho nàng nấu bát mì đầu. Cũng là dạng này lại dài lại mảnh mì sợi. Bên cạnh liêu như âm an tĩnh yên lặng đang ăn cơm. Chỉ là hốc mắt hơi có chút nóng. Nàng là vừa tới thư viện người. Liêu như âm cha là kinh triệu doãn, nhưng mẹ nàng đi sớm, nàng hiện tại cái này mẹ kế đối nàng phi thường hà khắc. Nàng đã 14 tuổi, Tại Liêu gia kẻ hở sinh hoạt. Nàng cái kia mẹ kế càng là bên ngoài bại phô thanh danh của nàng. Cho nên lúc đầu mẹ nàng cho nàng nói từng môn người cầm đồ kết thân sự tình, đối phương chỉ muốn để nàng mẹ kế muội muội gả đi. Dù sao bọn hắn đã cảm thấy chỉ là hai gia tộc thông gia, cũng không nói là nàng vẫn là muội muội nàng. Cho nên liền chui cái này chỗ trống. Dạng này cũng không thể tội cha nàng. Đúng vậy a, à, mẫu thân của nàng không có, người ta tự nhiên chỉ thấy muội muội nàng lợi ích nàng ngoại tổ mẫu xem xét tình huống này lo lắng không thôi nhờ quan hệ cho nàng làm tới nữ tử thư viện nói để nàng thật tốt học dù là chỉ có thể học một năm đối nàng cũng có chỗ tốt nàng trước khi đến đều lo lắng bất an bởi vì trong nhà cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt cho nên nàng không quá am hiểu cùng người câu thông nói chuyện nhưng nàng dù là không nói lời nào cùng phòng các bạn cùng học đều rất chiếu cố nàng nàng ở đây có thể cảm nhận được ấm áp mà lại cũng mới mấy ngày thời gian liền học rất nhiều đạo lý. Nàng trước kia đều cúi đầu không dám nhìn người đi đường, hiện tại cũng có thể ngẩng đầu, cũng dám phát biểu mình ý nghĩ. Trước kia ở gia tộc đường, nàng phàm là nói một câu, nàng kia mẹ kế liền trêu chọc tìm nàng vấn đề. Nàng trong gia tộc chỉ cảm thấy phi thường kiềm chế. Lúc đầu cha nàng rất khác biệt ý nàng đến Hà Châu Nữ tử thư viện, ghét bỏ học sinh nơi này đều là hàng môn xuất sinh, ảnh hưởng nàng thanh danh. Nàng khi đó nội tâm liền châm chọc vô cùng, nàng đâu còn có danh thanh có thể giảng. Nàng kia mẹ kế càng là âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, nói cái gì, nói nàng không duyên cớ ảnh hưởng muội muội nàng thanh danh. Nếu không phải nàng ngoại tổ mẫu tạo áp lực, nàng cũng không thể tới đây đọc sách. Liêu Như Âm liền nghĩ, nhất định phải học tốt bản lĩnh. Nàng đến nơi này mới biết được, những châu khác chỉ nghe nữ tử thư viện liền trào phúng cười nhạo không thôi. Nhưng tại Hà Châu, chỉ cần là nữ tử thư viện đi ra người, mặc thư viện trang phục, liền rất thụ người tôn kính. Ra ngoài mua đồ Người ta nhận bọn hắn thư viện phục sức, đối với các nàng tôn trọng lại khách khí. Chớ nói chi là thư viện hoàn cảnh tốt bao nhiêu. Nguyên lai like tại thư viện đọc sách là như vậy cảm giác. Ăn cơm đều có thể ăn no. Ngoại tổ mẫu cho bạc rất nhiều, nhưng nàng cũng không loạn hoa, cũng đều tích lũy lên. Bởi vì thư viện hầu như không cần dùng tiền. Ngày thường ăn cơm cũng rất rẻ, thư viện sẽ còn thường xuyên cấp cho trang giấy. Mọi người dùng giấy đều rất cẩn thận, chính phản mặt đều viết ở đây, nàng có thể nhìn rất nhiều sách. Nàng từ nhỏ đã biết chữ, mẹ nàng ở thời điểm liền dạy nàng học rất nhiều. Về sau mẹ nàng không có, nàng mẹ kế không nhường nữa nàng đọc sách. Cũng may trước đó cơ sở tại, nàng biết chữ, cũng có thể nhìn trong đồ thư quán các loại thư tịch. Nơi này thư tịch không phải nữ giới nữ thì chờ thư tịch, có sách sử có tạp ký còn có ngụ ngôn cố sự phong tục cố sự chờ. Còn có một số nông nghiệp kinh tế quản lý loại thư tịch. Nàng rất ưa thích đọc sách xem sách thời điểm, nàng có thể quên tất cả mọi chuyện, đắm chìm trong trong sách, còn có thể học được rất nhiều đạo lý. Chương 716, Mùi Khống Liêu Như Âm nhanh chóng đang ăn cơm, nàng dự định cơm nước xong xuôi nhanh đi đọc sách. Đương nhiên lúc này Liêu Như Âm vừa ăn mì đầu, một bên nhìn trên giấy nhớ bút ký. Tùy thời tùy chỗ đọc sách. Nơi này các bạn cùng học phần lớn niên kỹ nhỏ hơn nàng, rất nhiều đều là 10 tuổi vừa ra mặt. Nàng đều 14 tuổi, tính so với các nàng bên trong lớn nàng không có quá nhiều thời gian có thể tiêu hao nàng nhất định phải nắm chặt thời gian tranh thủ thời gian đọc sách tranh thủ thời gian học kỹ năng nàng nghĩ rõ ràng ngoại tổ mẫu cũng nói với nàng chỉ có học bản lĩnh học năng lực mới là chính nàng liền xem như bị gia tộc đuổi ra cửa nàng cũng có thế thật tốt sinh hoạt cho nên có bản lĩnh khả năng cái gì còn không sợ mới có thể không bị nàng mẹ kế nắm liêu như âm đọc sách thời điểm khi con mắt đều là sáng lóng lánh nữ tử thư viện không riêng liêu như âm như thế người bên ngoài cũng đều rất liều mạng học tập nhưng các nàng quá trình học tập là vui vẻ các nàng thích học tri thức học năng lực thời gian qua cũng rất nhanh đông đi xuân tới hà châu nông hộ nhóm lại bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân cây trồng lần này tất cả mọi người lấy ra nhiều một chút đến trồng thực khoai tây khoai lang đương nhiên gạo hạt giống mọi người cũng từ lương thực cửa hàng một lần nữa hối đoái mới gạo hạt giống nói là cái này gạo trồng ra tới cây lúa sản lượng cao hơn một chút ít bú nét tiêu nguyệt giao tại hà châu mở một cái cây lương thực cửa hàng bên trong cây trồng đều là không gian sản xuất cây trồng có thế đề cao sản lượng mọi người còn chuyên môn khai khẩn thổ địa trồng dưa hấu bây giờ khoai tây khoai lang dưa hấu đều thành bọn hắn hà châu đặc sản đến mùa hạ đều có thương hộ chuyên môn đến trong ruộng thu dưa hấu còn có chuyên môn thương hộ thu khoai tây khoai lang bọn hắn hà châu bây giờ không thiếu khoai tây khoai lang nhưng những châu khác không có chỉ có thể từ bọn hắn nơi này mua nhưng là toàn bộ đại yến triều nhiều như vậy địa phương rất nhiều nơi liền khoai tây khoai lang cũng mua không được nhưng bọn hắn một mùa đông ăn khoai tây khoai lang cảm thấy ăn ngon thật khoai tây hầm thịt gà kia thật là mỹ vị chính là quan xào sợi khoai tây đều ngon vô cùng trời lạnh thời điểm bọn hắn nhóm lửa đều tại lò miệng nướng cái khoai lang ăn ăn hậu thân thể đều ấm áp vô cùng toàn bộ hà châu đều một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười sáng lạng bởi vì hà châu phát triển hấp dẫn hơn rất nhiều người đến hà châu kinh thương xây tác phường cho hà châu sáng tạo càng nhiều vào nghề cơ hội đại bằng rau quả bạo lửa cũng làm cho càng nhiều người bắt đầu mùa đông nghiên cứu trồng đại bằng rau quả cho nên hà châu cũng hưng khởi đại bằng rau quả mùa đông rau quả nhất là khang hiếm thời điểm mọi người càng muốn ăn hơn một chút tươi mới rau quả chỉ cần có đại bằng rau quả mọi người liền có thể ăn vào từng cái mùa rau quả liền ô mai đều có đây chính là mùa hè mới có hoa quả mỗi lần mọi người đến hà châu đều muốn cảm thán một chút thật không nghĩ tới hà châu biến hóa như thế lớn lúc này mới thời gian 2 năm hà châu liền thành giang nam kho lúa nhanh mùa hạ thời điểm tiêu nguyệt giao sinh một đứa con gái cô gái này vừa ra đời liền thành đoàn sủng mọi người lễ vật đều trồng chất thành núi mà lại tiểu cô nương rất xinh đẹp, mở to mắt lúc nhìn người đều mang nụ cười. Mọi người thấy nàng thời điểm cảm giác tâm đều muốn tan đi. Toàn bộ Hà Châu đám người biết được tin tức này, cũng bắt đầu đốt pháo đưa dặn dò. Hà Châu tiếng pháo nổ không ngừng, nơi khác người tới cũng còn coi là Hà Châu nghỉ lễ. Sau khi nghe ngóng mới biết được, hóa ra là quận chúa sinh nữ nhi. Tô Lăng Tô Dương càng là kích động vui vẻ, chiều nào khóa sau đều không tại thư viện, mỗi ngày đều về nhà, về nhà thăm bọn hắn muội muội bọn hắn ghé vào bên giường nhìn xem muội muội dù là muội muội đang ngủ bọn hắn đều có thể nhìn thời gian rất lâu tự lo mà cười cười mọi người nhìn đều sẽ cảm khái nói tô lăng tô dương tuyệt đối là muội khống chương 717, thần đồng xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi thời điểm thời gian qua cũng rất nhanh nhán một cái năm năm trôi qua tô tuyết y người một nhà cũng trở lại kinh thành lúc này tô lăng tô dương 10 tuổi muội muội của bọn hắn tô trân trân cũng 5 tuổi Tô Lăng Tô Dương 3 năm trước đây đã sớm từ Hà Châu Văn Đức Thư Viện đi vào quốc tử giám đọc sách. Bọn hắn đã từ học đồng ban chuyển tới bình thường lớp. Mà lại mỗi lần cuộc thi đều là thứ nhất thành tích. Hai người cũng là quốc tử giám nổi danh nhất thần đồng. Mấu chốt là hai người dáng dấp đẹp như thế, rõ ràng mới 10 tuổi, nhưng lại chi lan ngọc thụ. Tô Lăng trong trẻo lạnh lùng ổn trọng, Tô Dương ôn nhuận như ngọc. Hai người dung mạo gần như giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn không giống. Cho nên tại quốc tử giám lúc đi học, tất cả mọi người có thể đem hai người phân chia ra, sẽ không làm hỗn. Mà lại hai người xuyên thư viện phục, phía trên theo thù đường vân cũng không giống. Trước đó Tiêu Nguyệt giao lo lắng bọn hắn đồng môn nhận lầm bọn hắn hai huynh đệ cái, cho nên tại y phục của bọn hắn bên trên theo khác biệt hoa văn. Dạng này thuận tiện phân biệt. Đương nhiên ngày thường thời điểm, bọn hắn đều xuyên màu sắc khác nhau quần áo. Tốt hơn phân biệt. Hai người đều không cần tô tuyết y cùng Tiêu Nguyệt giao nhọc lòng ngược lại là bọn hắn có thể giúp đỡ Tô Tuyết Y cùng Tiêu Nguyệt Giao làm rất nhiều chuyện. Ngày thường bọn hắn thích nhất chính là hỗ trợ chiếu cố muội muội. Sau khi tan học, Nhiếp Phàm cùng Phan Tư Trác liền bồi Tô Lăng Tô Dương cùng đi nhà ăn ăn cơm. Từ khi quốc tử giám đổi mới phòng bếp đầu bếp, quốc tử giám các học sinh ăn cơm đồ ăn đều tốt. Ít bú. Nét. Bởi vì ăn ngon, cho nên các gia trưởng cũng đều không cần chuyên môn giữa trưa đi đưa cơm. Bốn người kết bạn đi nhà ăn, Khác các bạn cùng học nhìn thấy cũng đều xông tới. Tô Lăng Tô Dương, đi ăn cơm a, à, đi, chúng ta cùng một chỗ. Tất cả mọi người rất thích Tô Lăng Tô Dương hai huynh đệ. Chủ yếu là hai người tính cách tốt, đối mọi người cũng đều rất hào phóng, mà lại trước đó bọn hắn du học du ký đều cho mọi người nhìn. Có không hiểu, bọn hắn đều cho giảng giải. Tô Lăng Tô Dương từ Hà Châu sau khi trở về, còn cho bọn hắn mang rất thật tốt ăn. Sớm nhất chocolate không dễ mua thời điểm bọn hắn liền từ tô lăng tô dương nơi này ăn. Mà lại rất nhiều người đều là ban sơ bọn hắn tại học đồng ban đồng môn, quan hệ càng tốt hơn. Đương nhiên nhiếp phàm cùng Phan Tư Trác là sớm nhất cùng tô lăng tô dương quan hệ tốt người. Lúc trước tô tuyết y cùng tiêu nguyệt giao đến Kinh Thành, mọi người còn không biết tiêu nguyệt giao thân phận thời điểm, nhiếp phàm cùng Phan Tư Trác liền rất chiếu cố tô lăng tô dương. Bây giờ nhiếp phàm cùng Phan Tư Trác cũng đã 13-14 tuổi. Lúc trước mập mạp nhiếp phàm đã gầy xuống dưới, thân thể cũng trút cao. Phan Tư Trác tính tình cũng ánh nắng sáng sủa rất nhiều. Tô Lăng Tô Dương, nghe nói các ngươi năm ngoái nghỉ Đông đi Vân Châu Liễu Hà thôn vượt qua, khẳng định viết du ký đi. Tô Dương nói, các ngươi làm sao như thế hiếu kỳ Vân Châu a, nếu là hiếu kỳ đi xem một cái liền biết. Vân Châu là Liễu Hà thôn chỗ châu, cũng là Tô Lăng Tô Dương khi còn bé sinh hoạt địa phương. Nơi đó hiện tại cũng biến một cái bộ dáng. Bàn Bân cười nói, Vân Châu quá dựa vào Bắc, có chút xa cha ta đều không cho ta đi xa nhà nào giống các ngươi các ngươi cha mẹ đều yên tâm các ngươi ngày thường mình đi ra ngoài chơi mà lại chúng ta còn nghe nói vân châu bên kia hiện tại cũng có phiên ban người người bên kia có phải là cùng chúng ta không giống a à, còn nói phiên ban lời nói sao còn có cổ lâm vương đình người bọn hắn thương đội đều thường xuyên đi liễu hà thôn bên kia a à? bây giờ cũng là nghĩ đông vừa qua khỏi trở về lên lớp tất cả mọi người hiếu kỳ hỏi tô lăng tô dương chủ yếu là muốn nhìn bọn hắn họa họa cùng viết du ký hiện tại hai người họa đều thiên kim khó cầu tô lăng tô dương kỳ thật cũng không biết bọn hắn làm sao lửa cháy đến dù sao hiện tại rất nhiều người muốn cùng bọn hắn mua chữ mua họa cha mẹ không để bọn hắn làm những việc này nói để bọn hắn không cần quản bạc sự tình cũng không cần dùng tranh chữ đi kiếm người đọc sách bạc liền để bọn hắn thật tốt nghiên cứu học vấn tô dương mở miệng nói chúng ta đặt ở trong nhà đợi từ trong nhà cầm về cho các ngươi nhìn nhiếp phàm ánh mắt sáng lên nói a nha vậy chúng ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau về nhà a à? vừa vặn nhìn xem muội muội tô lăng tô dương nghe xong đều là mặt mũi tràn đầy đề phòng hiện tại các bạn cùng học đều mở miệng một tiếng muội muội kêu liền họ đều không có một bộ cũng là bọn hắn muội muội dáng vẻ trước đó bọn hắn mang theo các bạn cùng học về nhà tất cả mọi người từng cái cùng bọn hắn đoạt muội muội cầm các loại lễ vật để bọn hắn làm lúc đều không có cùng muội muội nói mấy câu. Nhất là muội muội còn kêu cái gì nhiếp ca ca, phan ca ca, bàn ca ca, bọn hắn cũng không muốn thường xuyên mang đồng môn trở về đoạt muội muội. Chẳng qua cũng thế, muội muội xinh đẹp như vậy khả ái như vậy, tất cả mọi người thích cũng bình thường. Mấu chốt muội muội miệng quá ngọt. Tô Lăng nghiêm túc nói, không được, muội muội gần đây muốn học rất nhiều thứ, các ngươi đi quấy rầy nàng học tập. Chương 718, thực học. Nhíp phàm biết tô lăng tô dương quả thực chính là muội khống muốn ông lấy bọn hắn muội muội đều không cho chẳng qua tô lăng tô dương muội muội xác thực lại đáng yêu lại xinh đẹp còn hiểu sự tình nói chuyện để người nghe đều êm tai mà lại quận chúa cho trân trân tự mình làm quần áo xinh đẹp như vậy bọn hắn đều chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy váy có váy còn sáng lòe lòe đẹp như thế mọi người đang ăn cơm cười cười nói nói tô lăng tô dương cũng cùng bọn hắn giảng tại vân châu kiến thức Kỳ thật Vân Châu mặc dù dựa vào phương Bắc, trước kia rất vắng vẻ hoang vu, nhưng bây giờ vừa nóng náo lại phồn hoa. Mùa đông rất lạnh a. À. Tô Dương lắc đầu nói, không lạnh, hiện tại tất cả mọi người đốt nóng giường, từng nhà đều dùng ống bể nhóm lửa. Đại đại gió tiểu thuyết. Mà lại cha mẹ ta tại Vân Châu bên kia phát hiện mỏ than, hiện tại mỏ than đều tại khai thác bên trong, mọi người dùng than đá đốt lò cũng thuận tiện. Bên kia phiên ba người lui tới cũng nhiều, ngày thường còn có thể nhìn thấy lạc đà. Vân Châu bên kia còn có chuyên môn xưởng đồ gia dụng, bên kia đồ nội thất vật liệu gỗ đều là cổ lâm vương đình bên kia vận chuyển đi qua, đồ nội thất chế tạo rất tinh mỹ, vẫn là cổ lâm vương đình bên kia chuyên môn công tượng sư chế tạo. Phan Tư Trác nói, còn có hương liệu, lần trước ngươi cho chúng ta hương liệu, ta mang cho tổ mẫu, tổ mẫu đều rất thích, nói trước kia cũng mua không được dạng này hương liệu. Tô Lăng nói, từ khi cổ lâm vương đình cùng chúng ta đại yến triều khai thông buôn bán vãng lai, chúng ta đại yến triều hương liệu chủng loại đều nhiều, mà lại giá cả tiện nghi chẳng qua là bây giờ phần lớn còn tại biên quan bên kia thời gian dài kinh thành bên này cũng liền nhiều rất nhiều thương nhân đều đi biên quan bên kia mua hương liệu từ cổ lâm vương đình thương đội bên kia mua hương liệu đến các nơi bán tương đối thời điểm trước kia hương liệu giá cả tiện nghi rất nhiều đương nhiên mẹ nàng đều dùng nhiều như vậy hương liệu điều hòa lấy nấu cơm còn có hắn nhị cửu cậu đều dùng hương liệu làm nồi lẩu đáy liệu mọi người ăn nồi lẩu càng hương mẹ nàng lúc sau tết đều dùng để làm rửa ruột tất cả mọi người cảm thán nói cha mẹ ngươi thật thật là lợi hại đúng a à, đúng a à, ta nghe nói cha ngươi muốn vào nội các sử thượng trẻ tuổi nhất thủ phụ mấu chốt là tất cả mọi người tâm phục khẩu phục hiện tại chúng ta đồng môn đều nghĩ đến về sau làm quan đều muốn hướng tô đại nhân làm chuẩn tô đại nhân thế nhưng là chúng ta tấm gương ba năm trước đây tô đại nhân cùng quận chúa tại hà châu nhậm chức ba năm kỳ đầy hồi kinh báo cáo bởi vì chiến tích quá mức kinh diễn quá mức lợi hại, trực tiếp tiến lục bộ, Tô Đại Nhân thành lại bộ thượng thư. Lại bộ thượng thư nhưng lợi hại, trực tiếp phụ trách các nơi quan viên nhận đuổi. Cũng là Hoàng thượng tín nhiệm Tô Đại Nhân, đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho Tô Đại Nhân đến xử lý. Tô Đại Nhân làm 3 năm lại bộ thượng thư, cho triều đình tuyển chọn rất nhiều trọng yếu quan viên. Tô Đại Nhân nhận đuổi quan viên, không nhìn bối cảnh, cũng không sợ đắc tội với người, chỉ nhìn năng lực cùng chiến tích. Cho nên rất nhiều có năng lực quan viên được tăng lên. Trải qua thời gian 3 năm, hiện tại triều đình một mảnh thanh chính. Bọn hắn đồng môn đều hiểu, chỉ cần có thực học, chỉ cần có thể kiểm tra tốt, liền có cơ hội làm quan, chỉ cần nghiêm túc vì dân làm việc, liền có thể tăng lên quan chức. Cho nên mọi người đọc sách nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Mọi người trong lòng tính một cái, nếu như Tô đại nhân cứ như vậy tiến vào nội các trở thành thủ phụ, lúc này mới hơn 20 tuổi thủ phụ a. Quả thực kinh người. Tô Lăng Tô Dương trầm mặt. Bọn hắn kỳ thật nhất minh bạch, bọn hắn cha kỳ thật bây giờ đều nghĩ đến cùng nương ra ngoài khắp nơi du lịch. Chỉ có điều hoàng thượng không thả người, cho nên cha hắn còn muốn tiếp tục làm quan. Chẳng qua bọn hắn tiến cung số lần nhiều, cũng biết bây giờ hoàng thượng cũng muốn mau đem hoàng vị giao cho thái tử. Đúng vậy, bây giờ thái tử so với bọn hắn nhỏ 2 tuổi, lại cùng cái yêu nghiệp đồng dạng thông minh. Liền cùng trên sách nói như thế. Chương 719, văn hóa không khí nồng hậu dày đặc tô lăng tô dương ngược lại là không nói gì triều đình bổ nhiệm xuống tới trước đó bọn hắn phải khiêm tốn không thể nói lung tung đây là nương nói nói đối nhân xử thế phải khiêm tốn nhưng là học vấn năng lực có thể không biết điều có chút kỳ quái từ cùng các bạn cùng học nói bọn hắn cũng không hiểu mọi người ăn cơm no nghiên cứu thảo luận một phen học tập thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi mọi người cũng đều lấy ra báo chí đến xem sớm nhất thời điểm báo chí hưng khởi tại hà châu là mẹ nàng sáng lập báo chí năm năm trôi qua hiện tại kinh thành đều có chuyên môn tòa báo mỗi một kỳ báo chí ra tới đều có người chuyên môn chờ ở tòa báo bên kia dễ bán báo chí mà lại báo chí rất rẻ một tấm cũng liền hai văn tiền chủ yếu là hiện tại tạo giấy thuật phổ cập trang giấy đều rất rẻ cho nên báo chí tiện nghi nhưng phụ trách viết báo chí nội dung tòa báo nhân viên công tác mỗi tháng tiền công cũng không ít đừng nhìn báo chí tiện nghi nhưng nhiều người như vậy mua báo chí ít lãi tiêu thụ mạnh báo chí lợi nhuận cũng là rất khả quan đương nhiên rất nhiều người muốn tại trên báo chí đánh qc cần cho tiền qc đây cũng là báo chí một hạng thu nhập rất nhiều cửa hàng cũng sẽ ở trên báo chí chào hàng bọn hắn cửa hàng mỹ thực đương nhiên tòa báo sẽ có chuyên môn xét duyệt nhân viên nếu là đồ ăn không thể ăn cho bạc lại nhiều cái kia cũng không tập sang trèo lên tại trên báo chí cũng bởi vì cái này nguyên tắc cho nên tất cả mọi người rất tin tưởng trên báo chí đăng mỹ thực mà lại hiện tại đại đa số người đều phổ cập ghép vần trên báo chí mỗi một chữ bên trên đều có ghép vần cho nên đại đa số người đều có thể xem hiểu báo chí xem không hiểu đều có chuyên môn miễn phí đọc báo giấy người hiện tại triều đình xảy ra điều gì chính sách cái nào quan viên làm chuyện gì tốt có cái gì cổ vũ người sự tình ấm lòng sự tình trên báo chí cũng sẽ đưa tin còn có ai văn chương viết tốt cũng sẽ bị đăng tải trên báo chí dễ cho mọi người học hỏi lẫn nhau. Nhiếp phàm chú ý nhất chính là mỹ thực. Các ngươi nhìn, đây là vừa mở một cái cửa hàng đi, nổ xuyên quyển bánh, đây không phải Hà Châu đặc sắc mỹ thực sao, chúng ta kinh thành cũng có rồi. Xem ra có người mở đến kinh thành bên này. Chẳng qua bên ngoài thành. Ngoại thành, chúng ta cũng có thể đi xem một chút. Tô Lăng, đây là các ngươi bà ngoại xây cửa hàng A. Lúc trước ngoại thành thương phẩm liền thật náo nhiệt, hiện tại ngoại thành khu buôn bán đều mở rộng hai lần, cửa hàng đều nhiều rất nhiều. Nội thành người đều sẽ đi bên kia mua sắm mua đồ. Bình thường cũng đều có thể chạy trốn tới bảo vật. Nghe nói bên kia còn mới mở lá trà cửa hàng, chúng ta vừa vặn đi mua lá trà nhìn xem. Đúng a, à, nghe nói là chính tông trà châu lá trà đâu, là trà người nhà mở. Mọi người hưng phấn thảo luận, dự định một hưu thời điểm đi đi dạo một vòng. Nói lên thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người dùng cảm động ánh mắt nhìn xem Tô Lăng Tô Dương hai người đều bị coi trọng nổi da gà. Các ngươi muốn nói cái gì nói là được, đừng như vậy xem chúng ta. Hai người đều dùng sức bọc lấy quần áo. Bàn bân kích động nói, tô lăng tô dương, chúng ta đều phải cẩn thận cảm tạ tô đại nhân cùng quần chúa. Đúng đúng, là bọn hắn đưa ra bên trên 5 ngày nghỉ ngơi hai ngày biện pháp, bây giờ chúng ta tới quốc tử giám đọc sách đều có thể bên trên 5 ngày khóa nghỉ ngơi hai ngày. Ngươi không biết trước kia không có đưa ra cái này đến, mọi người mỗi ngày đều muốn lên khóa, một tháng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày. Lưu Túc nói, đúng đúng, nhà ta cách xa, một tháng liền một ngày thời gian nghỉ ngơi, căn bản không có cách nào về nhà. Cho nên ta phần lớn thời gian đều là ở tại thư viện. Nhưng bây giờ thuận tiện, hiện tại Kinh Thành đều có xe buýt xe ngựa, đều không cần người tới đón ta, ta chạm vạn tối ngồi xe ngựa về nhà, lên lớp ngày đó lại ngồi xe ngựa trở về là được. Năm năm này Kinh Thành cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Kinh Thành con đường đều sửa chữa lại, toàn bộ đều là đường xi măng kinh thành xe buýt xe ngựa cũng nhiều người bình thường xuất hành đều thuận tiện rất nhiều ngoại thành khách sạn khách sạn cũng nhiều đến khoa cử cuộc thi thời điểm người đọc sách đều có thể trực tiếp ở tại ngoại thành khách sạn khoa khảo ngày đó đều có chuyên môn xe ngựa đưa đón bọn hắn đi thi địa điểm cuộc thi đây chính là quận chúa nghĩ tới biện pháp mọi người rốt cuộc không cần lo lắng sẽ đến trễ học sinh nhà nghèo rốt cuộc không cần lo lắng sẽ không có chỗ ở bây giờ hàng năm đến kinh thành du học người cũng nhiều. Tất cả mọi người sẽ tại trà lâu trà sữa cửa hàng phòng giao lưu học vấn. Bây giờ đại yến triều văn hóa không khí phi thường nồng hậu dày đặc. Chương 720, Thái tử Điện Hạ Giữa trưa mọi người cùng nhau xem báo chí thảo luận học vấn, buổi chiều tiếp tục lên lớp. Đến chạng vạn tối sau khi tan học, Tô Lăng Tô Dương thu thập sách vở sau thật sớm đi ra ngoài. Nhíp Phàm cùng Phan Tư Trác trong tay cầm lễ vật đi theo Tô Lăng Tô Dương đi ra ngoài. Tô Dương khóe miệng hung hăng kéo ra, nói, các ngươi thật đúng là. Nhiếp phàm cười hắc hắc nói, nói, nói không chừng hôm nay muội muội tới đón các ngươi tan học đâu, nếu là nhìn thấy, ta liền đem lễ vật đưa cho muội muội. Phan Tư Trác nói, đúng, đây là chính ta tự tay điêu khắc đồ chơi, biết bay. Không riêng hai người, còn có mấy cái đồng môn đều cùng lên đến. Bọn hắn đã cảm thấy nếu có thể nhìn thấy Tô Lăng Tô Dương muội muội, cái kia cũng rất tốt. Đợi Tô Lăng Tô Dương đi ra quốc tử giám cổng thời điểm, có một người mặc váy công chúa, ghi một đầu bím tóc tiểu cô nương nhảy nhảy nhóc nhóc chạy tới. Ca ca, ta tới đón các ngươi tan học. Mọi người thấy tô trân trân, cả đám đều vô cùng kích động. Qua, thật xinh đẹp. Điệu bộ thượng hạng nhìn. Quả nhiên không hổ là hoàng thượng thái tử đều sủng ái người. Đúng vậy, tô. Trân trân chẳng những là cả nhà đoàn sủng, liền hoàng thượng đều tự mình hạ chỉ phong làm công chúa, thái tử càng là làm thân muội muội yêu như nhau che chở tiểu cô nương thỉnh thoảng liền tiến cung. Mọi người nhìn nàng, cảm giác tâm đều vô cùng mềm mại. Đẹp mắt như vậy muội muội, bọn hắn liền nói chuyện thanh âm đều muốn nhẹ nhàng. Tiểu cô nương cũng không rụt rè, ký ức rất tốt, ngọt ngào cùng mọi người chào hỏi. Nhiếp ca ca, phan ca ca, bàn ca ca. Liên tiếp gọi ca ca, mọi người bị kêu cười đều không ngậm miệng được. Đều nhao nhao lấy ra lễ vật đến cho tô trân trân. Tô trân trân càng đem trong túi sách kẹo que lấy ra cho mọi người. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, rất cao hứng. Lần trước Tô Trân Trân cho bọn hắn lễ vật, bọn hắn đều không nỡ ăn. Mặc dù Tô Trân Trân là công chúa, nhưng nàng trong âm thầm chưa từng có công chúa tư thế, đối tất cả mọi người rất tốt. Trước kia mọi người thấy nàng còn gọi công chúa, nhưng Tô Trân Trân mới 5 tuổi đều thật hiểu chuyện, nói trong âm thầm không cần hành lễ gọi công chúa. Tô Trân Trân cho mọi người phất phất tay, cùng hai người ca ca cùng một chỗ nắm tay về nhà nhà bọn hắn ở cách quốc tử giám rất gần, cho nên nắm tay về nhà. Tô Dương nói, có mệt hay không a, à, ca ca cổng ngươi trở về. Tô Dương nhìn xem muội muội đi đường, đều lo lắng muội muội mệt mỏi. Tô Lăng nói, ca ca có thể khi ngươi trở về. Tô Lăng sẽ trên bờ vai khi muội muội. Tô Trân Trân ngọt ngào mềm mềm mà nói, ca ca sẽ mệt mỏi, Trân Trân không mệt. Muốn đi đường rèn luyện thân thể. Mặc dù tiểu cô nương bị đoàn sủng ái, nhưng một điểm không yếu ớt tiêu nguyệt giao đối tiểu cô nương giáo dục cũng rất nghiêm ngặt nên để nàng hiểu đạo lý nàng đều muốn hiểu cho nên tiểu cô nương hiểu chuyện lại đáng yêu nhìn xem tiểu cô nương trên đầu vật trang sức hai người cũng không cảm thấy kinh ngạc đây là thái tử điện hạ cho hồ điệp vật trang sức sao ân là thái tử ca ca tự mình tìm người chế tạo tiểu cô nương mở miệng một tiếng thái tử ca ca tô lăng tô dương đều biết thái tử có bao nhiêu sủng bọn hắn muội muội y phục này đồ trang sức đều biến đổi nhiều kiểu lấy ra cho nàng chơi. Thích gì đều làm ra cái gì. Đương nhiên bọn hắn cũng có thể nhìn ra, thái tử là thật tâm thích muội muội, không phải là bởi vì hoàng thượng sủng trân trân mới như thế. Lúc này trong hoàng cung, hoàng thượng Yến Hàng Hy đang cùng Tô Tuyết Y thương lượng để hắn làm thủ phụ. Tô Tuyết Y khoát tay nói, hoàng thượng, vi thần hiện tại còn đảm nhiệm không được thủ phụ vị trí. Làm thủ phụ cũng quá bận biệu, hắn còn muốn lấy dành thời gian nhiều bồi tiếp hắn giao nương khắp nơi du lịch đi một vòng. Chương 721, Yến Mực Hoàng Yến Hàng Hy cũng nghĩ ra đi chơi. Bây giờ quốc gia càng ngày càng phồn vinh ổn định, Yến Hàng Hy nhìn xem những biến hóa này, trong lòng cũng kích động. Nhất là Tô Lăng Tô Dương hai người họa những cái kia du ký đồ, để hắn nhìn thấy Đại Yến Triều các nơi non sông. Hắn hiện tại liền đặc biệt muốn đi ra ngoài khắp nơi đi một vòng. Hắn hận không thể để thái tử vội vàng lớn lên, hắn tiện đem hoàng vị truyền cho thái tử hắn hoàng hậu chỉ là hắn từng tại lãnh cung thị nữ nhiều năm như vậy một mực bồi tiếp hắn người thị nữ này biết võ công biết y thuật là lúc trước yến ninh công chúa thu xếp bảo hộ hắn người tại cực khổ nhất thời điểm đều là nàng bồi tiếp hắn chỉ là hắn vừa đăng cơ thời điểm địa vị bất ổn cho nên không thể lập nàng làm hoàng hậu cũng là hai năm này hắn mới lập thái tử lập hoàng hậu trước kia những cái kia già triều thần muốn để hắn chọn tú mạo xưng hậu cung hắn đều bác bỏ trở về cũng là bây giờ triều chính thanh chính có rất nhiều mình đáng tính nhiệm quan viên tại hắn mới có thể làm vẫn nghĩ làm sự tình chẳng qua hắn hoàng hậu khi còn bé đến từ giang hồ nàng kỳ thật cũng không thích hoàng cung nhưng vì hắn một mực đợi trong hoàng cung cho nên yến hàn hy liền nghĩ đợi đem hoàng vị truyền cho thái tử về sau hắn liền mang theo nàng bơi chung khắp từ nam ra bắc hắn hoàng hậu thích nhất chính là tô lăng tô dương họa du ký đồ mỗi lần nhìn xem đều yêu thích không buông tay. Yến Hàng Hy nghiêm túc nói, tuyết y, ngươi giúp ta một chút nha, dạng này chúng ta đều có thể sớm một chút nhẹ nhõm. Tô tuyết y nghe xong hắn liền biết, Yến Hàng Hy dự định đem hoàng vị mau chóng truyền cho thái tử. Tô tuyết y có chút đau lòng thái tử, hiện tại mới 8 tuổi a. À. Hoàng thượng bí mật cùng tô tuyết y kia cũng là làm tốt huynh để đối đãi bộ dáng. Chẳng qua tô tuyết y một mực duy trì quân thần quan hệ. Yến Hàng Hy cũng đành chịu, nghĩ thầm khả năng đợi hắn truyền vị cho thái tử sau khả năng liền có thể cùng đi giang hồ du ngoạn tiêu nguyệt giao mặc dù đến kinh thành nhưng y nguyên bề bộn nhiều việc nàng hiện tại sản nghiệp trải rộng toàn bộ đại yến triều nàng còn tại bên ngoài kinh thành ngoại ô trang tử bên kia mở cái viện y học là đơn độc học y viện y học mời rất nhiều nổi danh đại phu đến dạy học y học bên ngoài bên cạnh chính là một cái chuyên môn y quán bây giờ cũng là kinh thành nổi danh nhất y quán viện y học đại phu sắp xếp trên lớp khóa không có lớp trình thời điểm chính là đi y quán tọa trấn y quán như trước kia y quán không giống nhưng lại cho mọi người cung cấp thuận tiện tiêu nguyệt giao lúc trước đồ đệ trần thạch trúc bây giờ cũng có thế một mình đảm đương một phía hắn làm phó viện trưởng phụ trách học viện quản lý vấn đề có đôi khi cũng sẽ lên lớp về phần rất nhiều người hiếu kỳ vì sao tiêu nguyệt giao có thế mời nhiều như vậy thần y đến thư viện dạy học đó là bởi vì Tiêu Nguyệt giao lấy ra rất nhiều bản y học sách cùng cổ sách thuốc ra tới. Chỉ cần những cái này thần y đến dạy học, những sách này đều có thể miễn phí nhìn. Trần Thạch Trúc cũng sẽ cùng bọn hắn giao lưu học vấn. Tất cả mọi người cảm thấy thu hoạch không ít, lại có là quận chúa cho thù lao đãi ngộ rất tốt, cho nên mọi người cũng nguyện ý tại trong thư viện dạy học. Tiêu Nguyệt giao thời điểm bận rộn, Tô Trân Trân liền tiến cung đi. Tô Trân Trân bây giờ cùng thái tử cùng nhau đi học ngày thường đều là thái tử chiếu cố tô trân trân so với bọn hắn chiếu cố đều tốt cho nên tô tuyết y cùng tiêu nguyệt giao đều rất yên tâm chỉ là tô trân trân bị thái tử ném cho ăn vẫn luôn hài nhi mập dáng vẻ trong âm thầm tiêu nguyệt giao đều cùng tô tuyết y cảm khái một chút ta cảm giác thái tử mặc dù mới 8 tuổi nhưng rất thành thục ổn trọng cũng rất có quyết đoán tô tuyết y nói hắn học vấn cũng vô cùng tốt liền thái phó đều tán dương mặc dù hắn mới 8 tuổi nhưng hoàng thượng có cái gì chính sự cũng đều sẽ để hắn ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn, cũng sẽ dành thời gian dạy bảo hắn. Tô Tuyết Y cùng Tiêu Nguyệt Giao đều đối thái tử khen không dứt miệng. Bọn hắn cũng minh bạch thái tử Yến Mực Hoàng là thỏa thỏa thái tử. Chương 722, Thái Bình Thịnh Thế Mặc dù trước đó mọi người trong âm thầm nói Tô Tuyết Y muốn vào nội các làm thủ phụ, nhưng Hoàng thượng không có ban bố ý chỉ, mọi người cũng chỉ là trong âm thầm thảo luận một chút. Chỉ là không bao dài thời gian, hoàng thượng tự mình hạ chỉ phong tô tuyết y vì nội các thủ phụ như thế tô tuyết y cũng trở thành đại yến triều trong lịch sử vị thứ nhất trẻ tuổi như vậy thủ phụ các vị đám quan chức biết tin tức này về sau trong lòng cũng chỉ có thể thổn thức cảm khái mọi người không có đố kỵ chỉ có tâm phục khẩu phục tô thủ phụ năng lực còn tại đó mọi người rõ như ban ngày đương nhiên dân chúng biết tô đại nhân trở thành thủ phụ đều rất cao hứng thực sự là tô đại nhân cùng tiêu quận chúa tại dân gian rất được dân tâm bởi vì bọn hắn làm rất nhiều đối bách tính tốt sự tình. Đương nhiên mọi người cũng yêu quý bọn hắn quân vương. Tiêu Nguyệt Giao mặc dù biết hoàng thượng sủng bọn hắn che chở bọn hắn, nhưng nàng cũng minh bạch công cao lớn chủ đạo lý. Cho nên mỗi lần để người đều tại trên báo chí viết hoàng đế công lao, viết hoàng đế là minh quân. Nếu không phải minh quân, triều thần có năng lực đi nữa cũng không phát huy ra tác dụng tới. Cho nên dân chúng cũng đều rất kính yêu hoàng đế của bọn hắn Yến Hàng Hy toàn bộ đại yến triều một mảnh vui vẻ phồn vinh. Chẳng qua cũng có người biên soạn Tô Tuyết Y cùng Tiêu Nguyệt giao cố sự. Trà lâu quán trà kể chuyện tiên sinh nói những cái này, dân chúng đều nguyện ý nghe. Lại nói, Tô đại nhân lúc trước bị Lưu Vong Chi biên quan thời điểm, cũng là văn võ toàn tài, kia một thân phong hoa khí độ không giảm. Đợi Tô đại nhân đi vào Liễu Hà thôn, một lần ra ngoài nhìn thấy lúc ấy Tiêu quận chúa, hai người vừa thấy đã yêu, gặp lại cảm mến khi đó bọn hắn lẫn nhau không biết thân phận của đối phương lại vì đối phương phong thái chiết phục trà lâu kể chuyện tiên sinh nói rung động đến tâm can để đến trà lâu nghe sách người đều cảm động vô cùng nhất là một chút các thiếu nữ càng là kiên định tin tưởng cố sự này phiên bản triều thần một hưu thời điểm tô tuyết y cùng tiêu nguyệt giao đi ra tới chơi nghe kể chuyện tiên sinh nói dạng này một đoạn cố sự tiêu nguyệt giao đều có chút buồn cười kỳ thật chân thực cố sự căn bản không phải như vậy dân gian phiên bản đều mấy cái phiên bản chẳng qua kể chuyện tiên sinh cùng mọi người lập cố sự đều thêm rất nhiều điều tốt đẹp mỹ hóa liền tô tuyết y lúc trước chân gãy sự tình đều không ai biết ta đều hiếu kỳ bọn hắn không có đi liễu hà thôn hỏi thăm một chút sao tô tuyết y nhìn xem tiêu nguyệt giao thời điểm mang theo lưu luyến ôm nhu thần sắc ôn thanh nói hiện tại ai đi liễu hà thôn nghe ngóng chúng ta sự tình tất cả mọi người không phải hướng tốt nói tiêu nguyệt giao nghĩ cũng phải liền cảm giác liễu hà thôn đám người phản phất tự động quên đi đã từng tô gia sự tình. Chỉ nhớ rõ về sau bọn hắn quan vinh xinh đẹp dáng vẻ. Thật giống như mọi người nhìn nàng cùng tô tuyết y tự mang lọc kính đồng dạng. Cảm giác cứ như vậy xuống dưới, sách sử viết tô tuyết y thời điểm sẽ khoa trương hơn. Tiêu Nguyệt Giao gật đầu nói, cũng thế. Tô tuyết y đưa tay nắm thật chặt tiêu Nguyệt Giao tay, nghĩ tới đi tại liễu hà thôn thời điểm, tâm hắn đều có rất nhiều xúc động. Giao nương, cảm ơn ngươi tại sao phải nói tạ ơn? Tô Tuyết Y nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi đi vào thế giới này, đi vào bên cạnh ta, xin. Mờ. Bởi vì có nàng tại, hắn mới phát giác được tất cả mọi chuyện đều có ý nghĩa. Tiêu Nguyệt Giao nghe được lời nói này, ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết Y thời điểm, đối đầu hắn lưu luyến thâm tình đôi mắt, ánh mắt cũng giống như sấy lấy. Có dòng điện trong lòng nhọn chảy xuôi. Bọn hắn sẽ một mực ân ái hạnh phúc xuống dưới. Sách sử ghi chép đây là một cái thái bình thịnh thế, có minh quân có năng thần. Tại dạng này một cái thái bình thịnh thế bên trong, Đại Yến Triều vui vẻ phồn vinh, phồn hoa vô cùng. Đại Yến Triều bách tính cũng có thế tại hòa bình hoàn cảnh bên trong an cư sinh hoạt. Đời Yến Mực Hoàng đăng cơ về sau, toàn bộ Đại Yến Triều vô luận là kinh tế, chính trị, nông nghiệp chờ càng là đạt tới chưa từng có cao độ. Chương 723, phiên ngoại 1 Tô Tuyết Y cùng Tiêu Nguyệt Giao còn tại Hà Châu thời điểm. Tô Tu Giả bị phái đi Bình Định. Nửa năm sau, Tô Tu giả bình định thành công, lập xuống công lao, mang theo Bắc Sơn đại doanh đám binh sĩ trở về, cũng rất quan động. Bọn hắn trở về thời điểm, hoàng thượng đều tự mình dẫn đầu bách quan ra khỏi thành nghênh đón. Dân chúng càng là đường hẻm hoa nghênh. Văn võ bá quan nhìn xem Bắc Sơn đại doanh đã từng những cái kia ăn chơi thiếu gia từng. Cái mặc áo giáp khí thế chấn người dáng vẻ, cũng là sợ hãi tháng phục liên tục. Mọi người nghĩ thầm, đại khái cũng chỉ có tô tu giả có năng lực đem một đám hoàng khố binh sĩ rèn luyện thành chân chính thiết huyết tinh nhuệ. Đương nhiên hoàng thượng luận công đi thưởng, tô tu giả được phong làm chính tam phẩm hộ quốc tướng quân. Tô tu giả lấy công lao nói chuyện, tự nhiên không ai phát biểu phản bác ý kiến. Mà lại lần này bình định sự nguy hiểm, mọi người cũng đều minh bạch. Phản quân hơn 200.000 người, nhưng tô tu giả chỉ đem mấy vạn binh mã, lấy ít thắng nhiều. Mấu chốt là Bắc Sơn đại doanh đám binh sĩ còn tổn thương cực ít, bảo tồn thực lực. Lần này Tô Tu giả hiện ra cường đại tài năng quân sự, mọi người không bội phục cũng không được. Một trận chiến này cũng tại trên sử sách viết xuống nồng đậm một bút. Đương nhiên Tô Tu giả được phong làm hộ quốc tướng quân về sau, ngày thường cũng sẽ vội vàng đi quân doanh. Chỉ là đám người cũng phát hiện, Tô Tướng quân vì mà nhìn xem càng phát ra trẻ tuổi có khí thế. Hơn 30 tuổi người nhìn xem cùng hơn 20 tuổi đồng dạng, cả người đều anh tuấn thẳng tắc. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế liền bất nhân vô cùng. Càng phát ra lãnh khốc. Tô lão phu nhân nhìn xem tô tu giả dạng này, cao hứng là cao hứng, nhưng chính là cảm thấy cái này các nữ tử đều sẽ sợ hắn, không dám đến gần đi. Chỉ là tô lão phu nhân lo lắng là dư thừa. Bởi vì tô tu giả trở về một tháng sau, kinh thành đến một vị trẻ tuổi mỹ lệ nữ tử lam làm suối. Nữ tử băng cơ ngọc cốt, tuyệt diễm mỹ lệ, nhìn xem sở sở động lòng người dáng vẻ. Một cái trời mưa xuống, Lam làm suối tìm hiểu lấy che dù mang theo bọc quần áo đi vào bên ngoài trại lính. Thủ vệ binh sĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tử, đều kinh ngạc một chút. Ít bú. Nét. Mặc dù nữ tử mang theo mũ rộng vành thấy không rõ bộ dáng, nhưng nhìn thân hình cũng là một cái mỹ nhân. Bọn hắn nơi này chính là quân doanh, quân quy nghiêm ngặt. Cô nương, xin hỏi ngươi tìm ai, nơi này là quân doanh, không được tùy ý tiến vào. Lam làm suối cầm trong tay một cái ngọc bội lấy ra nói, ta đến tìm tô tướng quân. Phiền phức tiểu ca hỗ trợ cho thông báo một tiếng. Nói, nàng còn lấy ra một cái rất lớn trân châu đến đưa cho binh sĩ. Binh sĩ vội vàng khoát tay, không, không cần, ta lập tức đi thông báo. Thực sự là binh sĩ đều bị chấn kinh ở, bọn hắn cái kia cho tới nay thiết huyết lãnh khốc tướng quân vậy mà cũng cùng nữ tử có liên quan rồi. Bọn hắn tướng quân hiện tại một thân sát khí, rất nhiều người đều sợ tướng quân. Không nghĩ tới nữ tử này ngược lại là tìm tới cửa. Binh sĩ vội vàng tiến quân doanh trong lều vải. Lúc này Tô Tu Giả đang xem binh thư. Binh sĩ đi vào thông báo, sau đó đem Ngọc Bội đưa trước đi nói, "Khởi bẩm tướng quân, bên ngoài trại lính có một vị nữ tử cầm Ngọc Bội đến tìm tướng quân." Tô Tu Giả khi thấy Ngọc Bội một nháy mắt, thần sắc đều biến đổi. Thần sắc hắn giật giật, nói, "Nàng tại bên ngoài trại lính." "Vâng." Binh sĩ nhoáng một cái thần công phu, liền gặp Tô Tướng quân đã từ quân doanh biến mất. Tô Tu Giả bước nhanh đi vào bên ngoài trại lính. Lam làm suối nhìn thấy Tô Tu Giả sau khi ra ngoài, mang trên đầu mũ rộng vành hái xuống, đôi mắt quánh quánh như nước nhìn xem Tô Tu Giả, không nói chuyện, liền như thế mang theo ủy khuất. Tô Tu Giả tiến lên một bước nói, làm sao ngươi tới nơi này? Lam Châu Đảo cách kinh thành xa như vậy. Hắn rõ ràng đều sắp xếp người đưa nàng trở về. Lam làm suối nghiêm túc nhìn xem Tô Tu Giả nói, ta tới tìm ngươi, ta cũng không biết kinh thành xa như vậy, ta chân đều mài hỏng. Nàng nói giật giật chân, càng dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem tô tu giả, mang trân châu đều không đủ. Chương 724, phiên ngoại 2 Lúc này là cuối thu thời tiết, mưa, lam nhược khê mặt đều rất ít ỏi. Gió thổi qua, đều phản phất muốn đưa nàng mảnh mai thân thể cho thổi chạy đồng dạng. Chớ nói chi là nàng dùng dạng này vô cùng đáng thương ánh mắt. Lam Nhược Khê đến từ Lam Châu Đảo, bọn hắn ở trên đảo Trân Châu rất nhiều. Cho nên dọc theo con đường này, Lam Nhược Khê liền dựa vào lấy Trân Châu đi vào kinh thành. Tô tu giả trên thân sương hàng khí tức liễm liễm, nói, ngươi trước cùng ta vào đi. Lam Nhược Khê nhẹ gật đầu, sau đó cùng tô tu giả tiếng quân doanh sau đó tiếng hắn ngày thường ở trong phòng. Phòng mặc dù đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Lam Nhược Khê thậm chí đều nghe được một cổ nhàng nhạc, nhạc lạnh sương khí hơi thở. Là tô tu giả mùi trên người. Nàng còn nhớ rõ hắn cứu nàng thời điểm bộ dáng tuấn mỹ như vậy cường đại cho người ta một loại nồng đậm cảm giác an toàn. Tô tu giả nhìn đứng ở trước mặt hắn câu thúc Lam Nhược Khê, chậm dần thanh âm nói, người trước ngồi nghỉ một lát. Lam Nhược Khê lúc này mới ngồi xuống ghế dựa tới. Nói, tô tu giả rót một chén nước, dùng nước nóng đổi nước đun sôi để nguội, nhiệt độ vừa vặn về sau, mới đưa cho Lam Nhược Khê nói, uống trước điểm nước nóng ủ ấm thân thể. Lam Nhược Khê uống vào ấm áp nước, thân thể cũng dần dần ấm áp lên, ngay tiếp theo thân thể cũng ấm. Tô Tu Giả nhìn xem nàng nói, ăn cơm sao? Lam Nhược Khê lắc đầu nói, không có. Tô Tu Giả bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi một yếu ớt cô gái, chính ngươi đến kinh thành, dọc theo con đường này rất nguy hiểm, ngươi biết không? Tô Tu Giả đều không nghĩ tới nàng cứ như vậy chấp nhất đến kinh thành. Lam Nhược Khê là Lam Châu đảo đảo chủ nữ nhi. Bởi vì Lam Châu đảo thừa thải trân châu, cho nên hòn đảo kia rất giàu thứ, mà lại ở trên đảo tạo thuyền kỹ thuật cũng rất tốt. Lam Nhược Khê gật đầu nói, ta biết, ta ngồi thuyền tới nơi này, ta dùng trân châu thuê hàng gia tiêu cục. Hàng gia tiêu cục dĩ nhiên chính là tiêu nguyệt giao dưới tay trên nước tiêu cục, hệ số an toàn tự nhiên không cần phải nói. Bởi vì tam đệ cùng tam đệ muội sát thực rất thủ bách tính yêu quý, cho nên liền thủy phỉ cũng không dám cướp giết trên nước tiêu cục hộ tống đội tàu. Trên đường nếu là có chuyện gì, chỉ cần hàng gia trên nước tiêu cục hô một tiếng, lân cận lão bách tính nghe được, đều sẽ chen chút lấy đi lên hỗ trợ. Cho nên sát thực an toàn ngươi có phải hay không muốn nói ta ngươi khẳng định cảm thấy ta rất ngu ngốc tô tu giả giải thích nói không có ngươi chỉ là bị trong nhà bảo hộ nhiều tốt ta trước dẫn ngươi đi nhà ăn ăn cơm ăn cơm ta phái người đưa ngươi về nhà lam nhược khê lắc đầu nói ta không ta không quay về tô tu giả có chút bất đắc dĩ nói ngươi không quay về cha mẹ ngươi sẽ lo lắng còn có ngươi huynh trưởng cũng đều vì ngươi lo lắng lần này sở dĩ đánh thắng trận cũng nhiều thua thiệt Lam Châu đảo người hỗ trợ. Đương nhiên bọn hắn sở dĩ không bài ngoại, đại khái cũng là bởi vì hắn cứu Lam Nhược Khê. Luận công đi thưởng thời điểm, Tô Tu Giả đều chi tiết bẩm báo. Chỉ có điều Lam Châu đảo không thuộc về đại yến triều địa giới phạm vi, hoàng thượng cũng không cách nào luận công đi thưởng. Ít bú. Nét. Nhưng ban bố ý chỉ, biên quan hải vực bên kia sẽ cho Lam Châu đảo người tạo thuận lợi. Ta cho bọn hắn lưu lại thư, bọn hắn nếu là biết ta tới tìm ngươi, khẳng định rất yên tâm. Lam Nhược Khê nhìn xem Tô Tu giả lạnh lẽo dáng vẻ, cúi đầu xuống, ta không muốn trở về, ngươi nếu là tiễn ta về đi, ta sẽ không ăn cơm. Tô Tu giả có chút buồn cười nhìn xem nàng nói, ngươi ngược lại là nói một chút, vì cái gì nhất định phải tới kinh thành. Ngươi nếu là nhìn một chút kinh thành bộ dáng nghĩ đến tới chơi, ta để người cùng ngươi nhiều đi dạo một vòng, đợi ngươi chơi chán về nhà có được hay không. Đại khái cũng là trải qua rất nhiều chuyện, Bây giờ tô tu giả đối dạng này một cái tiểu cô nương, ngược lại là rất có kiên nhẫn. Chương 725, phiên ngoại ba. Lam Nhược Khê khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tô tu giả, ta không phải tới chơi, ta là nghĩ báo ân. Ngươi đã cứu ta tính mạng, ta muốn báo đáp ngươi. Có chút phản tặc vì chuẩn bị nhiều hơn một chút thuyền, cưỡng ép nàng, nàng kém một chút liền chết. Chính là tô tu giả xuất hiện cứu nàng cùng huynh trưởng. Mà lại vì cứu nàng, hắn còn bị trọng thương cái mũi tên này đều kém chút đâm xuyên trái tim của hắn, lại kia a một chút xíu, hắn liền mất mạng. Hiện tại Lam Nhược Khê suy nghĩ một chút cũng còn có một loại nghĩ mà sợ cảm xúc. Nàng cảm thấy dạng này ân tình nhất định phải báo đáp. Tô tu giả muốn nói, lúc ấy vô luận là ai, hắn đều sẽ cứu. Muốn nói không cần báo đáp, có thể đối bên trên Lam Nhược Khê sạch sẽ trong veo lại chấp nhất ánh mắt, Tô tu giả đột nhiên liền nói không ra. Thuở thiếu thời đợi, 16-17 tuổi thời điểm, thiếu niên khí phách rất nặng, cũng tương đối lấy bản thân làm trung tâm. Khi đó làm việc nói chuyện rất dễ dàng đã thương người tâm. Cũng là trải qua rất nhiều chuyện, hắn mới hiểu được, có mấy lời nói ra miệng kia thật nhiều đã thương người. Cái này khiến hắn nghĩ tới Dương Yên Nhiên. Tô tu giả dời đi đề tài nói, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Lam Nhược Khê cẩn thận từng ly từng tí mà nói, vậy ngươi không đưa ta trở về rồi. Tô tu giả nói, ta nếu là thật sự muốn đưa ngươi trở về, ngươi sẽ không ăn cơm rồi ít bú nét ân không ăn cơm tô tu giả thả nhẹ thanh âm nói đồ ngốc như thế nào đi nữa cũng phải ăn cơm ăn cơm trước có chuyện gì ăn cơm lại nói nhìn nàng nhu nhược bộ dáng cũng không biết dọc theo con đường này có hay không ăn cơm thật ngon gió thổi qua cảm giác đều muốn ngất đi tô tu giả đều muốn cẩn thận nhìn xem nàng này sẽ chính là nửa lần buổi trưa Tô tu giả mang theo Lam Nhược Khê đi nhà ăn ăn cơm. Mặc dù mưa, nhưng các binh sĩ nên huấn luyện huấn luyện, cũng đều tại sân huấn luyện huấn luyện. Trên đường không có người nào, chẳng qua cũng có tuần tra mấy người lính đang đi tới đi lui. Dù là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, lúc này mấy cái binh lính tuần tra cũng không nhịn được khiếp sợ trừng to mắt. Bọn hắn lãnh khốc tướng quân bên người xuất hiện một nữ nhân. Vẫn là một cái tuyệt mỹ mảnh mai nữ tử. Đây là tướng quân tiểu phu nhân sao? cái này về sau cùng bọn hắn tướng quân cùng một chỗ, lấy tướng quân thể lực, cũng không biết thân thể kia có thể hay không chịu nổi. Chẳng qua mọi người chấn kinh thì chấn kinh, trong lòng bụng bồi về bụng bồi, chỉ là nhìn thoáng qua liền vội vàng dời ánh mắt cúi đầu xuống. Lam Nhược Khê cũng biết nơi này là quân doanh, nàng không có nhìn loạn, chỉ an tĩnh đi theo tô tu giả đi nhà ăn. Đợi đi vào nhà ăn về sau, nàng nhìn xem phòng ăn bộ dáng, đều rất kinh ngạc. Nơi này vẫn chưa tới cơm tối thời gian, chẳng qua nhà ăn cũng có người. Tô tu giả để nhà ăn nấu bát mì. Nhà ăn bếp sau vội vàng thu xếp. Chỉ chốc lát, trên vắt mì đến, tô tu giả đi lấy bát đũa cái thì đưa cho Lam Nhược Khê. Vừa ra nồi có chút bỏng, ăn từ từ. Đây là nóng sữa đậu nành, trước tiên có thể uống chút ủ ấm thân thể. Phòng bếp có chuyên môn cung cấp miễn phí nóng sữa đậu nành. Có đôi khi các binh sĩ khác cũng tới uống một chén sữa đậu nành. Bếp sau phụ nhân nhìn xem một màn này, trong mắt đều trừng lớn. Phụ nhân kia ban sơ là tiêu nguyệt giao trang tử bên trên người, ban sơ sắp xếp người đến quân doanh phòng ăn thời điểm, tiêu nguyệt giao thông báo tuyển dụng mấy cái biết làm cơm phụ nhân, huấn luyện một đoạn thời gian, đồng thời thẩm tra các nàng tin tức, xác định không có vấn đề mới thu xếp đến nơi này. Nghỉ nghỉ ngơi thời điểm, các nàng có đôi khi sẽ về điền trang bên trong. Cũng sẽ thường xuyên thấy tô lão phu nhân. Tô lão phu nhân tại điền trang bên trong trong âm thầm một chút kiêu ngạo đều không có, sẽ cùng với các nàng cùng một chỗ trò chuyện tâm sự. Ngày thường tô lão phu nhân cũng sẽ thường xuyên nhất lên vị này tô đại gia cũng chính là. Bây giờ tô tướng quân. Tô lão phu nhân liền nghĩ để tô đại gia có thể tranh thủ thời gian cưới vợ. Chương 726, phiên ngoại 4. Tô lão phu nhân lúc ấy còn nhắc tới nói tô đại gia một mực đợi tại trong quân doanh, rất ít về nhà. Tâm tư tất cả mang binh đánh giặc phía trên. Tô lão phu nhân đã cảm thấy Tô đại gia trước đó bị Lư gia nữ nhân kia tổn thương qua, đối với nữ nhân không có ý nghĩ cùng tâm tư. Nhưng dù là Tô đại gia có nữ nhi, Tô lão phu nhân y nguyên nhớ hắn cưới cô vợ. Khi đó mọi người bí mật còn thảo luận, cảm thấy Lư gia lúc trước nữ nhân kia thật là hung ác, để Tô đại gia khả năng đều đối với nữ nhân thất vọng. Nào nghĩ tới bây giờ Tô đại gia bên người xuất hiện dạng này một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn xem 18-19 tuổi dáng vẻ đi. Da kia bạch cùng trong suốt đồng dạng, đẹp mắt vô cùng. Nàng nhịn không được vội vàng cùng bếp sau cùng một chỗ bận rộn nhân đạo, kia thật là Tô đại gia, là chúng ta Tô tướng quân, không phải hoa mắt a. À. Không có hoa mắt, đúng là chúng ta Tô tướng quân. Bên cạnh hắn nữ nhân kia là ai a, à, nhìn xem thật xinh đẹp. Khẳng định không phải người bình thường cô nương, nhìn xem liền quý khí 10 phần. Nguyên lai chúng ta lãnh khốc Tô tướng quân cũng có dạng này nhu tình một mặt, tự mình chiếu cố nữ nhân kia đâu? cảm giác tô tướng quân chiếu cố nữ nhân kia thời điểm lúc nói chuyện thanh âm đều rất nhu hòa kia lãnh khốc khí tức đều thu liễm không ít không giống bình thường như thế lãnh khốc để người đều không dám đến gần có câu nói nói thế nào kêu cái gì bách luyện cương hóa vì ngón tay mềm đúng đúng chính là câu nói này ta trước đó nghe tô lão phu nhân nói qua câu nói này tô lão phu nhân còn giải thích qua mấy cái phụ nhân nói lại lặng lẽ nhìn nhà ăn ăn cơm hai người kia nhìn không được gật đầu vậy cũng không cảm giác tô tướng quân đều ôn nhu rất nhiều. Thanh âm nói chuyện đều thả nhẹ. Dù sao bọn hắn nghe không được, nhưng cảm giác tô tướng quân lại cho cầm đồ vật lại cho đổ sữa đậu nành. Ít bú. Nét. Mấy cái phụ nhân thấp giọng lặng lẽ nói, quay lại cho tô lão phu nhân nói, tô lão phu nhân nhất định cao hứng. Đúng, đúng, cuối cùng là có người có thể tới gần tô tướng quân. Kỳ thật tô tướng quân mặc dù có trước kia kia đoạn quá khứ đi, nhưng tô gia bây giờ chính là hoàng thượng trước mặt hồng nhân, chớ nói chi là tô tướng quân được phong làm hộ quốc tướng quân, chính tam phẩm tướng quân A, bao nhiêu người đỏ mắt nghĩ bấu víu quan hệ, đều nghĩ đến đem trong nhà tỉ mỹ giáo dưỡng đích nữ cho tô tướng quân, nhưng tô tướng quân đều không có đáp ứng. Đúng đúng, ta nghe nói còn có người cố ý tìm cơ hội cùng tô tướng quân tiếp xúc, tô tướng quân đều một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng bộ dáng. Tùm ừ ân, đều nghe nói qua. Đánh tô tướng quân chủ ý nhiều người. Hiện tại tô tướng quân có mình phủ tướng quân, Tô tướng quân trước đó kia là cái nữ nhi đều lấy chồng, còn gã tiếng chính là hoác gia, kiếm tiền năng lực cũng rất mạnh. Càng là đối với bên ngoài nói một câu nói nói nàng mẹ kế chỉ cần đối nàng cha tốt, nàng liền rất tôn trọng, tuyệt đối sẽ không khó xử đối phương, cũng sẽ không cần cha nàng gia sản gia nghiệp. Tô nhược tình sở dĩ nói như thế làm như thế, cũng là hy vọng cha hắn có thế có yêu mến nữ nhân cưới về nhà, có thể lẫn nhau quan tâm. Tô nhược tình là nhận biết hoắc băng sách về sau, minh bạch tình yêu là cái dạng gì, minh bạch yêu nhau hai người cùng một chỗ mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ nàng cũng hy vọng cha nàng có thể hài lòng nói đến nàng cũng lý giải cha nàng cảm thấy cha nàng rất không dễ dàng ai bảo nàng nương vậy mà là như thế một cái tính tình người như vậy lư gia lại càng không cần phải nói chẳng qua đây đều là người trong quá khứ cùng sự tình cho nên mọi người đều biết cái này nếu là tô tướng quân cưới tiểu phu nhân sinh nhi tử đó chính là kế thừa gia nghiệp người chớ nói chi là còn có thế cùng tô gia thông gia. Mà lại tô tướng quân có đơn độc phủ tướng quân, tô lão phu nhân đều không đi ở, có thể nói phía trên cũng sẽ không có bà bà đè ép lập phép tắc. Kinh thành rất nhiều huân quý người ta đều nghĩ đến cùng tô tướng quân bấu víu quan hệ tới. Nhưng tô tu giả toàn bộ cự tuyệt. Chỉ là hắn cùng Lam Nhược Khê nhận biết cũng là như vậy trùng hợp. Nhưng quen thuộc tô tu giả người đều có thế nhìn ra, tô tu giả có thế ôn hòa cùng Lam Nhược Khê nói chuyện, vốn cũng không đồng dạng. Hắn đối Lam Nhược Khê thái độ không giống. Một cái nam nhân có thế nguyện ý chiếu cố một nữ nhân nói rõ cái gì. Nói rõ cái này nam nhân không bài xích nữ nhân này. Không riêng như thế, nói không chừng còn thích đâu. Thật nhìn không ra tướng quân của chúng ta thích một người là cái dạng gì. Mọi người thảo luận âm thầm gật đầu. Bọn hắn lãnh khốc tướng quân ngày thường đều không câu nệ nói cười, liền cái nụ cười đều không có. Lúc này mặc dù đang chiếu cố hắn đối diện nữ tử kia, nhưng cũng không gặp hắn cười chỉ là thần sắc hơi nhu hòa một chút. Chương 727, phiên ngoại năm. Hiện tại Tô tướng quân cùng hơn 10 năm trước không giống. Vậy khẳng định. Trước kia kia Dương Yên Nhiên tuy Tô tướng quân tuy lợi hại, khi đó Tô tướng quân tiên y nộ mã, phong nghi vô song. Ngươi sẽ còn nói dạng này từ. Không phải ta nói, là tất cả mọi người nói như vậy, nghe số lần nhiều, cũng liền ghi nhớ, dù sao chính là lại đẹp mắt lại lợi hại các nàng những cái này phụ nhân một mực đang kinh thành sinh hoạt trước kia cũng tại kinh thành trên đường phố đi dạo qua khi đó cũng trẻ tuổi cũng thích xem mỹ hảo người các nàng nhiều lần đều nhìn thấy thiếu tướng quân cũng chính là tô thế tử đánh ngựa từ trên đường phố mà qua khi đó thích tô thế tử người rất nhiều âm thầm đi tô gia cầu hôn người cũng nhiều đều là các nhà thương nữ nhi huân quý người ta vì nhà mình cô nương đi tô phủ chính là dương yên nhiên càng là ném đi nữ tử thận trọng theo đuổi tô thế tử nhưng tô thế tử thờ ơ về sau tô thế tử liền cùng lư gia đích nữ cùng một chỗ lúc ấy nhiều thiếu nữ tử âm thầm rơi lệ hiện tại các nàng thảo luận còn cảm giác cùng nghe cố sự đồng dạng một sáu sáu nhỏ nói chỉ là mọi người nhìn bây giờ tô tướng quân trước đi đã từng thiếu niên phong mang bây giờ trở nên ổn trọng lạnh nhạt mọi người luôn cảm thấy dường như không có cái gì có thể tác động tiếng lòng của hắn Lam Nhược Khê tự nhiên không biết những cái này, nàng ăn cơm có chút chậm, lúc ăn cơm yên lặng, một bộ rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Chẳng qua tô tu giả cũng rất có kiên nhẫn ở bên cạnh ngồi bồi tiếp. Lam Nhược Khê mặc dù gầy, nhưng kỳ thật lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Đại khái cũng là thật đói, cũng có lẽ là bởi vì tô tu giả ở bên người, nàng tâm tình tốt, cho nên ăn rất nhiều. Nhìn nàng ăn xong, tô tu giả càng là lấy ra khăn đến đưa cho nàng. Lam Nhược Khê cũng không có khách khí, rất tự nhiên lau đi khóe miệng. Ăn no, cảm giác thân thể cũng ấm áp lên, thân thể cũng chậm chậm buông lỏng xuống. Chẳng qua lại có chút buồn ngủ. Tô tu giả nhìn nàng để đổ xuống nói, không đủ, ta để bếp sau làm nhiều một chút. Đây là căn cứ nàng ngày thường sức ăn làm, tô tu giả cũng sợ nhiều lắm chống đỡ nàng, để nàng bụng không thoải mái. Nhưng nghĩ tới nàng trên đường đi không chút thật tốt ăn cái gì, có lẽ bị đói, ăn có thể sẽ so ngày thường nhiều một ít tô tu giả chính mình cũng không có ý thức được, tại đối đãi Lam Nhược Khê thời điểm, hắn bản năng không tự chủ được sẽ cẩn thận rất nhiều. Lam Nhược Khê lộ ra nụ cười thỏa mãn nói, ăn no, ăn nhiều no bụng. Chẳng qua có chút buồn ngủ. Dọc theo con đường này, nàng xác thực không chút nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng tìm tới tô tu giả, nàng liền cảm giác rất có cảm giác an toàn, cả người đều có thể trầm tĩnh lại. Nhìn nàng mỏi mệt mặt mày, tô tu giả mở miệng nói, ta trước mang ngươi về nhà, ngươi ở nhà thật tốt nghỉ ngơi. Lam Nhược Khê nói, ngươi cũng về nhà sao, ngươi nếu là không trở về nhà, vậy ta không ngủ được. Lam Nhược Khê cố gắng chống đỡ mí mắt, không để cho mình mệt trả rời. Nàng kỳ thật hai ngày đều không hảo hảo đi ngủ. Ngừng tạm, nàng mở miệng nói, ngươi ở bên cạnh, ta mới có cảm giác an toàn, khả năng an tâm đi ngủ. Ngươi nếu là bận biệu cũng không quan hệ, ta ngay tại bên cạnh đợi, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền ta còn có thể giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm. Tô tu giả buồn cười nhìn xem nàng nói, ở đây, ngươi không cần làm sự tình. Ta đi cùng phó tướng nói một tiếng, liền dẫn ngươi trở về. Cũng không thể thật để nàng đợi tại trong quân doanh không thỏa đáng. Mà lại tại trong quân doanh, dù là hắn có đơn độc phòng, nàng ngủ ở chỗ này đoán chừng cũng nghỉ ngơi không tốt. Lam Nhược Khê nghe xong, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào nói, Tô Đại Ca, ngươi đối ta thật tốt. Cái này không gọi tốt nhìn xem nàng ánh mắt trong veo, đối với hắn tín nhiệm ý lại dáng vẻ, Tô Tu giả cứng rắn tâm cũng không khỏi tự chủ biến mềm mại lên. Chương 728, phi ngoại 6. Tô Tu giả nhìn xem Lam Nhược Khê dạng này, một bộ rất lo lắng nhọc lòng dáng vẻ, cảm thấy cần thiết cùng với nàng uống nắng một chút, chân chính cốt căn bản không phải cái dạng này. Lam Nhược Khê chu môi nói, nhưng ta đã cảm thấy Tô đại ca ngươi tốt. Dù sao điểm này, người bên ngoài nói cái gì đều không dùng nàng liền cố chấp cho rằng như vậy. M. C. C. Đến người kinh thành sinh địa không quen, nàng cũng chỉ tin tưởng hắn. Tô tu giả nhìn nàng thần sắc, cũng biết hiện tại uống nắng vô dụng, dứt khoát cũng không uống nắng. Cho bọn thủ hạ bàn giao một chút sau đó, hắn liền chuẩn bị mang theo Lam Nhược Khê về nhà. Nếu là thật sự để nàng ở khách sạn khách sạn, hắn cũng không yên lòng. Nàng khẳng định cũng sẽ bất an. Tô tu giả về trước phòng, lấy ra một bộ áo mưa ra tới, hắn áo mưa phi thường lớn lam nhược khê mặt đều lê đất không có cách nào đi nhưng cưỡi ngựa trở về lại không có cách nào bung dù bên ngoài gió còn rất lớn dù nhịn không được tô tu giả liền trực tiếp dùng nội lực cắt may một chút đem áo mưa phía dưới cho cắt may đi đưa cho lam nhược khê nói ngươi mặc vào dạng này không dễ dàng bị dầm mưa vừa mới đi nhà ăn lúc ăn cơm tô tu giả cho lam nhược khê đánh dù không bung dù trở về sao cưỡi ngựa trở về quân doanh tạm thời cũng không ngựa xe lam nhược khê gật đầu rất ngoan ngoãn đem tô tu giả áo mưa mặc vào dù là áo mưa cắt may bỏ đi một khối lớn lam nhược khê mặc vào áo mưa cũng đi thẳng đến mắt cá chân còn rất lớn đưa nàng thân thể toàn bộ bao vây lại tay áo đều rất dài nàng đem tay áo cho tô tu giả nhìn tô tu giả tiến lên cho nàng đem tay áo đều kéo sau đó dắt ngựa tới cổng để lam nhược khê lên ngựa lam nhược khê trước kia cũng không biết cưỡi ngựa cưỡi ngựa của nàng vẫn là cùng tô tu giả học cho nên nàng nhìn thấy tô tu giả ngựa cũng rất có cảm giác thân thiết tiến lên sờ sờ ngựa sau đó lên ngựa tô tu giả dắt ngựa đi ra ngoài lam nhược khê nhìn xem hắn nói ngươi không được sao tô tu giả nói cứ như vậy đi tới là được nơi này cách nhà không xa nơi này là bắc sơn đại doanh đại doanh ba dặm địa ngoại chính là nơi ở đường đi chỉ có điều bên này người ở cũng không nhiều bởi vì bên này nơi ở cách chủ thành khu cũng có một khoảng cách nhưng tô tu giả ở chỗ này mua một chỗ hai tiếng tiểu viện tòa nhà cũng là vì ngày thường đi quân doanh thuận tiện lại có là có đôi khi nương còn có nhược tình các nàng nghĩ đến nhìn hắn liền cũng sẽ ở đây trú lại một đêm cho nên mua cái này tòa nhà để cho tiện lam nhược khê nói ngươi trước kia cứu ta mang ta bỏ trốn phản tặc truy sát thời điểm ngươi đều mang ta cưỡi một con ngựa hiện tại vì cái gì tô tu giả nói đối ngươi như vậy thanh danh không tốt, trước đó là bất đắc dĩ. Lúc ấy phản tặc truy sát vây công, lúc ấy còn chỉ có một con ngựa, vì bảo hộ Lam Nhược Khê, lúc ấy không lo được nhiều như vậy. Lam Nhược Khê nói, ta mới không thèm để ý các ngươi đại yến triều những cái kia hư giả thanh danh. Lam Nhược Khê nói đi đưa tay kéo tô tu giả góc áo nói, ngươi đi lên nhà, mặc áo mưa đều không thoải mái, ta nghĩ về nhà sớm bên trong nghỉ ngơi. Có được hay không vậy, bên ngoài gió thật lớn, ta cảm thấy lạnh. Lam Nhược Khê cùng Tô Tu Giả nũng nịu thời điểm, thanh âm kiều kiều nhu nhu, lại ngọt ngào nhu nhu. Tô Tu Giả chỉ có thể nhảy lên lên ngựa. Hắn cẩn thận tránh đi Lam Nhược Khê. Nhưng Lam Nhược Khê lại quay người ôm eo của nàng. Tô Tu Giả thân thể lập tức cương cứng, buông ra. Ngươi hung ta, ta thật vất vả đến kinh thành tìm tới ngươi, ngươi còn hung ta. Trước đó ngươi đều không thông qua ta đồng ý, đem ta đưa về nhà. Ta trên đường đi vừa kinh vừa sợ, ta tới tìm ngươi, ngươi cũng còn lạnh như băng. Lam Nhược Khê dù sao không sợ hắn cái dạng này, nàng biết như thế nào đối phó hắn lạnh như băng dáng vẻ. Chương 729, phiên ngoại 7 Lam Nhược Khê lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều là mềm mềm nhu nhu, nghe vào người lỗ tai đều cảm thấy ngọt vô cùng. Đương nhiên Lam Nhược Khê lúc nói chuyện, tay cũng không có buông ra, một mực ôm lấy eo của hắn. Tô tu giả biết không có cách nào cùng với nàng giải thích một số việc, nàng còn không hiểu hắn cũng biết lam châu đảo phong tục cùng đại yến triều không giống lam châu đảo đối nữ tử cùng nam tử đều như thế đối nữ tử không có nhiều như vậy hạn chế các nàng có thể đi làm muốn làm rất nhiều sự tình không có quy củ nhiều như vậy hạn chế lam nhược khê từ lam châu đảo đến kinh thành nếu để nàng người trên đảo biết cũng sẽ tán dương bọn hắn công chúa dũng cảm không sợ chỉ là tô tu giả nhìn xem trong ngực kiều nhuyễn người tay chân thậm chí cũng không biết để vào đâu thân thể của hắn cứng ngắc cố gắng không tới gần Lam Nhược Khê. Về phần có mấy lời, Tô Tu Giả cùng Lam Nhược Khê nói, nàng không nghe. Có lẽ cũng không hiểu hắn hàm nghĩa. Tô Tu Giả bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng giải thích nói, không phải hôn ngươi. Vậy chúng ta mau về nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tô Tu Giả biết lúc này không phải cùng Lam Nhược Khê tranh chấp thời điểm, chậm dần thanh âm nói, được. Cố gắng để chính hắn nhìn không phải rất hung dáng vẻ. Tô Tu Giả nhìn xem Lam Nhược Khê sắc mặt tái nhợt, cũng lo lắng nàng lại đông lạnh cho nên đánh sai nha nhanh hướng phía nơi ở đi đợi về nơi ở tô tu giả đi thả nước nóng thuận tiện lam nhược khê rửa mặt càng đem bên cạnh cái kia phòng thu thập một chút cầm mới đệm chăn trải tốt lam nhược khê nhìn xem gian phòng bố trí đều kinh ngạc không thôi gian phòng kia bố trí lại rộng rãi lại đẹp mắt tô tu giả giải thích nói đây là nhược tình tìm người sửa chữa một phen nệm dùng chính là mềm nệm người ngủ hẳn là sẽ dễ chịu một chút nơi này chỉ có nhược tình quần áo cái này mấy bộ cũng không mặc qua nhưng đều tẩy qua rất sạch sẽ người nếu là không ngại có thể cầm thay giặt một chút lam nhược khê biết tô nhược tình là tô tu giả nữ nhi tô tu giả nhìn xem lam nhược khê dáng người cùng nhược tình không sai biệt lắm cho nên mặc hẳn là phù hợp đương nhiên không ngại lam nhược khê mặc dù là lam châu đảo công chúa nhưng nàng lại không có chút nào yếu ớt tiếp lấy tô tu giả mang theo lam nhược khê đi vào phòng tắm bên này khi nhẫn cho Lam Nhược Khê giảng giải một chút phòng tắm như thế nào dùng. Đây là vòi nước, bên này là nước nóng. Đây đều là đồ rửa mặt, đây là gội đầu tóc, đây là xà bông thơm, đây là sữa tắm. Cô tu giả đem rửa mặt cần thiết đồ vật đều cho Lam Nhược Khê nói một lần. Lam Nhược Khê đều kinh ngạc ở, như thế đầy đủ, người nơi này rửa mặt tắm rửa thuận tiện A. Lam Nhược Khê biết cô tu giả nhìn xem lạnh lẽo cứng rắn, nhưng kỳ thực rất cẩn thận rất ôm nhu. Hơn nữa còn có bồn tắm lớn không nghĩ tới đều có thể ngâm tắm ngâm cái tắm nước nóng đều có thể ngủ dễ chịu một chút trước đó làm nhược khê tắm rửa dùng đều là thùng gỗ tô tu giả động tác trên tay dừng một chút không khỏi nghĩ đến nhược tình lúc ấy đến thời điểm nói lời cha những vật này nói cho ngươi một chút làm sao dùng những vật này ta đều không cần đến gội đầu cùng xà phòng ta biết không phải cha ngươi phải nhớ kỹ nếu là về sau có nữ tử tới đây ở ngươi hiểu rõ lời nói cũng biết những vật này đều là cái gì làm sao dùng cha ngươi không thể phản bác a à, dù sao ta đều cất kỹ còn có cái này mấy bộ quần áo dựa theo ta kích thước làm đều là mới rửa sạch sẽ cái này mấy bộ kiểu dáng hơi lớn một điểm cái này mấy bộ kiểu dáng hơi nhỏ một chút cha nếu là có nữ nhân lại truy cầu ngươi ngươi cần phải bắt lấy không thể giống thửa thiếu thời đối đại dương di như thế nữ nhân nội tâm đều là rất yếu đuối ngươi nói chuyện không thể lạnh như vậy cứng rắn Tô tu giả giờ phút này không khỏi nghĩ đến nữ nhi nhắc tới hắn một ít lời. Chương 730, phiên ngoại 8 Tô tu giả nói, những vật này ngươi tùy tiện dùng, tùy ý là được. Nếu là có gì cần lại nói với ta. Tô tu giả đem có thể nghĩ tới đều nghĩ đến. Càng là sợ Lam Nhược Khê sẽ không dùng vòi nước, tự mình làm mẫu một chút như thế nào dùng. Càng là giúp Lam Nhược Khê thả ra nước nóng, điều tốt nhiệt độ. Dạng này thuận tiện. Lam Nhược Khê nhìn xem tô tu giả, nhìn xem hắn ôn hòa kiên nhẫn thần sắc, khóe miệng có chút dương lên. Ân, tốt, ta biết. Nhìn xem Lam Nhược Khê nhu thuận dáng vẻ, Tô Tu Giả vẫn có chút không yên lòng. Chẳng qua hắn nghĩ nghĩ, giống như không có gì có thể lấy lời nhắn nhủ, liền đi ra phòng tắm, đóng kỹ cửa phòng. Lam Nhược Khê vui sướng rửa mặt trong bồn tắm ngâm tắm. Đợi rửa mặt xong về sau, cầm quần áo mặc, đem đầu tóc xác không sai biệt lắm về sau, nàng mới trở lại sảnh phòng. Lúc này tô tu giả cũng đốt tốt nước nóng, ngâm tốt nước trà. Rửa mặt xong sao? Lam Nhược Khê gật đầu nói, ân, không nghĩ tới các ngươi nơi này phòng tắm rửa thuận tiện như vậy. Còn có kia dầu gội sữa tắm thật tốt dùng. Ta tại Lam Châu Đảo đều chưa thấy qua. Tô tu giả giải thích nói, kia là tam đệ muội nghiên cứu ra được, kinh thành bên này có chuyên môn son phấn bột nước cửa hàng, liền bán những thứ này. Tô tu giả không hiểu rõ lắm những thứ này. Nhưng gội đầu lộ xác thực dùng rất tốt nhớ kỹ tam đệ muội nói qua, đó là dùng dược liệu chế tác được. Vừa tắm rửa xong, Lam Nhược Khê trên thân còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Trên người nàng không chỉ có sữa tắm dầu gội nhàn nhạt mùi thơm, càng có chính nàng bản thân thể chất hương khí. Trước đó trên đường, nàng đều mang theo hương liệu che lại. Nhưng lúc này tắm rửa xong, đem hương liệu đặt ở một bên, trên người nàng tự mang mùi thơm cơ thể, liền có một loại nhàn nhạt thiếu nữ hương thơm khí tức. Lam Nhược Khê chỗ Lam Châu đảo hoa cỏ tươi tốt, còn thừa thải trân châu đại khái cũng là bởi vì như thế cho nên nàng từ xuất sinh tự mang mùi thơm cơ thể muốn đi ngủ một lát vẫn là uống chút nước trà lam nhược khê này sẽ cũng không làm sao khốn nàng thích cùng hắn ở cùng một chỗ cảm giác cho nên liền cầm lên nước trà đến uống đây là trước ngươi cho ta uống qua nước trà là trà nhài uống rất ngon lam nhược khê yêu thích tô tu giả cũng đều nhớ kỹ rất rõ ràng không tự chủ được cứ như vậy ghi nhớ nhìn xem nàng giữa lông mày lộ ra vui sướng thần sắc tô tu giả trên mặt cũng mang lên nhu hòa màu sắc nơi này còn có rất nhiều muốn uống ta ngày thường không ở nhà chính ngươi cầm ngâm đến uống lam nhược khê muốn để tô tu giả bồi tiếp nàng nhưng nàng cũng biết tô tu giả có chuyện phải bận rộn hắn là tướng quân quân doanh cũng cần hắn cho nên cảm thấy mình hẳn là lý giải hắn duy trì hắn làm tướng quân liền gật đầu lam nhược khê cùng tô tu giả nói một lần trên đường đi sự tình nói nói liền cũng buồn ngủ. Nhìn nàng làm cho không thể mở mắt ra được dáng vẻ, tô tu giả nói, ngươi về phòng trước đi ngủ, ga giường đệm giường chăn mình ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Lam Nhược Khê lắc đầu nói, ta không muốn đi ngủ, ngủ, ngươi lại muốn đem ta đưa trở về. Nếu là tỉnh lại không gặp được ngươi, ta sẽ biết sợ. Tô tu giả trầm mặt một cái chớp mắt nói, ta ngay ở chỗ này, nơi nào đều không đi, cũng không đưa ngươi trở về, ngươi an tâm đi ngủ, tỉnh lại sẽ còn nhìn thấy ta. Nghe xong cái này, Lam Nhược Khê yên tâm. Đi Tô Tu giả chuẩn bị cho nàng gian phòng, cũng liền tại Tô Tu giả gian phòng bên cạnh. Làm tiếng ổ chăn nằm xuống về sau, Lam Nhược Khê đều kinh ngạc không thôi. Cái này gối đầu thật mềm thật thoải mái, còn có cái giường này nằm cũng dễ chịu, rất mềm mại. Nàng trong nhà dùng gối đầu cùng giường đều rất cứng, khách sạn cũng là như thế. Cho nên Lam Nhược Khê nhìn xem những cái này, trực tiếp kinh ngạc ở. Liền giường đầu giường đều điêu khắc tinh mỹ hoa văn lam nhược khê hiếu kỳ nhìn xem cái này nhìn xem cái kia nàng có chút không thể tưởng tượng nổi sau đó từ trên giường xuống tới đi vào bên cạnh cái kia nhìn xem giống cái ghế đồ vật bên trên nàng lên trên một tòa cả người đều hỏng vào cùng giường đồng dạng mềm mại lam nhược khê trực tiếp từ trong phòng ra tới nói tô đại ca gối đầu giường còn có cái này cái ghế đều thật mềm thật thoải mái đây là làm thế nào ra tới kinh thành có bán những cái này sao ta đều nghĩ đến cho ta cha mẹ cùng ca ca mua một chút trở về. Chương 731, phi ngoại chính. Lam Nhược Khê nhìn xem trong phòng hết thảy đều thích. Còn có ngăn tủ, còn có bàn trang điểm. Nàng cảm giác những cái này đều xinh đẹp như vậy còn thực dụng. Tô Tu giả giải thích nói, những gia cụ này kinh thành không có bán, đều là từ Vân Châu vận chuyển tới. Lam Nhược Khê sững sờ, Vân Châu sao? Tô Tu giả gật đầu nói, ân từ khi đại yến triều cùng cổ lâm vương đình khai thông buôn bán vãng lai về sau cổ lâm vương đình bên kia đồ nội thất liền sẽ vận chuyển đến vân châu các nơi thương nhân sẽ từ vân châu lại đem đồ nội thất đưa đến các nơi nói lên đồ nội thất đến liền không thể không nói tới nhị đệ nữ nhi nhược vân bây giờ nhược vân đã trở thành cổ lâm vương đình hoàng hậu hơn nữa còn là thủ bách tính yêu quý hoàng hậu tô nhược vân nhìn xem bên kia vật liệu gỗ nhiều liền nghĩ lấy mở đồ nội thất cửa hàng đương nhiên hải cảng bắt đầu xây cho nên vận chuyển đến Vân Châu đồ nội thất cũng không nhiều. Nhưng Nhược Vân để người cho người tô gia đều phối rất nhiều đồ nội thất. Ghế sofa nệm những cái này ngược lại là nhược tình căn cứ nàng tam thẩm chỉ đạo, để người làm được. Còn không có mở tiệm, vừa làm ra cho nhà mình dùng. Ghế sofa cùng nệm gối đầu ngươi nếu là thích, ta quay đầu để người cho Lam Châu Đảo đưa đi. Lam Nhược Khê khoát tay nói, không không, ta chính là trước nhìn một chút. Lam Nhược Khê nhìn tô tu giả thần sắc, đã cảm thấy thứ này hẳn là không bán, tương đối hiếm lạ. Nàng tới là báo ân, cũng không phải đến cho Tô Tu Giả thêm phiền phức. Lam Nhược Khê hiểu rõ một chút những cái này kêu cái gì, cùng Tô Tu Giả khoác tay áo, lên giường đi ngủ. Đại khái cũng là buồn ngủ, cũng có lẽ là gối đầu đầu rất dễ chịu, cái này một giấc Lam Nhược Khê ngủ rất tốt rất dễ chịu. Mãi cho đến ngày thứ hai nửa buổi sáng, Lam Nhược Khê mới tỉnh lại. Nửa buổi sáng thời điểm ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào trong phòng ánh mặt trời chiếu trong phòng lam nhược khê đều có một loại uể oải cảm giác nàng từ từ mở mắt nhìn xem ánh nắng tươi sáng dáng vẻ đều hoảng hốt một chút một lát sau nàng mới hồi phục tinh thần lại ý thức được nơi này là nơi nào lam nhược khê ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt rửa mặt xong sau lam nhược khê đi tìm tô tu giả ngay tại phòng bếp tìm được hắn tô tu giả ngay tại nhu diện tô đại ca ngươi đang nấu cơm sao? Dù là tô tu giả tại làm những cái này, Lam Nhược Khê nhìn xem hắn đều cảm thấy từng hành động cử chỉ như vậy tôn quý bất phàm. Còn nhớ rõ trước kia hắn cứu nàng, mang theo nàng tiếng sơn lâm, hai người tại trong núi rừng thời điểm, ăn đồ vật đều là hắn chuẩn bị. Khi đó hắn đi săn cho nàng thịt nướng nướng cá ăn. Đều rất mỹ vị. Không nghĩ tới hắn sẽ còn nhu diện. Tô tu giả nghe được thanh âm, nhìn xem Lam Nhược Khê, thần sắc thả nhẹ nhàng nói, ân, đang nấu cơm. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Đều có thể, chỉ cần cùng Tô Đại ca ngươi cùng nhau ăn cơm, ăn cái gì đều ngon. Tô Tu giả đại khái đoán được nàng lý do thoái thác, nói, ăn trước điểm tâm, giữa trưa làm nhân bánh bánh ăn. Tốt tốt. Nghe xong đĩa bánh, Lam Nhược Khê thật hưng phấn lại chờ mong. Điểm tâm Tô Tu giả cho Lam Nhược Khê làm chân sủi cảo ăn. Lam Nhược Khê vốn cho rằng Tô Tu giả ăn điểm tâm, không nghĩ tới hắn cũng không ăn, chờ lấy nàng cùng một chỗ ăn. Nàng nhìn xem trong lòng yên lặng có chút cảm động. Nàng đã bị hắn cảm động thật nhiều lần. Cái này chưng sủi cảo ăn ngon thật. Tô đại ca, trước ngươi đáp ứng ta đợi có cơ hội ta đến kinh thành, ngươi làm món ngon cho ta, hóa ra là thật. Nàng còn tưởng rằng khi đó hắn nói đều là nói đùa. Thực sự là nàng không nghĩ tới tài nấu nướng của hắn sẽ tốt như thế. Thế nhưng là tô đại ca, ngươi ngày thường không phải phải bận rộn huấn luyện binh sĩ sao, cũng biết nấu cơm sao. Tô tu giả giải thích nói ban đầu ở Liễu Hà Thôn thời điểm học một chút trù nghệ. Chương 732, phiên ngoại 10. Ăn ăn ngon đồ ăn, Lam Nhược Khê vui vẻ mặt mày cong cong đều cười lên. Khi tô đại ca ngươi thật lợi hại, biết làm cơm, ta liền sẽ không. Lam Nhược Khê am hiểu sự tình chính là mài trân châu phấn, xuyên trân châu chờ. Cùng bọn hắn Lam Châu Đảo cần làm sự tình có quan hệ. Trước đó tại Lam Châu Đảo thời điểm, Lam Nhược Khê mang dây chuyền khuyên tai vòng tay đều là trân châu làm mà lại nàng dùng đều là rất lớn loại kia trân châu, phi thường xinh đẹp. Chỉ có điều dọc theo con đường này ăn ở đi đường, nàng đem trân châu đều bán đi. Lam Nhược Khê không biết trân châu tại Đại Yến triều giá cả. Tô Tu giả nói, muốn ăn cái gì, để ta làm thuận tiện. Tiểu cô nương mới 18 tuổi, tại Tô Tu giả xem ra vẫn là tiểu cô nương, trong nhà cũng là bị cha nàng nương sủng ái người. Không biết làm cơm đều là bình thường sự tình. Nếu không phải bọn hắn từng bị lưu vong qua, nếu không phải tại liễu hà thông đợi qua, tô tu giả cũng không biết làm cơm. Nương còn có nhược vân nhược tình đi theo tam đệ muội học qua trù nghệ. Có đôi khi tam đệ muội bận biệu, tô tu giả cũng sẽ cho hắn nương trợ thủ giúp làm cơm. Nhưng hắn tại liễu hà thông đợi thời gian ít, có chút phức tạp đồ ăn hắn cũng sẽ không làm. Nhưng tiểu cô nương thích ăn đồ ăn, tô tu giả vẫn là sẽ làm. Lam nhược khê cao hứng nói, tô đại ca, ngươi thật tốt. Vậy ngươi nấu cơm thời điểm, ta cho ngươi trợ thủ, ta cho ngươi hỗ trợ. Lam Nhược Khê ăn chưng sủi cảo uống vào cháo trứng muối thịt nạc đều cảm thấy thật tốt ăn. Ăn ngon thật, cái này cháo trứng muối thịt nạc bên trong trứng muối cũng ăn ngon. Chẳng qua ta trên đường đi tới, cũng biết cái này trứng muối là Tiêu quận chúa nghiên cứu ra được, mọi người nhất lên Tiêu quận chúa đều rất thích nàng. Đương nhiên Lam Nhược Khê cũng không biết Tô Tu giả Tam đệ muội chính là Tiêu quận chúa. Nàng chỉ là đối Tiêu quận chúa rất hiếu kỳ. Bởi vì cảm giác dân chúng đều rất kính yêu Tiêu quận chúa có thể để cho nhiều người như vậy đều yêu quý người nhất định rất lợi hại. Tô tu giả không nói chuyện, tam đệ muội làm sự tình, liền hắn đều bội phục. Nếu là nữ tử có thể chức vị, nếu là tam đệ muội có thể chức vị, nhất định có thể lưu danh sử sách. Tô tu giả ăn cơm nhanh, đây là tại trong quân doanh luyện ra. Chẳng qua Lam Nhược Khê ăn cơm chậm, vừa ăn cơm một bên cùng Tô tu giả nói chuyện. Ngày thường thời điểm, Tô tu giả lời nói cũng không nhiều, nhưng Lam Nhược Khê hỏi cái gì, hắn đều sẽ trả lời. Ăn cơm no về sau, Lam Nhược Khê muốn giúp lấy thu thập, Tô Tu Giả đều không có để. Thu thập xong rửa sạch bát đũa về sau, Tô Tu Giả tiếp tục vì cơm trưa làm chuẩn bị. Đại khái cũng là nghĩ lên từng tại phiên chợ bên trên mua qua đĩa bánh, Lam Nhược Khê ăn liền rất thích. Hắn suy đoán nàng hẳn là thích ăn đĩa bánh. Lam Nhược Khê muốn động thủ hỗ trợ, Tô Tu Giả đều vô dụng. Cho nên Lam Nhược Khê ngay tại bên cạnh cùng Tô Tu Giả liếu riếu nói lời nói. Đúng, Tô Đại ca, ngươi không cần đi quân doanh sao mặc dù nàng hy vọng tô tu giả bồi tiếp nàng nhưng nàng cũng sợ ảnh hưởng chuyện của hắn tô tu giả nói hai ngày này vừa vặn nghỉ ngơi ngược lại là không có việc gì cũng là lam nhược khê đến nhiều trùng hợp cho nên vừa vặn đến tô tu giả một hưu thời điểm quá tốt tô tu giả nói buổi chiều ngươi nếu là muốn đi đi dạo một vòng ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng tốt ta còn không hảo hảo nhìn qua kinh thành bộ dáng về phần một bên khác Bếp sau một phụ nhân vừa vặn đến phiên nàng nghỉ ngơi thời điểm, nàng về trang tử nhìn thấy tô lão phu nhân. Phụ nhân lưu thị kích động vội vàng đi qua cùng tô lão phu nhân nói chuyện. Nhất là nói lên tô tu giả mang một cái cô nương xinh đẹp đi nhà ăn ăn cơm, còn rất có kiên nhẫn, tô lão phu nhân đều kinh ngạc đến ngay người. Tô lão phu nhân một cái nắm chặt lưu thị tay, kích động ánh mắt đều rung nói, lưu muội tử, người nói thế nhưng là thật, xác định không có hoa mắt a à. Chương 733, phiên ngoại 11 Tô lão phu nhân lúc này nghe tin tức này, trong lòng đừng đề cập nhiều kích động. Đương nhiên nàng còn có chút không thể tin được. Từ khi trải qua chuyện lúc trước, nàng đứa con trai này liền không gần nữ sắc. Một bộ lãnh tình dáng vẻ. Có chút nữ tử làm thủ đoạn tới gần hắn đều không dùng. Tô tu giả làm sao lại chủ động tiếp cận một nữ tử, còn đối nữ tử kia vô cùng có kiên nhẫn. Nàng đều không thể tưởng tượng cái kia hình tượng. Lúc này tô lão phu nhân chỉ là suy nghĩ một chút, đều hận không thể lập tức chạy tới. Cho nên trực tiếp xưng hô Điền Trang bên trong Lưu Thị Lưu Mụi Tử. Lưu Thị quả thực được sủng ái mà lo sợ. Đây chính là Tô Lão Phu Nhân A, nàng sao có thể để Tô Lão Phu Nhân tiếng kêu Mụi Tử. Nhưng không thể không nói, trong nội tâm nàng cũng đi theo kích động. Đủ để chứng minh tin tức này trọng yếu bao nhiêu. Lão Phu Nhân coi trọng cỡ nào. Lưu Thị thẳng tắp lưng, chân thành nói, Lão Phu Nhân, vậy khẳng định là thật không riêng ta nhìn thấy, trong quân doanh binh lính tuần tra đều nhìn thấy, bếp sau tất cả mọi người nhìn thấy nữa nha. Tô tướng quân cũng không phải lạnh lẽo cứng rắn tâm địa, tô tướng quân đối với người ta tiểu cô nương rất cẩn thận cũng rất chiếu cố, thần sắc đều so ngày thường ôn hòa nhiều. Lưu Thị nói liên miên lại nhảy đem nhìn thấy sự tình đô sự vô cự tế cùng tô lão phu nhân nói. Tô lão phu nhân kích động nói, quá tốt. Hắn cuối cùng là thông suốt. Lưu Mụi Tử, lần này thật đúng là cảm ơn ngươi. Tô lão phu nhân nghe được những tin tức này, đã nói lên tô tu giả là người bình thường. Còn cảm thấy cô nương kia tốt, có thể để cho tu giả như thế chiếu cố, nói rõ tại tu giả trong lòng cũng là không giống. Lão phu nhân nghĩ đến những cái này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trong tay nàng còn cầm một rổ lạp xưởng hung khói, trực tiếp cho lưu thị. Đây là tô lão phu nhân trừ hỏa chân ruột tác phường cầm. Nghĩ đến nhược tình cùng hoắc băng sách còn có động văn nhân vợ chồng ngày mai muốn tới trong nhà ăn cơm, nàng chuẩn bị thêm điểm đồ ăn. Lưu Thị vội vàng khoát tay nói, lão phu nhân, ngươi cái này nhưng thách khí, ta cũng chính là nói cho ngươi một chút, cũng không thể cầm những vật này. Lưu Thị nói cái gì cũng không cầm. Tô lão phu nhân cũng là thực tình cảm kích, cuối cùng kiên trì dưới, Lưu Thị cũng chỉ là cầm mấy cây lạp xưởng hung khói. Lưu Thị rõ ràng nhất, đừng nhìn lạp xưởng hung khói tắt vườn mở thời gian dài như vậy, nhưng lạp xưởng hung khói ăn ngon a, à, mua quá nhiều người ngày thường bọn hắn người bình thường cũng không dễ dàng mua được lạp xưởng hung khói rất nhiều thương nhân đều đặt trước lạp xưởng hung khói làm tốt về sau rất nhiều thương nhân đều cầm đi những châu khác bán dù sao nghe nói sinh ý rất tốt nhìn xem trong tay lạp xưởng hung khói lưu thị trong lòng cao hứng dẫn theo vội vàng về nhà nàng về nhà đưa cho cháu trai ăn tô lão phu nhân sau khi về nhà trong lòng đều kìm nén không được tâm tình kích động cảm giác làm cái gì đều rất có nhiệt tình nàng cũng muốn đi xem nhìn cô nương kia, nhưng sợ hù dọa người ta. Cho nên tô lão phu nhân liền nhịn xuống. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, Đổng Văn Nhân mang theo vợ hắn Cốc Thư Ninh đến, còn có hoắc băng sách tô nhược tình cùng mang theo bọn hắn hài tử đến trong nhà cùng nhau ăn cơm. Tô lão phu nhân trong lòng cao hứng, ông lấy trọng ngoại tôn cười không ngậm mồm vào được. Giữa trưa mau ăn cơm thời điểm, tô lão phu nhân đều tự mình xuống bếp. Tô nhược tình đều không cho tô lão phu nhân vội vàng. Nãy nãy, ngươi để phòng bếp người nấu cơm là được, sao có thể ngươi tự mình xuống bếp. Ta thân thể này cứng rắn, không có cảm thấy mệt mỏi, mà lại ngươi tam thẩm nói, hoạt động một chút đối thân thể còn tốt. Ngươi A cũng không cần nhọc lòng. Tô Nhược Tình giống như nghĩ đến cái gì nói, nãy nãy, ta nói cho ngươi sự kiện, theo cha ta có quan hệ. Tô Lão Phu Nhân nghe xong, động tác trên tay dừng lại nói, thật đúng là xảo. Nàng cũng đang nghĩ, muốn hay không đem nghe nói sự tình cùng Nhược Tình nói một câu. Tô Nhược Tình nói, chiều hôm qua ta nhìn thấy cha ta. Tô Lão Phu Nhân quay đầu chân thành nói, ngươi thật nhìn thấy cha ngươi, hắn đi xem ngươi rồi. Tô Nhược Tình nói, không phải, ta ở trên xe ngựa nhìn thấy, cha ta tại dạo phố đâu, chẳng qua không phải một mình hắn dạo phố, bên người còn mang theo một người. Chương 734, phiên ngoại 12 Nói lên cái này đến, Tô Nhược Tình cũng nhịn không được cười lên. Nãy nãy, ngươi cũng không biết, kia là nữ tử, rất xinh đẹp, Ta quả thực không thể tin được. Nãy nãy, ngươi nói cha ta có phải là thông suốt, cuối cùng là nguyện ý tiếp xúc nữ tử đến. Tô lão phu nhân nghe Tô Nhược Tình nói như thế, liền triệt để tin tưởng Lưu thị. Trong lòng đều yên tâm. Cùng Tô Nhược Tình nghiên cứu thảo luận một phen, biết được cô nương kia nhìn xem trẻ tuổi xinh đẹp, trong lòng lại có chút lo lắng. Nói thế nào Tô tu giả đều hơn 30 tuổi người. Người ta tiểu cô nương nhìn xem 18, 19 tuổi cho nên nàng cũng không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Đương nhiên lúc ăn cơm, Đổng Văn Nhân cũng nói lên cái này tới. Tô lão phu nhân đều sững sờ, ngươi biết. Đổng Văn Nhân nói, đương nhiên, biểu ca mấy năm này điển hình không gần nữ sắc, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện nữ tử, còn cùng một chỗ dạo phố, không ra nửa ngày đều truyền thắp kinh thành. Hiện tại mọi người phía sau đều đang nghị luận thảo luận chuyện này đâu. Tô lão phu nhân sốt ruột nói, Văn Nhân, vậy ngươi nói, biểu ca ngươi đến cùng là thế nào cái ý tứ hắn nguyện ý tiếp cận nữ tử động tâm không động tâm a à. tô lão phu nhân vẫn là hy vọng tô tu giả tranh thủ thời gian cưới vợ ngươi cũng biết tô gia trước đó bị lưu vong qua cho nên ta bây giờ căn bản không thèm để ý cửa gì ý kiến chỉ cần là cô nương tốt là được trước kia tô lão phu nhân khả năng cũng cảm thấy môn hộ rất trọng yếu nhưng tô gia bị lưu vong qua đi qua trong làng đợi qua cũng biết trong thôn rất nhiều người thuần phát thiện lương dù là các nàng không có đọc qua sách không có biết chữ nhưng tâm địa lại rất tốt nhưng so sánh kia cái gì người nhà họ lưu mạnh hơn đổng văn nhân phân tích nói mặc dù ta cũng không hiểu nhiều nhưng ta cảm thấy biểu ca đã có thế nguyện ý mang theo nữ tử kia dạo phố nội tâm của hắn nhất định không bài xích nữ tử này còn nguyện ý chiếu cố nàng nói rõ nàng trong lòng hắn không giống chỉ là không có cùng chúng ta tất cả mọi người nói khả năng trong lòng có chút lo lắng nói thế nào biểu ca lúc trước hắn trải qua một chút sự tình Chính hắn khả năng cũng đem tâm phong bế. Hắn loại người này a à, chỉ có nữ tử chủ động khả năng tiếp cận hắn, nếu là dựa vào hắn chủ động, không thể. Bởi vì hắn sợ tổn thương đến người bên ngoài. Động văn nhân dạng này vừa phân tích, tất cả mọi người minh bạch. Cô lão phu nhân nói, xem ra chúng ta vẫn là không muốn can thiệp rất nhiều, giả vờ như không biết, dạng này cũng sẽ không cho hắn cái gì áp lực. Cũng sẽ không cho con gái người ta áp lực. Tất cả mọi người nhất trí gật đầu cho nên đều giả vờ như không biết. Dù là kinh thành nhân nghị luận xôn xao, người tô gia cũng một điểm biểu thị đều không có. đúng vậy, liên tục mấy ngày, kinh thành trong âm thầm cũng bắt đầu nghị luận chuyện này. không phải đâu, tô tướng quân thật thông suốt rồi. phải nói nữ tử kia thủ đoạn lợi hại a, à, vậy mà có thế tiếp cận tô tướng quân. nhìn xem cũng không biết, không phải chúng ta kinh thành huân quý người ta nữ tử, nói rõ thân phận phổ thông, nàng đây là muốn bay lên đầu cành biến vượng hoàng a thảo thủ đoạn nhưng nữ tử kia nhìn xem rất xinh đẹp cảm giác tô tướng quân đều rất sủng nàng nàng mua đồ tô tướng quân phụ trách cho bạc hơn nữa còn yếu ớt vô cùng tô tướng quân đối nàng rất có kiên nhẫn bộ dáng lên xe ngựa xuống xe ngựa đều muốn che chở nữ tử này đến cùng thân phận gì kinh thành nhiều như vậy huân quý nữ tử đều không có so qua cái này người đương nhiên tô tu giả nghe được dư luận về sau có chút trầm mặt cái này khiến hắn nghĩ tới tuổi thiếu thời thời điểm khi đó thuở thiếu thời, hắn để ý người khác cái nhìn, để ý người khác nói như thế nào Dương Yên Nhiên. Đến mức chọn thanh danh nhìn như cực tốt lưu gia đích nữ. Nhưng kỳ thực ngoại giới thanh danh không thể tin, người bên ngoài nói cái gì cũng căn bản không trọng yếu. Chỉ là hắn vẫn là lo lắng Lam Nhược Khê. Uống trà thời điểm, hắn nhìn xem nàng nói, kinh thành người trong âm thầm đang nghị luận ngươi ta, có mấy lời cũng không dễ lọc tai, sẽ đối ngươi thanh danh sinh ra ảnh hưởng. Muốn nói tống nàng về nhà lời nói, sợ nàng thương tâm, cho nên tô tu giả còn chưa nói ra miệng, nhưng biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Chương 735, phiên ngoại 13 Lam Nhược Khê căn bản không thèm để ý người bên ngoài nói như thế nào. Ta mới không thèm để ý những cái này, tại sao phải tại người khác thảo luận trong ánh mắt sinh hoạt, qua tốt chính mình sinh hoạt liền tốt. Dù sao không cho ngươi nói đưa ta về nhà. Ta liền phải ở đây. Lam Nhược Khê ánh mắt chấp nhất. Tô Tu giả cân nhắc một chút nói, ngươi biết, dạng này cũng sẽ để người bên ngoài hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi. Lam Nhược Khê ánh mắt sáng lên, chớp chớp nói, tất cả mọi người hiểu lầm chúng ta quan hệ thế nào. Tô Tu giả đối đầu Lam Nhược Khê dạng này ánh mắt mong đợi, đột nhiên trầm mặt, lời vừa tới miệng có chút nói không nên lời. Đại Thái hắn biết nói ra, Lam Nhược Khê căn bản cũng sẽ không để ý những thứ này. Nàng y nguyên sẽ làm theo ý mình. Tô Tu giả nhìn xem nàng, nội tâm than nhẹ, nếu là thuở thiếu thời, hắn có thế có loại này giác ngộ, có thế dạng này không thèm để ý người bên ngoài cách nhìn, có thế nhiều tùy hứng một chút, có lẽ hết thảy đều sẽ khác nhau. Chẳng qua chuyện đã qua đều đi qua, hắn bây giờ đã không phải là thuở thiếu thời đợi hắn. Tô tu giả lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi nếu là không thèm để ý liền ở đây ở, ngày mai ta liền muốn rút quân về doanh. Ta sẽ ở đây thu xếp bà tử ám vệ còn có nha hoàng, các nàng sẽ chiếu cố tốt ngươi cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngươi nếu là nghĩ dạo phố muốn mua đồ vật, nha hoàng cùng bà tử sẽ bồi tiếp ngươi còn có những này là ngân phiếu ngươi cầm dùng thích gì liền mua không đủ ta cho ngươi thêm chỉ là những cái này ngân phiếu cộng lại đều lên vạn lượng lam nhược khê tự nhiên không phải phung phí bạc người tự nhiên không dùng đến những thứ này những cái này đầy đủ ta sẽ không mua quá nhiều đồ vật hôm trước dạo phố ngươi cho mua đồ trang sức cũng rất nhiều nàng chỉ là nhìn một chút tô tu giả cảm thấy nàng thích liền mua cho nàng Vậy ta nếu là muốn tìm ngươi làm sao bây giờ? Ngươi để người đi quân doanh cho ta mang hộ tin, ta sẽ trở về. Nói thật, đem Lam Nhược Khê để ở chỗ này, tô tu giả cũng không yên lòng. Cũng may quân doanh cách bên này cũng không xa. Ban đêm vẫn là tô tu giả nấu cơm, tô tu giả ăn bài người sáng ngày thứ hai mới có thể đến. Ăn cơm no về sau, Lam Nhược Khê cuốn lấy tô tu giả bồi tiếp nàng nói chuyện đánh cờ. Tô tu giả một mực tốt tính bồi tiếp nàng lam nhược khê biết đại khái tô tu giả sẽ che chở nàng dung túng lấy nàng cho nên mới sẽ ngẫu nhiên đùa nghịch chút ít tùy hứng chỉ là tối hôm đó lam nhược khê lúc ngủ lại bị đau bụng tỉnh sắc mặt của nàng trắng bệch gần như đều đứng không vững nàng từ trên giường xuống tới thời điểm đầu một choáng cả người lập tức ngã ngồi trên mặt đất ngô tô tu giả ngay tại bên cạnh đi ngủ bản thân giấc ngủ cạn bởi vì nội lực công pháp đối thanh âm cảm giác càng thêm nhạy cảm cho nên nghe được động tĩnh, Tô Tu giả nhanh chóng xuống đất đi vào Lam Nhược Khê bên ngoài gian phòng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, Nhược Khê, thế nhưng là xảy ra chuyện gì rồi? Lam Nhược Khê nghe được Tô Tu giả thanh âm, lúc này mới rung giọng nói, Tô Đại Ca, ta. Tô Đại Ca, ngươi trước tiến đến. Tô Tu giả nghe được Lam Nhược Khê thanh âm không đúng, mở cửa đi vào. Liền thấy Lam Nhược Khê ngồi sập xuống đất, cả người nhìn xem yếu đuối không thôi. Làm sao rồi? Tô Tu giả vội vàng ngồi xổm xuống đem Lam Nhược Khê ôm. Chính hắn đều không có ý thức được, vừa mới hắn đối nàng có bao nhiêu khẩn trương. Lam Nhược Khê đều chăm chú tựa ở Tô Tu giả trong lòng ngực. Nàng có chút tham luyến cái này ôm ấp. Có lẽ tại là lúc yếu ớt nhất, càng không bị khống chế ỷ lại bên người người này. Tô Tu giả dùng nội lực đem trong phòng ngọn nến nhóm lửa. Nhóm lửa ngọn nến, trong phòng ánh đèn sáng tỏ về sau, Tô Tu giả cúi đầu xem xét Lam Nhược Khê phải chăng thụ thương, lại phát hiện lúc này quần áo của nàng có chút rộng mở, lộ ra da thịt xương quai xanh còn có. Tô tu giả cuốn họng thật sâu nhấp nhô dưới, nhanh chóng tránh đi ánh mắt. Chương 736, phi ngoại 14 Lam Nhược Khê lúc này đau trước mắt từng đợt choáng ván, đâu còn chú ý tới quần áo như thế nào. Nàng chỉ là ôm thật chặt tô tu giả. Tô tu giả phỏng tay đồng dạng mau đem nàng thả trên giường. Thế nhưng là Lam Nhược Khê lại không buông tay, nàng kiều kiều nhu nhu hô hào hắn, tô đại ca. Lam Nhược Khê thanh âm càng là mang theo một loại mềm nhu giọng nghẹn ngào, nhất là tại trong đêm khuya, tô tu giả thân thể đều căng thẳng lên. Trong thân thể dường như có cái gì bị nhen lửa. Cấm dục nhiều như vậy năm, tô tu giả giờ khắc này cảm giác ngưng kết huyết dịch phản phất nóng hổi. Tô tu giả không dám nhìn tới Lam Nhược Khê, chỉ thấp giọng khàn khàn nói, làm sao vậy, có phải là nơi nào không thoải mái? Ta đi cấp ngươi mời đại phu. Lam Nhược Khê ôm lấy hắn, không để hắn đi, thấp giọng nói, Tô đại ca, ta không sao. Ta chính là cái kia, tới. Lam Nhược Khê ôm lấy Tô Tu Giả tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói hai chữ. Tô Tu Giả bên tai đều đỏ. Ngươi trước nằm một hồi, ta đi cấp ngươi chuẩn bị nước nóng. Tô Tu Giả vội vàng cho Lam Nhược Khê đắp kín mình. Cả người hắn như là chạy trối chết đồng dạng ra ngoài. Một lát sau, Tô Tu Giả dùng túi bao lấy một vật tiến đến, trong tay còn bưng một bát đường đỏ nước. Đường đỏ nhiệt độ nước độ vừa vặn mang theo nhiệt độ. Trước tiên đem cái này uống, còn có đây là túi trường nóng, đặt ở trên bụng có thế ấm áp một chút. Lam Nhược Khê lúc này căn bản không còn khí lực, cho nên Tô Tu giả đưa nàng nâng đỡ, để nàng dựa vào ngồi dậy, đằng sau cho nàng đệm cái gối đầu. Sau đó Tô Tu giả từng muỗng từng muỗng đút Lam Nhược Khê uống đường đỏ nước. Uống xong về sau, Tô Tu giả lấy ra khăn đến cho Lam Nhược Khê lau đi khóe miệng nước động. Liền như là trước đó hắn cứu nàng, mang theo nàng trèo đèo lội suối đoạn thời gian kia chiếu cố nàng đồng dạng từng ly từng tí còn như vậy cẩn thận lam nhược khê nhìn xem tô tu giả đáy mắt đều mang si mê thần sắc lam nhược khê trong lòng mình rõ ràng nàng thích tô tu giả nhưng nàng biết hắn cái này nhân tâm lý phòng tuyến rất nặng nàng không dám biểu lộ ra đương nhiên báo ân cũng là thật báo ân chỉ là không phải có một câu đều như vậy nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp nàng đều nghĩ kỹ Thế nhưng là tô tu giả nghĩ như thế nào, nàng căn bản không biết. Nhưng hắn nguyện ý chiếu cố nàng, như thế cẩn thận, trong nội tâm nàng vẫn là rất cảm động. Lam Nhược Khê cảm giác thật nhiều, muốn đi toilet thay giặt. Tô tu giả ôm lấy nàng đi toilet. Đợi nàng tốt, Lam Nhược Khê cảm giác có chút khí lực, nàng có thể tự mình đi. Nhưng nàng vẫn là nói không còn khí lực, giang hai tay để tô tu giả ôm lấy. Tô tu giả đại khái chính hắn cũng không có chú ý đến, hắn đối đãi lam nhược khê thời điểm kia thật tốt tính còn có kiên nhẫn một đêm này tô tu giả cũng không chút nghỉ ngơi đều là đang chiếu cố lam nhược khê cứ như vậy lam nhược khê tại kinh thành đợi hơn một tháng tô tu giả đối nàng cũng là từng ly từng tí chiếu cố chỉ là lam nhược khê thu được ca ca của nàng thư nói biết nàng tại kinh thành muốn tới kinh thành tìm nàng lúc này lam nhược khê trong lòng hoảng loạn ngày này ăn cơm tối thiên không tiếng sấm vang rền chỉ chốc lát hạ mưa to Lam Nhược Khê ôm lấy cối đầu buổi tối tới đến tô tu giả gian phòng. Làm sao ngủ không được sao? Lam Nhược Khê vô cùng đáng thương mà nói, tô đại ca, bên ngoài sét đánh ta có chút sợ, ta có thế cùng ngươi một cái phòng đi ngủ sao? Tô tu giả dùng tay vuốt vuốt mi tâm nói, không thể, nam nữ thụ thụ bất thân. ầm ầm. Đúng vào lúc này thiên không lại một lần nữa xét đánh, Lam Nhược Khê sợ tranh thủ thời gian ôm chặt lấy tô tu giả, cả người đều trốn ở hắn trong ngực nhưng nàng phát hiện tô tu giả ôm ấp thân thể quá cứng. Thân thể đều cứng rắn. Tô tu giả bản năng ôm chặt lấy Lam Nhược Khê, trực tiếp ôm lấy eo của nàng. Lam Nhược Khê thể chất có chút lệch lạnh, nhưng tô tu giả tay lại nóng hổi vô cùng. Lam Nhược Khê mặc đơn bạc quần áo, bị nóng thân thể đều cảm giác rung lên một hồi.